chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 4. Chương 41. Sát người. Từ Yến Chu bọn hắn ra ngoài, Giang Tam mắng, hai người các ngươi ngu xuẩn, từ yến chu chính là đi tìm bọn họ, cũng không biết trốn xa chút. Giang thập tam trầm mặt một lát, mới nói tam ca cũng không kém bao nhiêu. đến cùng là ai trước bị bắt, còn mắng bọn hắn xuẩn, sớm nhất bị bắt giang nhất năm người. Giang thập tam nhìn xem bọn này hảo huynh đệ, đại ca bọn hắn tìm được, cũng coi như cái tin tức tốt, chỉ là gặp nhau tại địa lao, thực sự để người không vui. bị bắt hắn không có quá mức để ở trong lòng hắn đã cho hoàng thượng viết thư, qua không được bao lâu hoàng thượng liền phái người tới. Giang thập tam nói yên tâm, không sai biệt lắm 10 ngày nửa tháng, chúng ta liền có thể ra ngoài. Giang nhất đối yên tâm cái từ này có mâu thuẫn, đừng nói, các ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, lưu tướng quân sao lại thế, không biết chu tước vệ liền thôi, liền sở hoài đều không nhận ra. Giang Nhất cũng hoài nghi Lưu Vĩ Trạm đang đùa bỡn bọn hắn, Giang Tam quay đầu chỗ khác, nói đừng nghĩ nhiều như vậy, thập tam thập ngũ, ta dạy cho các ngươi phát rau giá. Giang nhất trong lòng có suy đoán, lại cảm thấy không thực tế, Lưu Vĩ Trạm cùng Từ Yến Chu cũng không gặp nhau, làm sao lại giúp Từ Yến Chu. Huống hồ, Thái Y đều nói Từ Yến Chu dược thạch không y, nên sớm một chút chuẩn bị hậu sự. Giang nhất không nghĩ ra liền không nghĩ, hắn nói đúng, cùng các ngươi tam ca học, hắn phát vừa vặn rất tốt. Giang thập tam giang thập năm lượng người hai mặt nhìn nhau, tại sao phải phát rau giá? Giang Tam nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong vỡ thành hai mảnh ghế gỗ, vì chấn nhiếp bọn hắn, cái này một mực không có lấy đi. Giang Tam có chút khó mà mở miệng, một hồi lâu hắn mới nói, bởi vì trai tù nói, tại trong lao liền phải thủ phép tắt, trai tù hung thật nhiều, tên nhỏ con, dáng dấp gầy, khí lực cường đại vô cùng, Giang Tam thử qua bổ ghế, tay đau quá, đừng hỏi nhiều như vậy, nghe lời là được, Giang Thập Tam hai người đủ nghe lời, phát liền phát mà giang tam bắt đầu lo lắng một cái khác tần sự tình bọn hắn thật sự có cơ hội đi sao chu tước lệnh không nhận thánh chỉ lưu vĩ trạm có thể hay không cũng nói là ngụy tạo bọn hắn phát trao giá phát tốt như vậy có thể hay không không nỡ thả bọn họ đi nếu như hạ lệnh vây thành từ yến chu có thể hay không đem đao gác ở trên cổ hắn uy hiếp hoàng thượng hoàng thượng khẳng định không nhận uy hiếp bọn hắn chính là hoàng thượng đao một cái vật chết tự nhiên còn có người khác trên đỉnh chính là trở về, cũng miễn không được nghiêm trị. Giang Tam ánh mắt tối nghĩa, trầm mặt nói một lần làm sao phát rau giá, sau đó hỏi, sẽ sao, sẽ, Giang Tam nói thật tốt học. Tuyệt đối đừng để cai tù thất vọng, Ngọc Khê Sơn bên trên, Lưu Vĩ trạm tha thiết mài gạo nếp, lập tức liền tết nguyên tiêu, gạo nếp mài thành mặt, giữ lại nấu nguyên tiêu ăn, cố dịu chuẩn bị ba loại nhân bánh, hạt vừng nhân bánh, bánh đậu nhân bánh, còn có mật ong giả chích quả nhân bánh, giả chích quả liền thừa 6 cái, cho nên mật ong thả nhiều, kim hoàng mật ong bên trong là vỡ nát quả, xích lại gần chút đều có thể nghe được ngọt liệm mùi vị, ăn tết ăn thịt nhiều, ăn chút ngọt chín chín tốt, từ ấu vi hỗ trợ bao nguyên tiêu, bao qua sủi cảo im dấu qua bánh, nàng động tác càng thêm thuần thục, nhân bánh liệu khoét thành tiểu cầu, sau đó bỏ vào gạo nếp phấn bên trong, một bên xi si, một bên lăng liền càng lăn càng lớn, càng lăn càng tròn. Cố Diệu thích ăn ngọt, coi như hiện tại không ăn, nghe vị ngọt cũng là tốt. Lăn tốt nguyên tiêu đặt ở nắp chậu bên trên, để Từ Yến Chu đưa bên ngoài đông lạnh, Lưu Vĩ Trạm lại bắt đầu vào đến một chậu gạo nếp mặt. Lưu Vĩ Trạm trương đầu nhìn một cái, nói không hướng bên trong bao đồng tiền sao? Lưu Vĩ Trạm lại nói, không, nên bao lá ngải cứu, tránh ma quỷ. Nguyên tiêu là cút ra đây, nho nhỏ một đoàn tử bên trong khỏa không lên đồng tiền, chẳng qua nên tránh ma quỷ là thật, tránh tiểu nhân. Cố diệu cúi đầu nhìn gạo nếp mặt một cái chớp mắt, nói bao lá ngải cứu liền không cần, hướng phòng bên trong vung điểm lá ngải cứu nước là được. Nàng ứng đầu mùa xuân đi bắt heo con, hiện tại heo con còn không có, chuồng heo cùng thanh lý chuồng heo lá ngải cứu đều có, làm lá ngải cứu là từ phiên chợ mang về, đợi lát nữa nấu lá ngải cứu nước, các nơi đều vung một điểm, lại nghĩ tới hôm nay mang về người, cố diệu tâm tình có chút trầm thấp, từ ấu vi một mực chú ý đến cố diệu, chị dâu, cố diệu không có việc gì, chính là lo lắng sợ hãi, cách bốn ngày mới bắt lấy người, Giang Thập Tam cũng đã cho thịnh kinh viết thư, Chu Ninh Sâm hẳn là cũng nhìn thấy tin, trước kia Chu Ninh Sâm sẽ xem ở từ ấu vi phân thượng, lưu từ gia mấy cái mạng. Hiện tại hắn đoán chừng đang hối hận, lúc trước vì cái gì không đồng nhất trăm, toàn giết tốt, trên đường tìm người giết bọn hắn, liền không có hiện tại nhiều như vậy sự tình chẳng qua chu ninh sâm không có cách nào hối hận hắn vốn là cái này cũng muốn cái kia cũng muốn cầm trong mắt hắn đôi đình mưa móc đều là quân ân hắn muốn giang sơn cũng phải mỹ nhân cố diệu có chút phát run nếu là bị bắt lấy hậu quả khó mà lường được từ yến chu nắm chặt cố diệu tay đừng lo lắng từ yến chu nói ta một hồi đi gặp thôn trưởng ở trên núi ở quá nguy hiểm trước đêm đến vân thành không có phòng ở lợp nhà, chờ sự tình bình định lại nói, đoán chừng cũng chính là 4 năm ngày trước viết tin, nhanh nhất cũng là hai ngày này thu được, bọn hắn còn có thời gian, cố diệu gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nàng là nghĩ kéo, thậm chí nghĩ tới tại núi rừng bên trong mai danh ẩn tích sống hết đời, trước đêm đến Vân Thành, lại tính toán sau, kỳ thật sự tình cũng không có bết bát như vậy. Có Ngọc Khê Sơn tòa này tấm trắng thiên nhiên, muốn vào Vân Thành nhất định phải trải qua đầu này quan lộ, ai đồng dạng, bầu không khí quá nghiêm túc, Lưu Vĩ Trạm mở miệng nói, các ngươi lo lắng vớ vẫn cái gì sức lực, nhất nên lo lắng không phải là ta sao, Lưu Vĩ Trạm mười phần không hiểu, Chu tức vệ lại không thấy qua từ Yến Chu, Hoàng thượng nhiều lắm thì đoán từ Yến Chu ở đây, hắn đâu, hắn đâu, Hoàng thượng đoán chừng cho là hắn muốn làm phản. Lưu Vĩ Trạm tham quân 15 năm, nhất thanh bạch có điều hiện tại nhảy vào đầu nào sông đều tẩy không sạch. Từ Yến Chu bọn hắn chỉ là tội càng thêm tội, hắn nhưng là lần đầu, lần thứ nhất, Lưu Vĩ Trạm nghĩ rõ ràng vì cái gì nhảy mũi, khẳng định là Hoàng thượng đang mắng hắn, hiện tại lại nói cái gì xin lỗi, cũng muộn, Lưu Vĩ Trạm bị với lên núi, liền cùng bọn hắn buộc chung một chỗ, nếu như hắn muốn chạy trốn muốn chạy, Cố Diệu sẽ giết hắn, Cố Diệu đạo, ngươi suy nghĩ một chút muốn cái gì, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Lưu Vĩ Trạm liền nhớ hắn heo, chuồng heo đều dựng tốt, lại muốn dọn đi, heo còn không có bắt đâu. Lưu Vĩ Trạm nói ta phải nuôi lợn, nuôi mấy trăm con, lại nuôi mấy ngàn con gà, không thiếu thịt không thiếu trứng, ăn không được liền đưa vào quân doanh, đều ăn thịt. Cố Diệu im lặng, ngươi nếu có thể bắt đến mấy trăm con ngươi liền nuôi, không ngăn cả ngươi. Lân cận có bao nhiêu chăn heo, có thể bắt mấy cái heo con tử cũng không tệ, mấy trăm con, đi chỗ nào tìm đi dù sao Lưu Vĩ Trạm là tin, hắn hiện tại gan lớn, đều không sợ, khi rời đi thời điểm nhớ kỹ đem đi hồ nước mặn vết tích thanh, trên núi không có đường, đều là đi khóng bụi gai, có chút cây mây bị tách ra gãy, như nhìn kỹ, có thế nhìn ra, Lưu Vĩ Trạm nói rất đúng, bọn hắn có hồ nước mặn, không thể tiện nghi chu ninh sâm, khi đồ ăn lều cũng cho hủy đi, bên trong củ cải khoai tây đều móc ra, cải trắng cũng hái được, không có chút nào lưu từ yến chu nói còn có hầm thang phía sau núi thiết một thụ hủy đi giấu kỹ cái gì cũng không để bọn hắn phát hiện cái gì cũng không để bọn hắn trông thấy chờ chu ninh xâm phái người sưu sơn chỉ có thể lục soát mười mấy gian trống rỗng phòng từ ấu vi nắm chặt nắm đấm cái gì cũng không cho hắn lưu tại ngọc khê sơn ở gần bốn tháng ngay từ đầu ở tại nhà tranh bên trong miễn cưỡng có thế che gió tránh rét về sau kiếm tiền còn đóng phòng ở từ lưu vong đến nay khóc qua, sợ qua, từ ấu vi sợ huynh trưởng vẫn chưa tỉnh lại, sợ chị dâu rời đi, sợ mình bị mang đi, đều gắn gượng qua đến, cố diệu đạo, chúng ta đem Ngọc Khê Sơn bảo vệ tốt, đem Vân Thành bảo vệ tốt, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, Chu Ninh Sâm không cho nửa phần rửa sạch quan khuất cơ hội, đem tạo phản tội danh gắn ở từ Yến Chu trên thân, một vạn tướng sĩ mệnh tan lưu xa, không hoàn toàn là từ Yến Chu sai, thậm chí nói, từ Yến Chu không có sai hắn 15 tuổi tòng quân, chinh chiến xa trường 6 năm, đánh mấy chục trận thắng trận, hắn là anh hùng, không phải tội nhân, càng không phải là nghịch tặc, từ Yến Chu đi gặp thôn trưởng, nói rõ lợi hại, thôn trưởng nói chuyển, tướng quân nói cái gì thời điểm chuyển, chúng ta liền lúc nào chuyển, từ Yến Chu nói đêm nay thu thập, sáng mai dọn đi, thôn trưởng vội vàng đáp ứng, hắn lập tức thông báo người trong thôn thu dọn đồ đạc, sáng mai dọn nhà. Cố Diệu mang theo người đi đồ ăn lều dài hơn một tháng, mỗi ngày vung nước linh tuyền, đồ ăn dáng dấp rất tốt, củ cải trắng sau bàn tay còn rất dài, có thủ đoạn lớn như vậy, phía trên dính lấy ướt ác bùn đất, như nước trong veo, khoai tây còn có chút nhỏ, loại cũng không nhiều, liền đào mười mấy viên, cải trắng lá có chút phát hoàng, nhưng là không ảnh hưởng ăn, đồ ăn trong rạp còn lại mấy chục viên cải trắng, cố dịu cho hết hái xuống, củ cải khoai tây cải trắng. Còn có trong nhà lương thực, trước đưa đến phủ tướng quân, đồ còn dư lại sáng mai lại chuyển. Từ Yến Chu không nở nơi này, người đều là có tình cảm, ở đây ở thời gian dài như vậy, đều đã quen thuộc. Phủ tướng quân phòng ngủ là cái dạng gì? Từ Yến Chu ấn tượng mơ hồ, hắn không nở. Phủ tướng quân không có giường, giường cứ như vậy lớn, không có địa phương thả hắn giường tủ. Giường cũng không giống giường như thế ấm áp, tóm lại, nơi nào đều không tốt. Cố Diệu đem giường trong tủ đồ vật đều lấy ra, sở hoài đồ vật đơn độc đặt vào, còn lại đặt ở một cái bao bên trong, một khối ngọc bội, hai viên kim bài, một tấm lệnh bài, còn có chu tước lệnh, còn lại đều là ngân phiếu cùng bạc vụn, tổng cộng 2,5132, tiền đồng cố diệu cũng số, 123 cái, còn có nàng trâm vàng, vừa lớn vừa sáng lại tránh, nàng đem thả tiếng trong ví, sau đó cùng những cái này đặt chung một chỗ, đồ vật tất kỹ. Cố Diệu đem bao bọc phóng tới bên người, sáng mai muốn dẫn lấy nó đi, đây là thứ trọng yếu nhất, có nhiều thứ có thể chậm rãi chuyển, Chu Ninh xâm người một lát cũng đến không được, mấy ngày nay có thể tiếp tục đốt than, nằm ở trong chăn bên trong, cố diệu đếm lấy còn muốn mang thứ gì, bọn hắn bày đệm giường chăn mền gối đầu khẳng định phải mang theo, đồ nội thất cũng không thể quên, cái gì cũng không lưu lại, từ yến chu dùng tay động, một nháy mắt, liền tóm lấy cố diệu tay, hắn hỏi, giường tủ còn mang sao? hai người rộng giường tủ vẫn là bày ở trên giường thả trên giường khẳng định không được nếu là như thế hắn thật muốn cùng cố diệu ngủ ở phía trên nếu như sớm biết hắn nhất định không đánh cái này nhất định khiến thợ một làm một cái tiểu xảo cố diệu đạo mang cái gì cũng không để lại về sau nếu như chuyển về đến lại đem đồ vật đều chuyển về tới những cái này phải dùng xe ba gác đẩy trên đường khó tránh khỏi va va chạm chạm nhưng cố diệu không nỡ lưu lại bất kỳ vật gì đương nhiên là mang đi từ yến chu vẫn còn có chút vui vẻ mang đi liền tốt dù sao cũng là hắn mang về cố diệu thích không chê vậy thì tốt ta đến chuyển từ yến chu kia là không biết cố diệu không thích đồ vật đều mua về cũng không thể đặt vào đây chỉ có thể dùng cố diệu cũng sẽ giúp khuân tốt vậy chúng ta đi ngủ sớm một chút từ yến chu không hề động phòng bên trong mười phần yên tĩnh từ Yến Chu nói A Diệu, hai ngày nữa chính là Tết Nguyên Tiêu, nghỉ lễ, đến lúc đó Vân Thành đoán chừng có hội đèn lồng, Từ Yến Chu muốn mang cố Diệu nhìn một chút, trở về muộn liền không đuổi kịp cái gì, hội hoa đăng cũng mệt mỏi, khó thực hiện cái gì, Từ Yến Chu nghĩ hôm nay làm, hắn bình thường ngượng ngùng nói, ngượng ngùng để cố Diệu hỗ trợ, đều là chịu đựng, nhưng ngày mai liền dọn đi, đây là bọn hắn ngủ ở trên giường cuối cùng một đêm. Từ Yến Chu mặc dù đi, cũng không phải một năm chỉ đi một lần nhưng hắn không nỡ để cố diệu giúp hắn làm đêm nay không giống hai ngày nữa chính là tết nguyên tiêu cố diệu hỏi vậy là ngươi suy nghĩ nhiều ăn hai cái nguyên tiêu sao từ yến chu không có nghĩ như vậy hắn ôm lấy cố diệu đem người giam cầm trong ngực mình sau đó cẩn thận từng ly từng tí thân cố diệu mắt hôn xong mắt lại thân thiết chấp mũi cuối cùng hôn vào cố diệu trên môi từ yến chu hầu kết nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ lăn một chút ta. Muốn, A Diệu giúp ta một chút, từ Yến Chu đưa lưng về phía ánh nến, nhìn như vậy lấy sắc mặt hắn hơi đỏ lên, hắn mắt lại sáng, bên trong giống như dấu ngôi sao, từ Yến Chu cứ như vậy nhìn xem nàng, kiên nhẫn chờ lấy trả lời, rất nhanh, từ Yến Chu kiên nhẫn khô kịp, A Diệu, cố Diệu cự tuyệt không được dạng này từ Yến Chu, vậy liền một lần, sau đó đi ngủ, từ Yến Chu nói ừng, tất cả nghe theo ngươi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó thật sự là mặt người hành động, làm chuyện như vậy, cố diệu không dám nhìn từ Yến Chu, nàng từ từ nhắm hai mắt, chậm tay chật đất động, một lát sau, từ Yến Chu cầm nàng tay, cố diệu là thật cảm thấy loại sự tình này không thú vị, nàng đầu óc càng ngày càng nặng, có chút buồn ngủ, về sau từ Yến Chu đánh nước tiến đến, đem trên thân lau sạch sẽ, mới một lần nữa nằm xuống lại, từ Yến Chu có chút yểu xìu, một mình hắn dễ chịu, không tốt nhưng từ yến chu cũng không dám nói cùng một chỗ loại hình hắn muốn để cố diệu từ yến chu nói a diệu không phải ta ôm lấy ngươi ngủ đi ngươi còn có thể nằm tại trên người ta ngủ cố diệu không hứng thú nàng buồn ngủ quá ngươi nhanh ngủ không phải liền đi giường cửa hàng từ yến chu nhà ước chừng là đạt được một vật liền muốn càng nhiều lúc trước từ yến chu ngóng trong cố diệu thích không phải là hắn thương hại hắn về sau hắn phát hiện cố diệu có chút thích hắn hắn liền ngóng trong cố diệu có thể càng thích hắn, đừng thích người khác, ai cũng không được. Hiện tại từ Yến Chu muốn càng nhiều, từ Yến Chu nhắm mắt lại, bắt đầu nằm mơ. Ngày kế tiếp, ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu khuân đồ, trước giúp người trong thôn đem đến Vân Thành không trong ngõ nhỏ, chờ bọn hắn chuyển xong, từ gia mới bắt đầu động, từ Yến Chu cũng đem giường tủ khiên ra đến, to lớn ngăn tủ mười phần bắt mắt, lưu vĩ trạm nguyên lai tưởng rằng giường, thế nhưng là có cửa hắn cảm thấy chính là cái phổ thông ngăn tủ, nhìn kỹ, là bên cạnh mở cửa, thật là kỳ quái. Từ Yến Chu nhìn Lưu Vĩ Trạm liếc mắt, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua giường tủ, phương Bắc Hán tử chưa có xem giường tủ, vậy đơn giản nói hô nói vượng, Lưu Vĩ Trạm chính là chưa thấy qua dạng này, rất độc đáo, khi còn cần hắn nói, Từ Yến Chu nói. Ngươi cười đi nơi khác cười, Lưu Vĩ Trạm che miệng lại, vẫn là không cười, tỉnh ai đó đánh ngươi đến phủ tướng quân liền ở nguyên lai ngươi chỗ ở hắn lại tùy tiện tìm gian phòng ốc tốt nguyên bản là từ yến chu địa phương nếu như có thế sửa lại án xử sai khẳng định vẫn là từ yến chu địa phương nếu như không được hắn cũng ở không lên không phải từ yến chu nói không cần cho chúng ta tìm ở giữa viện tử là được bọn hắn một nhà người trụ cùng nhau cái khác không quan trọng lưu vĩ trạm ưỡng ngực vậy hắn coi như ở chính viện Đến phủ tướng quân, người từ gia ở tại một chỗ sạch sẽ trong sân, thu thập xong đồ vật, cũng không có việc gì, cố diệu dự định đi ngầm trong lao nhìn xem, từ ấu vi giúp cố diệu họa mặt, than phấn nơi này bôi điểm nơi đó bôi điểm, lại dùng son phấn bột nước choáng một chút, từ ấu vi khéo tay, cố diệu lại biến thành cai tù, vẽ xong cố diệu, từ ấu vi nói chị dâu, chúng ta vào xem sao, cố diệu nghĩ đến sở hoài, sở hoài cũng tại trong lao, đóng năm ngày đi theo chu tước vệ cùng một chỗ phát trao giá, cố diệu đạo, được, ngươi cũng họa mặt, chúng ta cùng một chỗ đi qua, từ ấu vi một chút liền cười, nàng đối tấm gương tô một chút vẽ tranh, rất nhanh, trong gương liền xuất hiện một người khác, từ ấu vi vào nhà quấn ngực, sau đó đổi thân ngục tốt quần áo, đi theo cố diệu tiếng địa lao, địa lao âm u, dựa vào mấy ngọn ánh nến chiếu sáng, nàng liếc thấy thấy sở hoài. Sở hoài ngay tại hướng giỏ trúc bên trong vẫy nước, nghiêm túc vô cùng. Cùng từ ấu vi nghĩ không giống nhau lắm, những người khác cũng tại phát rau giá, vốn là an tĩnh nhà tù tại cố diệu sau khi đi vào càng tỉnh, ai cũng không dám nói chuyện. Giang nhất ngẩng đầu, lại cấp tốc thấp, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là thật là sợ. Từ ấu vi học cố diệu dáng vẻ, mở ra nhà tù cửa, nàng hướng về phía sở hoài ác thanh ác khí nói cho ta đứng ở góc tường đi. Sở hoài nhìn xem từ ấu vi mắt, tỉnh chỉ chốc lát, sau đó nghe lời đứng ở góc tường đi. Giang thập tam nghe con mới đẻ, lúc đầu dự định cùng cố diệu một, hiện tại hắn thật giống như bị định trụ, một cử động nhỏ cũng không dám, cai tù song sát, thế phong nhật hạ, xã hội tập tục càng ngày càng tệ. Cố diệu hướng bên kia nhìn thoáng qua, chuyên tâm kiểm tra rau giá, từ ấu vi nhìn sở hoài phát cũng không tệ lắm, nhân tiện nói, ừm, làm không tệ. Không đợi sở hoài khóe môi câu bên trên hai phần, từ ấu vi nhân tiện nói đây đều là ngươi nên làm có tiền sao lấy ra đại gia ta muốn uống rượu chu tước vệ có người che ngực có người đè lại tay áo túi biểu lộ đề phòng bên trong mang theo vài phần chấn kinh dường như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sở hoài không nhúc nhích thanh âm hắn hơi câm nhìn chung quanh học gian nhất che ngực không có tiền từ ấu vi giấu đầu lòi đuôi nhanh lên lấy ra ngực cất giấu chính là cho từ ấu vi mang kim sức còn có rất nhiều ngân phiếu, sở hoài nói không có. Không tin ngươi đến lục soát, từ ấu vi trừng mắt nhìn, nàng cảm thấy có chút quá, thế nhưng là không lục soát. Nàng lời nói đều thả ra, chẳng phải là rất không có uy nghiêm, từ ấu vi vương tay, tại sở hoài ngực đè lên, sau đó tìm ra đến một chuỗi đồ vật, có ngân phiếu, còn có khác, từ ấu vi không có mở ra, toàn diện chứa vào, nàng vỗ nhẹ sở hoài bả vai, nói vừa vặn giữ lại đại gia mua rượu, Giang Nhất dụi dụi mắt, ta, sở hoài làm sao thảm như vậy, kia là ngân phiếu đi, cứ như vậy bị lục soát đi rồi. Quá thảm, thực sự là quá thảm, cố diệu cùng từ ấu vi lưu lại một hồi liền ra ngoài, phòng giam bên trong dị thường yên tĩnh, hồi lâu sau, có người chữa nhỏ hai câu, liền lưu vĩ trạm đều không có soát người, tính một cái. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu hôm nay là sở hoài, ngày mai sẽ là chúng ta, làm sao có thể dạng này, chúng ta đều phát rau giá, làm sao còn soát người, đường đường ngự lâm quân thống lĩnh, trước mặt nhiều người như vậy bị soát người, đây quả thực là nhục nhã, Giang Nhất muốn nói lại thôi, hắn thở dài, nói sở thống lĩnh, ngươi đừng nóng giận, sở hoài nói ta không có sinh khí, cuối cùng đem đồ vật cho nàng, Giang Nhất có chút đau đầu, đây tuyệt đối là sinh khí, sở thống lĩnh, tiền tài chính là vật ngoài thân. Sở hoài nói ta thật không có sinh khí. Chương 42, mật lệnh, dù là sở hoài ngoài miệng nói không có sinh khí, thật không có sinh khí, gian nhất cũng không tin. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, đổi lại là hắn, nên bị tức chết rồi, sở hoài khẳng định tức điên, cố nén đâu. Tại thịnh kinh, chỗ nào dùng lấy nhìn sắc mặt người, ai dám lục soát thân thể của bọn hắn. Gan to bằng trời, thật sự là gan to bằng trời. Giang Nhất nói. Sở thống lĩnh không khí liền tốt, chúng ta không đáng vì một chút bạc chọc bọn hắn, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, Chu tước vệ chính người 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 cảm thấy bất an, sợ kế tiếp bị lục soát chính là mình, ai biết có bao nhiêu tiền, có đủ hay không bọn hắn uống hai trời rượu, vạn nhất hoa không có, hậu quả khó mà lường được, sở hoài nhìn xem những người này, rất nhanh dời ánh mắt, không biết những cái kia có đủ hay không nhìn gian nhất bọn hắn dường như trên thân còn có tiền sở hoài nói gian thống lĩnh nói có lý không đáng sinh khí gây bọn hắn thua thiệt là mình có thế lấy tiền giải quyết sự tình đều không phải sự tình gian nhất liên tục ứng hòa ngược lại là gian tam bọn người nhăn lại lông mày gian tam nói chẳng lẽ hắn lần sau còn tới còn muốn đem tiền cho hắn không có khả năng có bản lĩnh giết ta chụp lấy bọn hắn cũng liền thôi liền tiền đều muốn quả nhiên là nhạn qua nhổ lông nguyên lai tưởng rằng cố cai tù liền đủ quá phận lại tới một cái bọn hắn quả thực không có đường sống một cái nho nhỏ cai tù cũng dám dạng này từ yến chu hắn sở hoài thản nhiên nói làm gì bồi lên tính mạng nếu như lục soát ngươi thân tìm ra đến đồ vật ngươi dám không cho sao Giang tam mắt nhìn phá trên ghế bén nhọn gai gỗ lắc đầu không dám để hắn lục soát còn muốn thủ khuất nhục còn không bằng trực tiếp đưa trước đi các nàng cao hứng, liền sẽ không khó xử chúng ta. Sở hoài nói có điều, đến cùng như thế nào làm còn phải xem chư vị ý tứ, chu tước vệ nhóm, gian nhất trà sát mặt, không cho, chính là không cho, thật vất vả tích lũy lão bà bản, đi ra ngoài đều quên không được muốn dẫn, cho người khác, hắn không cam tâm, gian ta một cái ý tứ, trồng có vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết, bạc là ranh giới cuối cùng, cố diệu cùng từ ấu vi căn bản không nghĩ tới lục soát người khác liền lục soát sở hoài cũng là từ ấu vi nhất thời hưng khởi, đem đồ vật mang ra, nàng liền hối hận, từ ấu vi nói chị dâu, sở hoài có nhiều như vậy đồ vật, có thể hay không đơn độc cho hắn đưa chút ăn ngon nha, ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, từ ấu vi sờ lấy ngân phiếu còn rất dày, cố dịu đạo, đương nhiên đi, nếu như không phải muốn để sở hoài nhìn chầm chầm chu tước vệ, đã sớm để hắn trở về, đưa chút đồ ăn ngon còn không đơn giản từ ấu vi câu môi cười cười, các nàng trở lại trong viện, từ ấu vi đem đồ vật để lên bàn, ngân phiếu mười mấy tấm, đều là một ngàn lượng, cộng lại phải có hơn một vạn lượng bạc, một cái khác khăn tay chăm chú bao lấy, từ ấu vi đem khăn tay mở ra, bên trong kim quang lóng lánh, có mấy cái nhẫn vàng, còn có kim khuyên tai dây chuyền vàng, từng cái phân lượng đặc biệt đủ, những cái này cộng lại phải có hai vạn lượng, cố diệu ở một bên nhìn xem, thực tình cảm thấy nhiều ngân phiếu vàng, đều là có thế hoa. Mấy thứ kim sức cổ xưa nặng nề, đều là đồ tốt, nghĩ đến là sở hoài cố ý mang tới. Từ ấu vi đem ngân phiếu đồ trang sức cho hết cố diệu, chị dâu cầm. Tiền đều là cố diệu cầm, nàng đem những này cùng nguyên lai like sở hoài đồ vật đặt chung một chỗ. Nếu như dùng đến đến liền dùng, không dùng đến về sau còn cho từ ấu vi. Thấy một lần sở hoài, từ ấu vi thật cao hứng, sở hoài vẫn là ban đầu dáng vẻ hiện tại nàng tại phủ tướng quân, liền mỗi ngày đều có thể đi xem hắn một chút, từ ấu vi giật nhẹ cố dịu góc áo, chị dâu, kia buổi tối đưa cơm ta còn cùng ngươi đi, có được hay không, cố dịu tự nhiên là đáp ứng, mặc dù cái dạng này không dễ nhìn, thế nhưng là từ ấu vi nha, thế nào đều là đẹp mắt, cố dịu đạo, vậy chúng ta ban đêm ăn cái gì, liền cho sở hoài đưa cái gì, người khác, liền nên làm sao ăn làm như thế nào ăn cơm tù so sánh với trước kia đã tốt lên rất nhiều, cũng không tiếp tục là bánh bao đen cùng bạch thủy nấu đồ ăn. Giữa trưa ăn bánh bao món kho, ban đêm ăn mì, buổi sáng một cái bánh bao một bát bát cháo, còn có ướt tốt bọc thịt dưa leo đầu, mỗi bữa đều có thịt, sở hoài ăn cũng là cái này, lúc này có lý do để hắn ăn chút khác, ban đêm cố dịu liền làm món ăn mới, là thịt viên kho tàu, ba phần mập bảy phần gầy thịt chặt thành chừng hạt gạo bánh nhân thịt, dạng này hầm thời điểm sẽ có nước thịt núp ở bên trong. Nắm đấm lớn viên thịt xuống vạt dầu nổ thành kim hoàng sắc, tiếp xuống chính là thịt kho tàu. Phủ tướng quân có đầu bếp có hạ nhân, nhưng là những ngày này làm công việc làm quen, lưu thị từ ấu vi đều đến phòng bếp hỗ trợ. Hạ nhân bị lưu vĩ trạm đuổi đến phủ tướng quân hậu hoa viên nhổ hoa cày thổ, liền chờ ngày xuân trồng rau. Cố diệu xào nước màu đã có một tay, mật ong xào thành tiêu đường sắt, ừng ực ừng ực bốc lên tiểu bong bóng cố diệu đem viên thuốc bỏ vào, chờ viên thuốc trùng lên màu nâu áo ngoài, lại thêm hành gừng tỏi các loại hương liệu, nắp nồi đắp lên, hỏa thiêu lớn, chờ lấy bên trong nước canh hầm không, thịt viên kho tàu liền có thể ăn, nhiều người, cố diệu tổng cộng làm hơn 30 viên thuốc, miễn cưỡng đủ một người một cái, thịt viên kho tàu cùng cơm trắng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ướp trứng vịt cũng đủ thời gian, 20 cái trứng vịt toàn nấu ra tới. Một người chỉ đủ phân nửa cái. Sở hoài buổi tối cơm chính là một bát cơm trắng, một cái thịt viên kho tàu, một đĩa xào cải trắng, một bát trong biển tôm bóc vỏ nhi canh, còn có nửa cái kim hoàng chảy mỡ trứng vịt muối. Những cái này đồ ăn bày ở khay bên trong, càng thêm lộ ra tiểu xảo tinh xảo, từ ấu vi vỗ vỗ sở hoài bả vai, đại gia ta đi uống rượu, còn thừa lại tiền, tiện nghi ngươi, cố diệu cũng đem thuộc về chu tước vệ cơm tù bưng cho bọn hắn, trắng tinh dưa chua mặt, phía trên mã lấy sáu bảy phiến thịt kho, còn có kim hoàng chảy mở nước ép ớt, phân cao thấp rõ ràng, chu tước vệ, cửa nhà lao mở ra lại nhanh chóng đóng lại, sở hoài sững sờ nửa ngày thần, đều không có cố phải cùng từ ấu vi nói câu nào, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc thức ăn trên bàn chín bốc hơi nóng, chén canh bên trong sứ ngôi tại dưới ánh nến chiếu sáng rạng rỡ, sở hoài cười còn chưa nhấc lên, người đối diện liền quấy nhiễu đến hắn, gian nhất trong mắt bốc lên sói ánh sáng chính sâu kín nhìn xem hắn mà lại gian tam bọn hắn ngay tại hắn sát vách nếu là không có ở giữa lan can sắt sợ rằng sẽ đưa tay bắt hắn đồ ăn sở hoài tại chúng một phía dưới cầm lấy đũa kẹp một khối nhỏ đầu sư tử bỏ vào trong miệng gian nhất nuốt một ngụm nước bọt hỏi ăn ngon không ăn thật ngon sở hoài thành thật gật gật đầu từng ăn ngon gian nhất quay đầu bưng lên mì sợi nói ta cũng ăn ngon dưa chua mặt ăn ngon sở hoài là biết đến bởi vì hắn nếm qua, sở hoài nói kia gian thống lĩnh liền từ từ ăn, thực sự không cần nhìn chầm chầm vào sở mổ. gian nhấc nhẹ gật đầu, hắn phát hiện hắn phi thường thích ăn dưa chua mặn không có trước kia hương. hắn lúc ấy còn muốn hỏi hỏi cố diệu, có phải là giao tiền liền có thể ăn cùng sở hoài đồng dạng đồ ăn? gian tam nghe thịt viên kho tàu mùi thơm, ăn chính là mì sợi, cách quá gần, hắn có loại ăn thịt viên kho tàu mạch ảo giác. Hắn có thể tưởng tượng nhưng đầu sư tử là mùi vị gì, có thể ăn không đến miệng bên trong. Giang Nhất ngẩng đầu nói sở thống lĩnh. Có thể Vân ta chút canh nước, chỉ thấy Sở Hoài đem đầu sư tử tính cả nước canh đều trộn lẫn đến trong cơm, trong chốc lát, tuyết trắng hạt gạo trải lên một tầng hồng y, Giang Tam hầu kết lăng lăng. "Sở Hoài, có việc?" Giang Tam quay đầu chỗ khác, ác thanh ác khí nói không có, hắn kéo không xuống cái mặt này chẳng lẽ muốn hắn đem sở hoài đĩa muốn đi qua, thẳng thắn cương nghị nam nhi, thực sự không làm được muốn đĩa sự tình đến, chỉ có thể chịu đựng ăn mì xong, ngược lại là sớm nhất năm người, trắng trợn nhìn quanh, cùng sở hoài muốn đĩa, nhưng sở hoài không cho, gian nhất ăn mì xong đầu, nói nhịn một chút đi, hiện tại cơm không tính khó ăn, không cần nhất định phải ăn đầu sư tử, suy nghĩ kỹ một chút, mì sợi chí ít so bánh bao đen ăn ngon, cũng có thịt, còn có cái gì không thỏa mãn, gian nhất, các ngươi ngẫm lại sở hoài vì cái gì có đầu sư tử ăn, liền không muốn ăn, một người nói, vẫn là nghĩ, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, chính là cái đạo lý này, này làm sao nhận được, nhưng nếu là đem bạc đưa trước đi, thật đúng là không nở, khẽ cắn môi, nhịn đi qua chính là, ngày kế tiếp kết nguyên tiêu, phòng giam bên trong người cùng theo ăn nguyên tiêu, nấu xong nguyên tiêu trắng trắng mập mập, viên viên hồ hồ, Cắn một cái xuống dưới có thế ăn vào thơm ngọt đen hạt vừng nhân bánh, ăn xong thang viên lại uống một hơi canh, trong canh tan gạo nếp phấn, có chút sền sệt, canh vào trong bụng, Giang Tam nhìn về phía sở hoài, hôm nay sở hoài cùng bọn hắn ăn đồng dạng, không có gì đặc thù, rất tốt, Giang Tam lại liếc mắt nhìn, đã thấy sở hoài thì bên trong thang viên nhân bánh là màu đỏ, sở thống lĩnh. Người thang viên cái gì nhân bánh, sở hoài nói đen hạt vừng, bánh đậu còn có chích quả nhân bánh các ngươi không phải sao chu tước vệ cùng nhau lắc đầu không có bọn hắn chính là đen hạt vườn nhân bánh cũng không biết bánh đậu cùng chích quả có ăn ngon hay không không đợi gian tam hỏi sở hoài lên đường đều ăn rất ngon người sống liền tranh một hơi bọn hắn cũng không phải không có tiền giao tiền coi như mình mua Giang giấc vỗ cửa nhà lao gọi ngục tốt mau đưa các ngươi cai tù cho gọi tới tết nguyên tiêu Vân Thành ban đêm có hội đèn lồng, cố diệu trong phòng làm đèn lồng, trúc khung, giấy, còn có giọng hồ gián, lúc đầu chỉ có nàng cùng từ ấu vi làm, về sau tất cả đều tới, từ ấu vi khéo tay, có thể làm con thỏ đèn, bạch nhĩ đóa mắt đỏ, đến lúc đó đem ngọn nến bỏ vào, nhìn xem rất là đáng yêu, từ yến chu nhìn con thỏ đèn, cũng muốn làm, bọn hắn phòng bên trong chỉ có giá nến, hoàn toàn có thể làm một cái đẹp mắt đèn lồng. Thế nhưng là từ yến chu làm mấy cái, đều là siêu siêu vẹo vẹo, thấy thế nào đều không giống con thỏ. Cố Diệu còn có thể nhịn được không cười, nói thật, từ yến chu làm vẫn còn so sánh không lên từ yến nam. Từ khi từ yến chu chuyển về tới một cái giường tủ về sau, từ ấu vi liền đối huynh trưởng không ôm cái gì hy vọng. Từ ấu vi nói thật là khó nhìn, căn bản không giống con thỏ. Ca ca ta đem cái này cho ngươi. Từ ấu vi làm, không chỉ có giống còn tại phía trên họa hoa điểu, đề thơ, từ Yến Nam, là thật là khó nhìn, ca ca làm xấu nhất, xấu thì thôi, xấu nhất là có ý gì, từ Yến Chu nói từ Yến Nam, không nghĩ đợi liền trở về phòng đọc sách, từ khi đem đến phủ tướng quân, từ Yến Nam liền tự mình ở một phòng, từ Yến Nam lập tức yểu xìu nhi, từ Yến Chu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không cần, từ Yến Chu làm nghiêm túc, cố diệu cũng không tốt quấy rầy, nhưng từ ấu vi nhỏ giọng cùng nàng nói, chị dâu, ngươi bây giờ không nói, anh ta đem hắn làm đèn lồng bày các ngươi trong phòng, sợ cố diệu không tin, từ ấu vi còn dùng sức nhẹ gật đầu, từ yến chu ngẩn đầu. Ta nghe thấy, từ yến chu có thế cầm thương, có thế giết người, nhưng thật làm không tốt đèn lồng, từ yến nam làm trẻ thơ đáng yêu, từ ấu vi xinh đẹp mới lạ, cố diệu làm đẹp mắt đại khí, chỉ có hắn, hết sức khó coi. Cố Diệu đè lại từ Yến Chu tay, nói chúng ta cùng một chỗ làm, làm tốt bày ở phòng bên trong. Từ Yến Chu, từng, từ ấu vi làm đẹp mắt có làm được cái gì, dù sao Cố Diệu không nhìn, miễn cưỡng làm cái sáu bên cạnh đèn lồng, Cố Diệu để từ ấu vi hỗ trợ vẽ tranh viết chữ, đổ rõ rệt đẹp mắt nhiều. Đèn lồng làm xong, ngục tốt tới truyền lời, nói gian nhất muốn gặp nàng. Cố Diệu, có thế có chuyện gì, chẳng lẽ có cái gì chuyện khẩn yếu? là liên quan tới chu ninh sâm vẫn là khác từ yến chu nói ta cùng ngươi cùng một chỗ đi từ yến chu hiếm thấy chu tước vệ vi diệu cố diệu đạo ngươi đừng đi ta một người đi là được từ ấu vi nháy mắt mấy cái ta cũng là ngục tốt ta có thể cùng theo đi từ ấu vi ôm lấy làm tốt con thỏ đèn muốn cho sở hoài đưa qua trong địa lao lâu dài không ánh sáng tia sáng u ám cố diệu nhíu mày nàng hoài nghi gian tam bọn hắn muốn chạy trốn hoặc là phát hiện cái gì cầm cái này uy hiếp bọn hắn cũng là những ngày này bọn hắn quá nghe lời để phát rau giá phát rau giá để làm gì làm cái đó mới khiến cho nàng xem nhẹ rất nhiều chuyện tâm lớn đánh một trận liền tốt gian nhất trong mong nhìn quanh nhưng làm cố dịu trong từ ấu vi đổ không có chuyện khác nàng là cho sở hoài đưa đèn đèn lồng nhiều cho ngươi một cái sở hoài đem đèn lồng nhận lấy môi hơi há ra nói tạ đại nhân thưởng mỗi ngày thêm đồ ăn không nói, nghỉ lễ còn đưa đèn lồng, càng kiên định hơn Giang Nhất bọn hắn giao tiền ăn quyết tâm, Giang Nhất khục một tiếng, kia cái gì? Khục, cố dịu ngữ khí dữ dằn, nàng nói, muốn nói cái gì nhanh lên, Giang Nhất lấy ra chính cái ngân phiếu, cái này cho ngươi, cố dịu, Giang Nhất nói tổng cộng 900 lượng, trước cho ngươi, chúng ta muốn ăn cùng sở hoài đồng dạng, cố dịu đạo. Tiền lấy về, ta không thu, bọn hắn ăn đã rất tốt muốn cùng sở hoài ăn đồng dạng bọn hắn hiện tại thế nhưng là tù binh bọn hắn nghĩ tới cố diệu sẽ ngại tiền ít nhưng không nghĩ tới cố diệu trực tiếp không muốn xuất sư chưa nhanh gian tam tính tình bạo hắn nói không được không thể không cần dựa vào cái gì muốn sở hoài không cần chúng ta cố diệu thầm nghĩ cái này muốn cái gì tựa như sở hoài chỗ nào đồng dạng kia là từ ấu vi tìm ra đến cố diệu đạo thế nào không muốn các ngươi tiền còn hài lòng. Giang thập tam khẽ cắn môi, không hài lòng, đều ở nhà tù, liền phải đồng dạng, muốn sở hoài, liền phải muốn chúng ta, ta không muốn những cái này tiền bẩn, để ta ăn thịt viên kho tàu, còn có bánh đậu chích quả nguyên tiêu. Giang nhất đem tiền nhét vào cố diệu trong tay, ngươi cầm ngươi cầm, có phải là còn có đèn lồng, không có chính cái ít nhất phải có hai cái, cố diệu đè lên mi tâm, ai còn ngại nhiều tiền, sớm biết ban đầu liền đem bọn hắn lục soát một lần chẳng phải ăn nha cố dịu đạo chờ lấy cơm tối bọn hắn cùng sở hoài ăn đồng dạng còn có ngọn nến chiếu sáng qua một cái an tâm tết nguyên tiêu trên đường rất náo nhiệt tại phủ tướng quân đều có thể nghe thấy thả pháo hoa pháo còn có nói đùa thanh âm người từ gia thâm cư không ra ngoài cũng không có ra ngoài hội hoa đăng người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm nói chuyện một chút liền trở về phòng nghỉ ngơi lúc này cố diệu chưa từng có tiếc tâm tư đã bốn ngày nhanh chu ninh sâm người lại có ba bốn ngày cũng liền đến nếu là chậm có cái năm sáu ngày cũng nên đến trong sách sở hoài mang từ ấu vi chạy trốn sở hoài bị lăng trì đối bọn hắn chu ninh sâm khẳng định hận không thể trừ chi cho thống khoái sáu bên cạnh đèn lồng bày trên bàn nhiều một lớp giấy ánh nến lập tức hòa hoãn cố diệu đạo từ yến chu Chu Ninh Sâm sẽ trực tiếp phái binh sao? Nếu như Chu Ninh Sâm hạ lệnh vây quét, bọn hắn lui không thể. Vân Thành hướng Bắc 15 thành, hoang vắng, thổ địa hoang vu, chỉ là chịu bọn hắn liền chịu không nổi. Từ Yến Chu lắc đầu, nói sẽ không, lấy hắn đối Chu Ninh Sâm hiểu rõ, hắn sẽ không như vậy làm. Chu Ninh Sâm bệnh đa nghi nặng, lại lo lắng trùng điệp, hắn có thể phái người đem bọn hắn toàn giết, nhưng tuyệt sẽ không giống trống khu chiên phái binh. Chu Ninh Sâm là hoàng đế, Hắn sẽ trước phái người thuyết phục hiển lộ rõ ràng hắn trọng lượng, sau đó đem tội danh của bọn họ định chết. Chu Ninh Sâm sợ, hắn sợ ô nói quan một trận chiến chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, hắn không dám, từ yến chu dám dằn co, hắn không dám, nếu như từ yến chu nói ô nói quan có ẩn tình khác, Chu Ninh Sâm tuyệt đối sẽ hoảng hồn, tìm được hay không chứng cứ hiện tại đã không trọng yếu, Chu Ninh Sâm cho là hắn có tội, hắn muốn để tất cả mọi người nhận định hắn không có tội. Từ Yến Chu nói đừng sợ, cố diệu ôm lấy Từ Yến Chu eo, mặt dán lòng ngực của hắn, ta không sợ, lúc trước nàng cũng chưa sợ qua, hiện tại càng không thể sợ, cố diệu đạo, trong tay chúng ta nắm chặt người đâu, Chu Ninh Sâm không dám hành động thiếu suy nghĩ, những người này đều là Chu Ninh Sâm tâm phúc, Chu Ninh Sâm tuyệt đối sẽ có chút kiên kỵ, Từ Yến Chu, nếu như Chu Ninh Sâm yếu nhân, đem mẹ ta đổi lại đi, nàng một người tại thịnh kinh, ta không yên lòng cố diệu đạo dùng ai đổi đều được dù là hắn muốn toàn bộ chu tước vệ từ yến chu gật gật đầu nói được qua mười lăm thiên khai bắt đầu ấm lại từ yến chu nắm chặt thời gian đem trên núi hầm than hủy đi lên núi đường nhỏ cũng dùng tảng đá cùng nhánh cây cài đóng ngọc khê sơn yên tĩnh vô cùng một mực qua sáu bảy ngày vẫn là không có động tĩnh thẳng đến cố diệu đi một chuyến tử lâu triệu trưởng quỷ nói phu nhân túc châu phong thành Phong Thành đi về phía nam chính là Túc Châu, đi mấy chục dặm quan lộ liền có thể đến, Triệu trưởng Quỷ bán đậu phụ Đông cùng đậu gia, tất qua Túc Châu. Chỉ là chẳng biết tại sao, đột nhiên Phong Thành, Cố Diệu tìm thức cảm thấy cùng Chu Ninh Sâm có quan hệ, không phải sẽ không vô duyên vô cớ Phong Thành. Cố Diệu vội vàng chạy về phủ tướng quân, Từ Yến Chu cùng Lưu Vĩ Trạm ngay tại phòng trước, đều là một mặt nghiêm túc. Cố Diệu đạo: "Túc Châu Phong Thành, Lưu Vĩ Trạm, đúng vậy a." À. Phong Thành, Hoàng thượng muốn làm gì, chẳng lẽ muốn chết đói chúng ta, Tây Bắc nghèo nàn, Phong Túc Châu, bọn hắn chỗ nào đều đi không được, làm sao liền trực tiếp Phong Thành, không có quan binh, không có tính sứ, Túc Châu phía Bắc càng không trú quân. Từ Yến Chu Nguyên Lai tưởng rằng, Chu Ninh Sâm chí ít lại phái binh bước đến La Sơn Thôn, Chu Ninh Sâm hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy qua, thế nhưng là hắn người đều gãy tại Vân Thành, Giang Thập Tam hai người cũng không có tin tức xâm nhập quá mức nguy hiểm, chỉ có thể trước hạ lệnh phong túc châu. Từ Yến Chu nói trước chờ, hắn càng sốt ruột, Chu Ninh xâm hận không thể từ Yến Chu lập tức phải chết, hắn là thật hối hận, lúc trước vì cái gì không có trực tiếp giết từ Yến Chu, dù là từ ấu vi hận hắn, kết quả tự nhiên đâm ngang. Túc Châu hướng Bắc là từ Yến Chu đánh xuống 15 tòa thành, cứ việc không nở, Chu Ninh Sâm cũng hạ lệnh, đợi đến chạng vạn tối, tính sứ đến, cùng đi theo có hai tên hộ vệ còn có phúc lộc phúc lộc trước nói lưu tướng quân còn nhận biết ta lưu vĩ trạm nói tự nhiên nhận ra không biết phúc lộc công công đến cần làm chuyện gì bản tướng quân đang nghĩ hỏi đâu làm sao túc châu đột nhiên phong thành phúc lộc nói lưu tướng quân cũng đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ hoàng thượng tức giận ta lần này tới là để lưu tướng quân thả người sở đại nhân còn có gian thống lĩnh bọn hắn lưu tướng quân trước tiên đem người thả Lưu Vĩ Trạm nói. Cái gì sở đại nhân? Công công nói sở hoài. Giang thống lĩnh lại là vị nào? Phúc Lộc nói ngự lâm quân thống lĩnh, sở hoài đại nhân, còn có chu tước vệ, Giang thập tam tận mắt nhìn thấy, Lưu tướng quân bắt sở đại nhân cùng Giang tam. Lưu Vĩ Trạm sờ sờ mặt, nếu là Giang thập tam tận mắt nhìn thấy, khi để Giang thập tam giằng co, Phúc Lộc chỉ vào Lưu Vĩ Trạm, ngươi, Giang thập tam không gặp, làm sao giằng co? Lưu Vĩ Trạm nói công công, sở đại nhân làm sao lại tại Vân Thành, còn có Chu Tước Vệ, làm sao có thể đến Vân Thành đến, nhất định là lầm. Phúc Lộc nói Hoàng thượng mệnh sở đại nhân cùng Chu Tước Vệ ra từ Yến Chu ở nơi nào, người ngay tại Vân Thành, người đem người bắt đến đến nơi đâu, vậy khẳng định là tìm từ Yến Chu. Phúc Lộc khí cười, Lưu Tướng Quân không thả người đúng không, Lưu Tướng Quân là muốn tạo phản sao, Lưu Vĩ Trạm nói tuyệt đối đừng oan uổng ta, ta không có. Lưu Vĩ Trạm khó chơi, phúc lộc não nhân nhi đau nhất, hắn đuổi mấy ngày con đường, vốn là tinh thần không tốt, hiện tại nhìn xem Lưu Vĩ Trạm thẳng mơ hồ, phúc lộc nói Lưu Tướng Quân, chuyện khác có thể thả một chút, trước tiên đem binh phù giao ra, Lưu Vĩ Trạm không có binh phù, hắn nói binh phù ta muốn tự tay giao cho Hoàng thượng, phúc lộc, Lưu Vĩ Trạm nói phúc lộc công công, ngươi cầm binh phù, vạn nhất tạo phản làm sao bây giờ, giao cho ngươi ta không yên lòng ta muốn đích thân giao cho hoàng thượng. Phúc Lộc không ngờ, Lưu tướng quân, ngươi có thể nghĩ tốt, ngươi giấu giếm triều đình trọng phạm, theo luật đáng chém, từ yến chu đến tột cùng cho ngươi cái gì, ngươi như thế giúp hắn. Lưu Vĩ trạm thở dài, đều nói không ở ta nơi này, từ yến chu ta lật khắp vân thành đều không tìm được, sở đại nhân bọn hắn đoán chừng còn tại tìm đâu, ngươi làm sao liền không tin đâu. Phúc Lộc khí thẳng phát run lưu tướng quân ta muốn một chữ không sót nói cho hoàng thượng phúc lộc không nghĩ tới lưu vĩ trạm lớn gan như vậy liền hoàng thượng đều không để vào mắt lưu vĩ trạm kia không ngại đem những này lời nói cùng một chỗ nói cho hoàng thượng từ tướng quân ô nói quan chiến dịch có ẩn tình khác từ tướng quân cũng không khác tâm ra ra chân tướng còn muốn chút thời gian còn mời hoàng thượng chờ một chút chờ sự tình về sau lưu mổ sẽ hướng hoàng thượng thỉnh tội về phần mấy người kia bắt đều bắt sự tình sẽ thả người. Lưu Vĩ Trạm nói biết bọn hắn là mệnh quan triều đình, cho nên ăn ngon uống sướng hầu hạ đâu. Cố Diệu nói, muốn dẫn bọn hắn đi, có thể, người thay người. Lưu Vĩ Trạm nói xong, Phúc Lộc mặt đã khí thanh bạch, coi là thật muốn phản các ngươi. Lưu Vĩ Trạm nói nhưng nhất định phải đem Lý Phu Nhân Bình An đưa tới, những lời này có thế ghi nhớ sao, không phải ngươi chép trang giấy, Phúc Lộc hùng hùng hổ hổ liền trở về. Loại tình huống này sau Cố Diệu trong tưởng tượng muốn tốt, Chu Ninh Sâm còn có chỗ cố kỵ, hay người muốn từ Chu Tức vệ bên trong đổi, Cố Diệu trước nói một tiếng, để bọn hắn có chút chuẩn bị, cũng thương lượng một chút để ai trở về. Trong Lao An tỉnh lại, Giang Nhất đột nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều sự tình, Giang Tam hai mắt nhắm nghiền, hoàng thượng phái người đến, Giang Nhất nói nếu là chỉ có thể trở về một người, liền để lão Tam trở về đi, để Tam ca trở về ta nguyện ý ở chỗ này chịu khổ bị liên lụy. Giang Nhất tiếp tục nói, ừm, nơi này chúng ta gánh vô lượng như thế nào, ngươi cũng phải bình an ra ngoài. Giang Tam nói dựa vào cái gì ta trở về, các ngươi lưu chỗ này ăn ngon uống say. Đại ca trở về, lão Tam hồi. Giang Tam không kiên nhẫn nói để mười ba trở về, không, Tam ca hồi. Giang Tam không thể nhịn được nữa, thật sự là hảo huynh đệ của hắn, bốc thăm bắt đến ai là ai. Giang Nhất khoát khoát tay, huynh đệ chúng ta ở giữa còn muốn khiêm nhượng cái này. Giang Tam mười phần kiên trì, liền bốt thăm, chương 43, thay người, người cả đời này cũng nên kiên trì một số việc. Giang Tam kiên trì bốc thăm, huynh đệ cũng không được, đều là lần thứ nhất làm người, dựa vào cái gì để hắn trở về. Nhưng người làm thật tốt, ai muốn làm quỷ, về thịnh kinh, miễn không được trách phạt nghiêm trị, đế vương giận dữ, chảy máu ngàn dặm, Giang Tam nhưng không biết thịnh kinh chờ lấy hắn là cái gì, lưu lại liền không giống, có thịt có đồ ăn, còn có thế phát rau giá, Giang Tam không nghĩ tại liếm máu trên lưỡi đao, nhà tù rơm rạ cán, xếp thành tám ngắn một dài, ai rút đến dài nhất cây kia, ai liền về thịnh kinh, một người rút một cây, Giang Thập Tam trước nhìn, ta là ngắn, Giang Nhất dẫn theo khí, xem xét, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, ai, ta cũng là ngắn, lão Tam, người dán dấp ngắn, đều là ngắn, tám người nhìn về phía Giang Tam, Giang Tam nhắm mắt lại, dài cây lúa cán nằm tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, Giang Tam cắn răng nói, không tính, cái này không tính, sao có thể đổi ý đâu, ngươi dạng này. Lần sau ai rút đến dán dấp ai cũng có thể đổi ý, không có quy luật không thành phương viên, ngươi còn như vậy, liền để cai tù tới phân xử thử, Giang Tam bực bội nắm tóc, chín người, vì cái gì hắn là cái kia thằng xui xẻo, Giang Nhất an ủi, ngươi có thể trở về cũng rất tốt, đây là ân sủng, hoàng ân cuồn cuộn. Giang Tam ngẩng đầu, thần sắc ngoan lệ, cái này ân sủng cho ngươi muốn hay không a? À. một mình hắn, phải thừa nhận tất cả lửa giận, Giang Nhất không muốn, cái này an ủi cũng không tốt an ủi, Giang Nhất chỉ có thể tại địa phương khác đền bù huynh đệ mình, ví dụ như, lúc ăn cơm để Giang Tam ăn nhiều một chút, hắn có thể làm chỉ có những cái này. Giang Tam hỏi, ta ăn chính là chặt đầu cơm vẫn là thế nào, ăn cái này bỗng nhiên liền không có bữa sau sao, sao. ngươi thích ăn không ăn, không ăn cho ta. Giang Nhất lại đem sườn kho kẹt trở về, mau mau cút, Giang Tam tay mắt lanh lẹ đem xương sườn nhét miệng bên trong, ngươi lăn, đừng phản ứng ta, không biết ngày nào, hắn liền phải trở về, đã trở về, hắn liền tận chức tận trách, bảo hộ hoàng thượng an toàn chờ đợi rồng rã bảy ngày, cái này bảy ngày, mỗi một ngày gian tam đều qua vô cùng dày vò, ví dụ như ăn cơm ăn ngon tốt, sau một khắc hắn liền nhớ lại mình muốn về thịnh kinh, thịt đều không thơm, ban đêm sẽ còn làm ác mộng, mộng cảnh máu me đầm đìa, nửa đêm thường thường bừng tỉnh, nhất định phải ăn nhiều hai bát cơm khả năng an ủi, cơm tù biến tốt là không sai, nhưng đều có lượng, một người một bát, nhiều không có. Cho nên Giang Tam đều là từ huynh đệ trong chén cướp, Ngày thứ bảy, cố diệu tiếng nhà tù dẫn người, sở hoài, ra đi. Chu Ninh Sâm muốn là sở hoài. Chu Ninh Sâm không muốn tâm phúc chu tước vệ, mà là điểm danh muốn sở hoài. Hắn dùng lý thị đổi một cái sở hoài. Chu Ninh Sâm không có quá nhiều để ý một nữ nhân. Hắn thấy, vô luận lý thị có đi hay không vân thành, kết cục cuối cùng đều là giống nhau. Nhưng nếu không có cái này sự tình, Chu Ninh Sâm căn bản sẽ không nhớ tới còn có lý thị người này họa không kịp xuất giá nữ, đồng dạng, họa không kịp người nhà mẹ đẻ. Lý Thị lựa chọn đi Vân Thành thấy nữ nhi, sẽ vì lựa chọn của mình phụ trách, về phần đổi ai, Chu Ninh Sâm càng nghĩ, quyết định đổi sở hoài. Hắn hoài nghi tới sở hoài, từng nghĩ tới sở hoài vụn trộn giúp người từ gia, thế nhưng là về sau, sở hoài bị bắt, là gian thập tam tận mắt nhìn thấy, Chu Ninh Sâm đáy lòng lo nghĩ liền bỏ đi. So với Chu Tước Vệ, sở hoài võ công cao hơn, thịnh kinh không thể không có ngự lâm quân thống lĩnh, mà chu tước vệ có thể có vô số cái, không có gian nhất gian tam, còn có gian nhị gian tứ, về sau cũng sẽ có người thay thế gian nhất vị trí. Chu Ninh Sâm muốn sở hoài, muốn hắn hộ vệ hoàn thành an toàn, Giang Tam đều chuẩn bị kỹ càng, kết quả nói không phải hắn, hắn có chút chấn kinh, lại có chút mừng thầm, thật sự là quá tốt, sở thống lĩnh trở về không còn gì tốt hơn nếu như có thế sớm một chút nói cho hắn liền tốt hơn rồi hắn nhìn sở hoài cũng không dị sắc có thể trong lòng còn muốn về thịnh kinh đâu sở thống lĩnh chân nam nhân chính là không giống nhưng gian tam vẫn là làm ra một bộ tiết hận khổ sở dáng vẻ tại hoàng thượng trong lòng chúng ta còn không bằng sở hoài sao cái này ân sủng cho sở hoài không còn gì tốt hơn sở hoài yên tâm đi nơi này có bọn hắn cố dịu mang sở hoài ra địa lao ở trong tối trong lao dạo chơi một thời gian quá dài, đột nhiên ra tới, có chút không thích ứng, sở hoài híp hiếp mắt, cách đó không xa đứng một cái dung nhan xinh đẹp thiếu nữ, là từ ấu vi, từ ấu vi nhấp thẳng môi, nhìn sở hoài một cái chớp mắt, nàng nói, sở hoài, ngươi nhất định phải thật tốt, sở hoài gật gật đầu, cầu mong gì khác không nhiều, chỉ hy vọng từ ấu vi có thể bình an vui sướng, trường mệnh không lo, tất cả nàng không thích đồ vật đều không cần đến phiền não nàng. Sở hoài nghĩ hầu ở từ ấu vi bên người. Sở hoài nói ta sẽ cẩn thận. Ta sẽ về sớm một chút, từ ấu vi mũi có chút chua, nếu như không phải nàng, sở hoài căn bản không cần mạo hiểm, hắn làm hắn ngự lâm quân thống lĩnh. Về sau thăng quan tiến tức tương lai tươi sáng, từ ấu vi lòng tham, nàng lưu lại sở hoài, liền nghĩ lưu hắn cả một đời, ta chờ ngươi, sở hoài đầu óc có chút không. Hắn cứng đờ nhẹ gật đầu, vậy hắn lần sau trở về thời điểm còn muốn cho Từ Ấu Vi mang đồ vật. Sở Hoài đi phòng trước, Từ Ấu Vi kéo hắn lại tay, ngươi tại Thịnh Kinh cũng không thể nhìn khác cô nương, liếc mắt đều không được. Sở Hoài không nhìn, ai cũng không nhìn. Cố Diệu ở trong lòng thở dài, Sở Hoài trở về so chu tước vệ trở về muốn tốt. Mặc dù không biết Chu Ninh Sâm làm sao bỏ đi lo nghĩ, nhưng Cố Diệu cảm thấy ông trời là hướng về bọn hắn. Từ nàng xuyên qua tới về sau, cái gì đều biến. Cố Diệu nhìn về phía Từ Yến Chu, Từ Yến Chu cũng đang nhìn nàng, hai người nhìn nhau cười một tiếng, người một nhà vì vì Sở Hoài tiễn đưa. Sở Hoài ra Vân Thành, khoái mã chạy tới Túc Châu. Phúc Lộc dùng một chiếc xe ngựa, đưa Lý Thị Tiếng Vân Thành, hắn đối Sở Hoài nói Sở thống lĩnh, hoàng thượng mệnh ngươi lập tức hồi kinh. Sở Hoài, ta cái này trở về, Phúc Lộc có chút chột dạ phòng giam bên trong thời gian chắc hẳn không dễ chịu, có thể còn cần hình. Kết quả liền nghĩ đều không ngừng liền đi đường mệt mỏi về thịnh kinh, chỉ mong sở thống lĩnh trong lòng không có ưu cục. Phúc lộc những ngày này không tại thịnh kinh, nhưng nghĩ cũng biết hoàng thượng động nóng tính. Hắn ngửa đầu nhìn sở hoài, chỉ thấy sở hoài cũng không vẻ mệt mỏi, chỉ là lâu dài không gặp mặt trời, mặt so thường ngày trắng rồi, ngược lại là chính hắn, chạy tới chạy lui, mắt trần có thể thấy tan thương. Phúc lộc, sở thống lĩnh quả nhiên không giống thường nhân, sở hoài không rảnh để ý, hắn khoái mã chạy về thịnh kinh, vừa đi vừa về chậm trễ chính là nửa tháng, sở hoài đến thịnh kinh lúc đã ra chính nguyệt, thời tiết ấm lại, không ít khuê các thiếu nữ đi ra ngoài du ngoạn, bốc lên màn xe, đỏ thẩm sắc ngựa nhất kỵ tuyệt trần, một đường dẫn trước, liền người cưỡi ngựa đều cảm giác cao lớn hai phần, cố nhìn qua, liền đem xe màn quẳng xuống, cố, hồi phủ. Vừa lo liệu trận tiệt trụ thưởng chính là chúc mừng hôn lễ bên trong loại hoa, hoa nhan sắc đẹp mắt, nhưng cố không có ngắm hoa tâm tình, không đợi tiệc rượu kết thúc nàng liền trở lại, tiến tỉnh xa hầu phủ, cố trực tiếp về chính viện, trong phủ nha hoàng nối đuôi nhau mà vào, ngay ngắn trật tự, ai cũng nghĩ không ra, đã không có người, hoàng thượng muốn đem di nương lý thị đưa đến vân thành đi, một cái di nương, sống hay chết cũng không đáng kể. Nhưng dù sao cũng là cái phụ thân nữ nhân, đối ngoại liền nói là chết bệnh, liền tan sự đều không có lo liệu, phủ thượng đã không có người này, tưởng nhớ lại không thông, lý thị vì cái gì nguyện ý đi vân thành, chỉ hỏi nàng một lần, cái kia nhu nhược nữ nhân, gần như liền hầu phủ cửa đều chưa từng đi ra, vậy mà đáp ứng, chính viện cố phu nhân chính nhắm mắt dưỡng thần, sau lưng nha hoàng chính cho nàng theo huyệt thái dương, nghe thấy thông báo cố phu nhân mở mắt ra, nhi trở về, tỉnh hưng bá phủ hoa xem được không? Cố phu nhân một mặt từ ái, trong ánh mắt mang theo nụ cười thản nhiên, "Cố, đẹp mắt." Cố phu nhân nói đi ra ngoài giải sầu một chút cũng là tốt, tiếp qua vài ngày liền phải để ở nhà học phép tắc, Cố hầu miệng đau buồn, nàng không nghĩ vào cung, không nghĩ tham gia đại tuyển, nhưng việc đã đến nước này, Cố không biết làm sao mở miệng, Cố Diệu không có việc gì, Từ Yến Chu cũng không có việc gì, bọn hắn tại Vân Thành thật tốt, còn muốn đem Lý Di nương tiếp nhận đi? Cố có đôi khi sẽ nghĩ, nếu như lúc trước nàng đã quá khứ, có thể hay không cũng không giống. Cố không dám nói bọn hắn tại Vân Thành qua tốt bao nhiêu, nhưng ở cùng nhau tình cảm thật đúng là. Cố phu nhân nhìn nữ nhi cái dạng này còn không biết nàng đang suy nghĩ gì, nàng nói thật tốt học phép tắc, không hỏng chỗ. Nhi ngươi muốn nghe nương? vô luận từ gia cuối cùng thế nào, bọn hắn tại Hoàng thượng trong lòng đã là người vô dụng, Hoàng thượng không có phái binh, kia là giữ lại thể diện. Cố phu nhân một mặt nghiêm túc nói, cố Diệu hiện tại còn sống, nói không chính xác ngày nào liền chạy tới Hoàng Tuyền. Cố chính là trong lòng khó chịu, những cái này khổ nàng cũng có thế thụ, nàng hối hận, nàng hẳn là gả đi. Cố phu nhân nói ngươi là hảo hài tử, Từ Yến Chu có cái gì tốt, nghe nương, thật tốt học phép tắc, về sau đường dài lắm, về sau đường dài lắm. Lý Thị cũng là ngốc, hỏi nàng có nguyện ý hay không đi Vân Thành tìm nàng nữ nhi, liền vô cùng cao hứng đáp ứng cũng không nghĩ một chút, Vân Thành cách thịnh kinh mấy ngàn dặm, trên đường sóc nảy liền đủ nàng chịu, vùng đất nghèo nàng, nào giống lưu tại thịnh kinh viết thư ăn mặc không lo, quan hưởng phúc, Lý Thị còn mang theo bệnh, cũng không biết có thể hay không còn sống đến Vân Thành, Lý Thị bệnh hơn hai tháng, ban đầu chính là phong hàng, kéo lấy một mực không thấy khá, rốt cục tốt, như củ trà không nhớ cơm không nghĩ, nàng nghĩ cố diệu, nghĩ nữ nhi. Lý Thị liền cố dịu một đứa con gái, Nàng nằm mộng cũng nhớ nữ nhi gả người tốt nhà, nhưng một cái thứ nữ, hôn sự phu nhân tiếp tục, cho nên phu nhân hỏi nàng có nguyện ý hay không để Cố Diệu đến phủ tướng quân, Lý thị lập tức nói nguyện ý. Trên trời sẽ không rơi bánh có nhân, về sau từ gia xảy ra chuyện, Cố Diệu đi theo bị lưu vong, Lý thị hận mình là nàng hại nữ nhi, nàng liền một đứa con gái, lúc này phu nhân hỏi nàng có nguyện ý hay không đi Vân Thành, nàng không nói hai lời liền đáp ứng. Lý Thị thu thập xong bao phục, trong đêm ngồi lên xe ngựa, qua bảy ngày, cuối cùng đến Vân Thành, một đường đi đường mệt mỏi, Lý Thị lại không thấy nhiều mỏi mệt, ngược lại mắt sáng tỏ, khí sắc vô cùng tốt, bệnh cũng tốt, phủ tướng quân, cố diệu đang chờ, nàng chỉ thấy Lý Thị một lần, không tới mẫu nữ tình thâm tình trạng, cố diệu cảm thấy hẳn là dạng này, cố hầu gia thê thiếp thành đàn, đã sớm đem Lý Thị ném sau ót, nàng là Lý Thị nữ nhi, hẳn là vì nàng dưỡng lão nhìn thấy lý thị cố diệu cũng không biết nói cái gì nàng khô cằn hô một tiếng nương từ yến chu phản ứng cực nhanh mẹ ta là từ yến chu ta sẽ chiếu cố thật tốt a diệu toàn tâm toàn ý đối nàng tốt chỉ đối nàng một người tốt lý thị là bên trong nhà phụ nhân xuất thân không cao vẫn là thiếp thất cũng không biết làm sao cùng từ yến chu nói chuyện vẫn là lư thị thân thân nhiệt nhiệt giữ chặt lý thị tay đều là người một nhà ngồi xuống nói chuyện. Lý thị có chút nhát gan, đều là Lưu thị nói chuyện, nàng ở một bên gật đầu ứng hòa. Lưu thị nghĩ, cái này dù sao cũng phải ở chung lấy đến, bà thông gia vừa tới Vân Thành, khẳng định muốn cùng nữ nhi thật dễ nói chuyện. Lưu thị nói A Diệu mang ngươi mẫu thân đi rửa mặt rửa mặt, ban đêm chúng ta người một nhà cùng nhau ăn cơm. Cố Diệu gật gật đầu, mang theo Lý thị đi phòng của nàng. Lý thị trong mắt ngấn lệ lấp lóe, nàng muốn nói A Diệu, Ngươi chịu khổ, thế nhưng là nữ nhi một không ốm hai không có xấu, ngược lại càng xinh đẹp đẹp mắt, Lý thị trong lòng cũng chỉ thừa cao hứng. Lý thị đeo lấy bao phục, sau khi vào nhà nàng đóng cửa lại, cười đối Cố Diệu đạo, "A Diệu, nương mang cho ngươi đồ tốt đến rồi." Trong bao quần áo có vàng bạc ngọc sức, lúc trước Lý thị qua được tỉnh Sa Hầu một trận cưng chiều, tỉnh Sa Hầu thưởng nàng không ít thứ, một phần trong đó nàng cho Cố Diệu làm thêm trang, về sau từ gia xảy ra chuyện những cái kia đồ cưới toàn bộ sung công. Ngày đó liền lưu vong Tây Bắc, Lý Thị chỉ tới kịp trù 50 lượng bạc, Lý Thị đến Vân Thành, có thế mang đồ vật toàn mang đến, bên trong còn có cái tiểu nhân, bao lấy dược liệu, nàng sinh bệnh thời điểm, cố phu nhân thưởng không ít dược liệu, nhân sâm linh chi, toàn mang tới, Lý Thị nói A à Diệu ngươi cầm đi hiệu cầm đồ cầm cố, đổi bạc hoa, cố Diệu thật không biết phải nói gì, những này là Lý Thị tích lũy hơn phân nửa đời đồ vật, liền cho hết nàng, cố diệu hít sâu một hơi, mẹ nàng lợi hại như vậy, nàng cũng không kém, mẹ, ta có tiền, ta dẫn ngươi đi xem, cố diệu mang theo lý thị đi nàng trong phòng, đem nàng tích lũy cho lý thị nhìn, mẹ, ta thật không thiếu tiền, lý thị có chút chấn kinh, chẳng qua tưởng tượng cố diệu là nữ nhi của nàng liền tiêu tan, là nên dạng này, tiết kiệm tiền không hỏng chỗ, các ngươi cố gắng sinh hoạt, nương cũng không có cái gì tốt nhọc lòng, nương không dùng đến bạc ngươi cầm, nàng bệnh cũng tốt, nhân sâm linh chi không kịp ăn, cho hết nữ nhi, cố diệu cùng lý thị ra ngoài, từ yến chu trương đầu nhìn rất lâu, từ yến chu trong lòng có chút không dễ chịu, lý thị có phải là không thích hắn, khẳng định là, ai nghĩ nữ nhi của mình gả cho hắn, hắn đã không phải là đại tướng quân, hiện tại trốn đông trốn tây, cái gì cũng không có, mà lại, thành thân ngày đó bị xét nhà lưu vong, mang theo cố diệu chịu khổ bị liên lụy, cũng chưa có trở về cửa nếu như là hắn cùng cố diệu nữ nhi từ yến chu nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng cửa hôn sự này từ yến chu tâm tình đê mê ăn xong cơm tối cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp cố diệu đưa lý thị trở về lý thị vỗ vỗ tay nàng không cần đưa nương nương một người làm được ngươi cùng yến chu thật tốt sinh hoạt lý thị không có cùng từ yến chu nói qua mấy câu dưới cái nhìn của nàng từ yến chu dáng dấp tốt đối cố diệu cũng tốt cái này đủ, trên đời nơi nào có như vậy thập toàn thập mỹ sự tình, cố diệu gật gật đầu, nương nghỉ ngơi thật tốt, lý thị ở một cái, nữ nhi của mình những ngày này học được làm đồ ăn, làm thật là tốt ăn. Ừm ân, nương tiêu cơm một chút liền nghỉ ngơi, trở lại phòng bên trong, từ yến chu nói a diệu, ngươi gọi ta một tiếng đại tướng quân có được hay không, vì sao đột nhiên gọi hắn đại tướng quân, cố diệu đạo, làm sao rồi. Từ Yến Chu cảm thấy dạng này bọn hắn càng xứng một điểm, nhưng hắn chưa hề nói, chính là muốn nghe, hôn một tiếng cũng không có gì, cố diệu đạo, đại tướng quân, dưới ánh nến, cố diệu mặt mày công công, trong ánh mắt giống như là tôi ánh sáng, sáng long lanh, từ Yến Chu trong lòng hơi động, thăm dò qua thân, hôn cố diệu mắt, lại một chút xíu hướng phía dưới, thân miệng nàng môi một chút, cố diệu gọi hắn đại tướng quân, từ Yến Chu đặc biệt cao hứng từ yến chu hôn đều là cẩn thận từng ly từng tí tay nắm lấy cố diệu tay không dám càng khác người cử động cố diệu nhớ kỹ lần trước giống như cũng là kêu lên đại tướng quân từ yến chu liền hôn nàng không hô về sau từ yến chu đem cố diệu ôm đến trong ngực đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người chờ sau này lý thị liền biết hắn là đáng giá phó thác cả đời lương nhân ngày kế tiếp sáng sớm từ yến chu liền lên nấu nước nóng nên tẩy đồ ăn cũng rửa sạch cắt gọn, sau đó sớm ra ngoài bên ngoài tuần sát, tuần sát xong trở về, phủ thượng người tài lục tục ngo ngoe lên, lưu vĩ trạm vừa lên, tiếng tháng 2, thời tiết ấm áp, nhưng sớm tối vẫn là đông người đau răng, từ yến chu liền cùng khối băng đồng dạng bốc lên hàng khí, lạnh làm người ta sợ hãi, lưu vĩ trạm hỏi, buổi sáng ăn cái gì, từ yến chu nhíu nhíu mày, ngươi liền không thể hỏi điểm khác, lưu vĩ trạm nghĩ nghĩ, nói giữa trưa ăn cái gì. Từ yến chu mắt đau đóng băng phản phất giống như thực chất, cách lưu vĩ trạm cổ chỉ có một tấc. lưu vĩ trạm đột nhiên đổi giọng, hoàng thượng đến tột cùng muốn làm gì, sở hoài đều mang đi, đằng sau liền không có tin tức, túc châu phong thành, bọn hắn chẳng lẽ muốn tại vân thành đợi cả một đời. Từ yến chu có thế đoán ra mấy phần, chu ninh xâm nghĩ đứng tại chỗ cao, để thiên hạ bách tính cùng từ gia đối địch, hắn làm người cẩn thận, nghĩ lại nhiều, kiên kỵ cũng nhiều. Từ Yến Chu nói hắn đang chờ, chờ cái thời cơ tốt, lưu vĩ trạm, nha. Hắn đi xem một chút buổi sáng ăn cái gì, Lý Thị đến, tối hôm qua ăn xong bữa tốt, một bàn lớn đồ ăn, lưu vĩ trạm cũng tới bàn, thật là không giống, Chu tức vệ cũng chỉ xứng tại phòng giam bên trong ăn. Điểm tâm đơn giản, đậu hũ não cùng chiên bánh tiêu, còn có nhỏ dưa muối cùng nước ép ớt, ăn xong nóng hầm hập, cố dịu đi cho Chu tức vệ đưa cơm, thuận tiện nhìn xem rau giá. Giang Tam đem cơm nhận lấy, cười nói, rau giá có thế ăn, ngươi đem rau giá mang đi ra ngoài, chúng ta tái phát, từng, kia cái gì tiền này trước cho ngươi. Giang Nhất đem tiền ăn đưa trước, sau đó cười cười, còn có hay không khác sống, chúng ta quan phát rau giá rất nhẹ nhõm, cảm giác còn tài giỏi điểm khác, tại phòng giam bên trong có thể làm gì, có thế phát rau giá cũng không tệ, chẳng qua có thể làm mấy cái nhỏ cối xay, để bọn hắn ở bên trong mài lúa mạch, cố diệu đạo, chờ ta nhìn xem, có thể hay không cho các ngươi tìm một chút chuyện làm. Giang Nhất gật gật đầu, khi cái gì muốn hay không đem chúng ta thả ra, dù sao phải biết đã biết, cũng không kiên về cái gì. Tại phòng giam bên trong phơi không đến mặt trời, rất dễ dàng sinh bệnh. Giang Tam nói đại ca, chúng ta là tù binh, chỗ nào có thế có nhiều như vậy yêu cầu. Đúng đấy, cho ta ăn một miếng uống một hớp liền thỏa mãn khác ta không dám yêu cầu xa vời. Giang thập tam nhìn chầm chầm cố dịu mắt, chúng ta ra ngoài mới có thể làm càng nhiều sự tình, trời ấm áp, xới đất trồng trọt, đều được. Một đám người có người hát mặt trắng có người hát mặt đỏ, lời nói toàn để bọn hắn nói, cố dịu nhìn một chút trong tay ngân phiếu, nói ngân phiếu ta không muốn, giang tam mài mài răng, để các ngươi có khác yêu cầu xa vời đi. Không phải không nghe, không muốn, ngươi chính là đem tiền ném trên mặt đất, bị gió lớn thổi đi chúng ta cũng sẽ không công một chút eo trong địa lao nơi nào có gió chỉ cần bọn hắn không gây chuyện cố diệu thái độ vẫn là rất tốt thả bọn họ ra ngoài cũng không phải không được cố diệu đạo tư ấn lệnh bài tiền trên thân đồ vật toàn giao ra các ngươi liền có thể ra ngoài nếu như bạc là ranh giới cuối cùng như vậy chương mới lệnh bài chính là thân gia tính mạng cái này thật giao không được gian nhất lắc đầu phía dưới tốt chúng ta liền thích ở phía dưới đợi, cố diệu không quan trọng bọn hắn ở đâu, yên tĩnh nghe lời là được, nàng lấy một giỏ pha tốt đậu tử, để bọn hắn tiếp tục phát rau giá, một cân đậu nành có thế ra 7-8 cân rau giá, đậu xanh ra càng nhiều một điểm, hiện tại không làm khác quan rau giá một ngày liền có hơn 50 cân, trong nhà ăn không được nhiều như vậy, cố diệu liền đem rau giá bán đến tử lâu, một cân rau giá bán ngũ văn tiền, một cân đậu tử cũng là ngũ văn tiền, lợi nhuận ước chừng kiếm được tiền tự nhiên toàn đổi thành đậu tử hạt đậu mượt mà sung mãn cố dịu lựa đi ra một chút lưu chủng chờ ba bốn tháng phần gieo trồng vào mùa xuân liền nhiều loại đậu nành đến lúc đó có thể đem gian nhất bọn hắn thả ra đi theo cùng một chỗ trồng trọt lý do an toàn lệnh bài của bọn họ chương mới đều muốn giao lên như ngày nào bọn hắn thụ triệu hồi kinh cố dịu liền đem những này còn cho bọn hắn nhưng đối gian nhất đến nói lệnh bài tư ấn đại biểu thân phận, không thể tùy tiện giao cho người khác. Giang ngũ nói đại ca ngươi lệnh bài có phải là tự tay giao cho Lưu Vĩ Trạm, bây giờ còn chưa trả lại. Giang nhất. Ngươi cho Giang ngậm miệng. Giang nhất vì nghiệm minh thân phận, đem chu tức lệnh cho Lưu Vĩ Trạm, để hắn đi thành thủ phủ. Kết quả thành thủ bây giờ còn chưa trở về. Hắn làm sao bây giờ ra loại chuyện ngu xuẩn này? Giang thập tam nói cho nên nói, lệnh bài con dấu vô dụng, có người nhận có người không nhận, gặp phải không nhận, người biện pháp gì đều không có, hảo huynh đệ hướng hắn tâm khẩu đâm đao, gian nhất kiên trì, vậy cũng không được, gian tam vừa mới cắm thẳng nói chuyện, vậy nếu như chúng ta tiền không có, đến lúc đó làm sao bây giờ? Ăn quen tốt, chẳng lẽ dùng lệnh bài đổi tiền, chu tước lệnh làm sao không phải kim, chương 44, ho ra máu, lệnh bài không có bị lục soát đi, là chủ động đưa trước đi, sau đó liền rốt cuộc không có tin tức hiện tại liền kém một tầng giấy cửa sổ không có xuyên phá gian nhất thật không tiện nói gì hắn thấy thắng bại là chuyện thường binh gia dù là từ yến chu thật đến trễ quân tình làm một đám tướng sĩ chết thảm ô nói quan vậy cũng không thể chỉ trách hắn đánh trận tự nhiên có đánh bại thời điểm đại sở tử thương thảm trọng đột quyết cũng nguyên khí đại thương đem chịu tội về đến từ yến chu trên người một người không khỏi quá mức hà khắc nếu là từ yến chu còn hôn mê bất tỉnh kia là mặt cho hoàng thượng xoa tròn bóp nghiến, nhưng bây giờ tỉnh, còn không bằng thẳng thắn nói một chút, con thỏ gấp còn cắn người đâu. Từ Yến Chu tại Vân Thành, sau lưng 15 tòa thành, có lưu vĩ trạm, còn có ba vạn đại quân, vừa vặn là hoàng thượng sợ nhất, gian nhất thở dài, hắn cũng là phế vật, cái gì đều làm không được, tại Vân Thành đợi mấy ngày liền bị bắt, phế vật, còn đem Chu tước lệnh đưa trước đi, chỉ còn một viên con dấu có làm được cái gì. Giang Nhất tức giận nghĩ, không bằng để con giấu đi theo lệnh bài làm bạn đi. Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nói, loại này sai chỉ có thể phạm một lần, ghi nhớ, chúng ta là chu tước vệ, nên làm cái gì không nên làm cái gì đều nghĩ rõ ràng. Ám vệ thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bọn hắn một thân một mình, không ràng buộc, vì hoàng thượng xông pha khói lửa không chối từ. Quá khứ mấy chục năm đều tại thay hoàng thượng bán mạng, gian nhất thở dài, cũng nghe được sao trong địa lao một chút yên tĩnh rất nhiều, Chu tước vệ rối rít nói, nghe được, bọn hắn muốn thủ vững ở, nghĩ biện pháp hồi kinh phục mệnh, hôm sau trời vừa sáng, gian ngủ xoa mắt từ giường cây bên trên đứng lên, trên tóc còn cắm cọng cỏ, hắn nhìn chung quanh một chút, hỏi, đại ca đâu, có người tỉnh có người không có tỉnh, bị gian ngủ như thế một nhau nhau tất cả đều tỉnh, gian nhất không gặp, trong chốc lát, bất kỳ cái gì khả năng chuyện phát sinh gian ngủ đều nghĩ một lần, Giang Nhất bị mang đi thẩm vấn, bị nghiêm hình tra tấn, bị Giang Ngũ hô to gọi tới ngục tốt, phòng giam bên trong còn có người đâu, đi chỗ nào rồi? Mau nói! Đi chỗ nào? Ngục tốt giật mình kêu lên. Vừa sáng sớm liền ra ngoài, hắn hô cai tù tới, đút cho cai tù một vật, sau đó liền ra ngoài, Giang Ngũ mắt còn trừng mắt, biểu lộ vô cùng hung ác, môi hắn rung lên, dạng này a, à. Ngươi biết cho thứ gì sao? không thấy rõ gian nhất vẫn là không rõ lắm mình muốn làm cái gì đem hoa rút bên này hoa không tốt nuôi sống trong hoa viên loại phần lớn là nguyệt quý trải qua một cái vào đông đều trụi lũi cố diệu muốn đem hoa rút loại gọi món ăn từng toàn rút chờ phủ tướng quân lật tốt còn có ngoài thành muốn lật tiểu hoa viên cũng liền bốn phần địa loại điểm cải trắng dưa leo đậu giác ngoài thành trồng trọt đậu nành lúa mạch tây bắc thổ địa không thế nào dài hoa màu phải bón phân, cố diệu muốn thử xem linh tuyền có hữu dụng hay không. Hiện tại mỗi ngày có thế có 10 giọt linh tuyền, 5 giọt cho từ yến chu uống, còn lại nàng toàn đặt ở trong thùng nước. Kiếp trước linh tuyền nhiều nhất thời điểm cũng liền 10 giọt, không có bệnh không có tai, uống nó chỉ có thể điều dưỡng thân thể, cố diệu muốn đem linh tuyền dung nhập gian lưu bên trong. Sau đó dùng gian hà bên trong nước trồng trọt, dạng này hoa màu có thể hội trưởng thật tốt, chờ mùa thu liền sẽ thu hoạch lớn. Vân Thành bên ngoài còn có đất cát, cố diệu nghĩ loại hoa sinh, loại đậu nành, loại trái cây nho. Bên này mùa hè ngày lớn, trên núi quả dại đều ngọt, nàng trồng thật tốt, cho nó tưới nước nhổ cỏ vậy khẳng định càng ngọt. Cố diệu đạo, làm rất tốt, phải nghe lời, không phải liền về nhà tù. Lưu Vĩ Trạm ở một bên hỗ trợ, phụ họa nói, dám có cái gì ý đồ xấu liền lăn về nhà tù. Giang nhất nhìn về phía Lưu Vĩ Trạm, trong mắt toát ra khâm ao ước ánh mắt cố diệu đối lưu vĩ trạm liền có thể tốt, ngữ khí tốt, thái độ tốt, đối với hắn liền không giống, đặc biệt hung. Giang Nhất cảm thấy cố diệu cùng trước kia cái kia cai tù mười phần giống, cố diệu thấy Giang Nhất không nói lời nào, hỏi, ngươi nghe thấy được không đó, cực giống, mười phần hung. Giang Nhất liền vội vàng gật đầu, nghe thấy, nghe thấy, ta cam đoan ghi ở trong lòng, một lần cũng sẽ không phạm, cố diệu vẫn là không thế nào yên tâm, nàng đối lưu vĩ trạm nói ngươi tìm người nhìn chằm chằm hắn làm không có bao nhiêu sống còn muốn tìm người nhìn chằm chằm để hắn về nhà tù đi gian nhất không cần nhìn chằm chằm ta khẳng định làm rất tốt ta làm việc lưu loát đây để ta loại cái gì ta loại cái gì lưu vĩ trạm nói vậy không được ngươi ta thật đúng là không yên lòng ta tự mình nhìn chằm chằm ngươi phu nhân ngươi yên tâm ta cam đoan nhìn chằm chằm hắn gian nhất mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường không có một chút chủ kiến lưu vĩ trạm nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm địa phương khác cũng không dùng đến hắn trước mấy ngày lưu vĩ trạm hướng thịnh kinh viết một phong thư trên thư viết người từ gia đã đến vân thành ngay tại thành uống thuốc dịch lên núi làm việc ra khỏi thành khai hoang tội phạm làm cái gì bọn hắn thì làm cái đó chu ninh sâm chậm chạp bất động cố dịu liền nghĩ như thế cái biện pháp từ gia bị lưu vong nguyên bản là muốn tại Vân Thành phục dịch khai hoang xây thành trì, hiện tại bọn hắn chẳng phải đang làm những cái này à, khi Chu Ninh Sâm còn có cái gì dễ nói, tin là cố diệu cùng từ Yến Chu nhìn xem Lưu Vĩ Trạm viết, viết xong về sau dùng sát phong bế, trong đêm đưa ra ngoài, Lưu Vĩ Trạm viết thời điểm trong lòng run sợ, Hoàng thượng trông thấy phong thư này tuyệt đối sẽ tức giận, nhưng nghĩ lại, trên thư viết cũng không sai a. À. Từ Yến Chu ở đây khai hoang, xây thành trì, trồng trọt, đốt than, mài đậu hũ, phát rau giá, cũng không có làm khác. Phong thư này tới trước phút lộc trong tay, hắn không dám chậm trễ, mệnh tính sứ ra roi thuốc ngựa mang đến thịnh kinh. Sở hoài vào kinh ngày thứ hai, tin xuất hiện tại ngự thư phòng ngự án bên trên. Chu Ninh xâm ngay tại triệu kiến sở hoài, hỏi một chút vân thành sự tình. Hắn không có lập tức mở ra phong thư, những ngày gần đây sự tình để đầu hắn bất tỉnh não trướng, uống lại nhiều thuốc đều không làm nên chuyện gì đầu giống như có châm đang thắt chu ninh sâm đè lên huyệt thái dương đưa tay đem thư cầm lên xé mở sát phong rút ra bên trong thật mỏng giấy viết thư chu ninh sâm rất nhanh liền xem hết nội dung trong thư chu ninh sâm cầm giấy viết thư tay thẳng phát run tại vân thành phục dịch a à, phục dịch hắn tại vân thành phục dịch còn dám mắt trẫm người phục dịch hắn dám mắt chu tước vệ thật là sống phải không kiên nhẫn chu ninh sâm động sát tâm càng phát ra hối hận lúc trước không có hung ác quyết tâm giết từ Yến Chu. Hắn kiên kỵ từ ấu vi cảm thụ, thả bọn họ một con đường sống, nhưng bọn hắn là thế nào hồi báo. Sở hoài, lưu vĩ trạm trên thư viết từ Yến Chu cũng không lòng phản loạn, hắn tại vân thành phục dịch, nghe lời vô cùng, ngươi thấy thế nào? Chu Ninh Sâm mở mắt ra, nhìn về phía sở hoài, hắn nói ngươi cũng cảm thấy từ Yến Chu không lòng phản loạn. Sở hoài có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình không đợi sở hoài nói chuyện chu ninh sâm liền đem trên bàn chén trà rơi trên mặt đất nói hô nói vượng chu ninh sâm khí mặt đỏ tía tai từ yến chu chính là nghĩ phản hắn sớm đã có ý nghĩ này chỉ là hắn sớm phát giác đem cái này suy nghĩ bóp chết hiện tại từ yến chu tỉnh hắn không cam tâm chu ninh sâm đứng lên tại ngự thư phòng chuyển hai vòng hắn hiện tại vô kế khả thi bó tay hết cách như chiêu cáo thiên hạ từ yến chu mưu phản từ Yến Chu không định làm xảy ra chuyện gì tới, Chu Ninh Sâm không dám phái binh, Từ Yến Chu dụng binh như thần, Lưu Vĩ Trạm trong tay còn có ba vạn binh mã, Ngọc Khê Sơn vừa đi vân thành con đường kia, không đánh vào được, lúc trước Từ Yến Chu đánh xuống Ngọc Khê Sơn, hắn phụ hoàng tán Từ Yến Chu công tội thiên thu, lúc ấy Chu Ninh Sâm vẫn là cái hoàng tử, hắn không dám cùng Từ Yến Chu cứng đối cứng, còn có Từ Ấu Vi, hắn cũng nên cố lấy giữa hai người tình cảm chu ninh sâm hỏi ngươi có thể thấy được qua từ ấu vi sở hoài gật gật đầu gặp qua chu ninh sâm vội vàng nói nàng nói cái gì nàng nhưng từng để ngươi mang lời gì có thể nói nghĩ hồi kinh sở hoài nhớ kỹ hắn đem từ ấu vi bắt đến la sơn thôn từ ấu vi chạy trốn kết quả ngã tại đất tuyết bên trong nàng nói hoàng thượng trắng trợn cướp đoạt dân nữ tự mình xui xẻo cũng không có tiện thể nhắn cũng chưa từng nghĩ tới hồi kinh Sở Hoài hoàn toàn có thể lừa gạt hoàng thượng, nói từ ấu vi nghĩ, cũng mang lời nói, dạng này hoàng thượng đề phòng sẽ một chút nhiều, nhưng là không được, từ ấu vi lúc đầu đối hoàng thượng liền chán ghét đến cực điểm, hắn không thể nói như vậy, Sở Hoài nói chưa từng, Chu Ninh Sâm bị đã kích lớn, lung la lung lay đứng cũng không vững, nàng không nói gì, Sở Hoài một trận trầm mặt, Chu Ninh Sâm cắn chặt răng, lời nói là từ trong hàm răng chen đi ra, nói trẫm tha thứ ngươi vô tội. Sở hoài nói từ cô nương nói, nàng thanh bạch một cô nương, làm sao xui xẻo như vậy. Chu Ninh Sâm cảm giác hầu miệng phun lên một cổ ngọt mùi tanh, hắn đem mùi vị kia ép xuống, nói cho trẫm ngậm miệng. Tự đi lãnh phạt, lãnh phạt cũng liền chịu đánh gậy, sở hoài cảm thấy giá trị, chờ sở hoài sau khi đi, Chu Ninh Sâm vẽ ra một nguồn máu, máu rơi tại màu đen gạch bên trên, nhìn không ra là màu đỏ. Chu Ninh Sâm lấy ra khăn, lung tung xoa xoa tuyết trắng trên cái khăn dính lấy máu tươi chu ninh sâm chỉ cảm thấy ngực đau nhất hắn biết từ ấu vi là cái gì tính tình lời này hoàn toàn chính xác giống nàng nói ra nàng là trên cây hoa mai đúng không thích từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới nhớ tới nàng đã từng cười yếu ớt chu ninh sâm trong lòng cùng đau nhất từ ấu vi làm sao có thể nói như vậy hắn vì cái gì vì cái gì không thể lý giải hắn nổi khổ tâm hắn vì hoàng đế này làm có bao nhiêu khó từ yến chu đối với hắn lớn bao nhiêu uy hiếp từ yến chu uy danh hiển hách xem hắn người liền biết mới bao lâu ngay tại vân thành vui đến quên cả trời đất chu ninh sâm đem bên môi vết máu lau sạch sẽ vẫn là nghĩ không ra đối sách cũng may hắn đem lúc trước truyền tin người xử lý sạch sẽ chu ninh sâm thậm chí nghĩ chiêu cáo thiên hạ từ yến chu là loạn thần tặc tử hắn đáng chết chờ từ yến chu chết rồi hắn sẽ chiếu cố tốt từ ấu vi thời gian có thế vuốt lên hết thảy hết thảy đều sẽ tốt túc châu phong thành vào thành xe ngựa đều ít bách tính không biết đã xảy ra chuyện gì các nơi đều loạn cả lên từ yến chu dẫn người nghiêm túc ngược lại là bắt lấy mấy cái tạc nhân hiện tại ngoài thành khai hoang không người có thể dùng vừa vạn phái qua làm việc vẫn là mùa đông đông bang bang cứng trắng một cái quất xuống dưới không có đào động tay chấn động đến lại đau lại tê dại làm trộm nghĩ chính là lén lút không làm mà hưởng chỗ nào nguyện ý làm loại chuyện này, chẳng qua bọn hắn sợ bị đánh, đành phải ủy ủy khuất khuất làm. Cố diệu không biết có cái gì tốt ủy khuất, Tây Bắc hoang vắng, nếu là đều có thể trồng lên hoa màu, bách tính liền không lo ăn. Cố diệu muốn nhiều hơn người, hiện tại người quá ít, từ Yến Chu, đi chỗ nào có thể bắt người A, sáu cái làm sao đủ, từ Yến Chu nói phòng giam bên trong còn có người. Những cái này tặc nhân chính mình cũng không có cơm ăn, cực đói mới dám trộm cắp, nếu bàn về khí lực, khẳng định so ra kém chu tước vệ, đem chu tước vệ thả ra, khai hoang trồng trọt, không còn gì tốt hơn. Cố Diệu cảm thấy có đạo lý, đem bọn hắn lệnh bài con dấu tìm ra đến, không dám không nghe lời. Cố Diệu đạo, khi nghe ngươi, Giang Nhất cảm thấy không quá đi, hắn ra tới hai ngày, một mực không có về nhà tù nhìn qua, hắn không biết Giang Tam bọn hắn nghĩ như thế nào, có hay không trách hắn, Vạn Nhất trách hắn, không chịu ra tới. Cố Diệu chẳng phải là đem sự tình quái tại trên đầu của hắn. Giang Nhất nói ta cùng bọn hắn nói, ta là đại ca, bọn hắn đều nghe ta. Có thể tiết kiệm sự tình Cố Diệu tự nhiên nguyện ý bất việc, được, ngươi cùng bọn hắn nói, vừa vặn đêm đêm nay cơm đưa qua. Giang Nhất hỏi, đêm nay cái gì cơm, nhất định phải ăn ngon, không phải Giang Tam sẽ đem cơm trừ đầu hắn bên trên. Cố Diệu đạo, bánh bao, bột nở bột lên men, bánh bao da cùng bánh bao đồng dạng tuyên mềm, hai loại nhân bánh, một loại là thịt nạc da heo đông lạnh nhân bánh, kho tốt da heo đông lạnh trộn lẫn tại thịt nạc nhân bánh bên trong, chân chính bánh bao vừa lớn vừa tròn, trắng trắng mập mập, tại bánh bao trên da đâm một cái một hơi, bên trong nước thịt tràn đầy, nhẹ nhàng toát một hơi canh, ăn ngon cực, mỏng da lớn nhân bánh. Sứ men xanh trong đĩa đựng lấy hương giấm cùng nước ép ớt, một loại khác là bánh đậu nhân bánh, cố dịu làm bánh đậu nhân bánh càng ngày càng tốt hạt đậu vẫn là một viên một viên, nhưng là bên trong đã mặt, mềm mềm, ngọt ngào. Một người có thể phân đến một cái bánh bao một cái bánh nhân đậu, Giang Nhất mang theo những cái này bánh bao đi ngầm lao, đều đi vào, Giang Nhất lại chạy về đến, hắn đối cố diệu đạo, phu nhân ngươi cùng ta cùng một chỗ đi thôi, cho hắn thêm can đảm một chút, từ Yến Chu nói ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, cố diệu là nữ tử, địa lao âm lãnh, luôn đi bên trong không tốt. Gian nhất không phải xem thường Từ Yến Chu, bọn hắn ám vệ nhận qua huấn luyện, cái gì hình phạt đều nhận được, liền mày cũng không nhăn một chút. Nhưng có nhiều thứ là thật nhịn không được. Gian nhất không nói lời nào, khẩn cầu mà nhìn xem Cố Diệu, Cố Diệu liền theo đi một chuyến, dù sao bình thường cũng là nàng đưa cơm. Từ Yến Chu không yên lòng, cũng đi cùng. Sống ngày nào hay ngày ấy, trong lòng lại khí cũng phải đem rau giá phát tốt. Thế nhưng là loại sự tình này chính là không nghĩ còn khá càng nghĩ càng giận gian tam cảm thấy gian nhất quá không phải người một ngày trước còn nói đạo lý rõ ràng ngày thứ hai liền chạy không biết xấu hổ đưa cơm đến gian tam như thường ngày tiếp cơm lúc đầu cười mặt lập tức đổ ngươi còn biết trở về đại ca đừng gọi hắn đại ca hắn không phải chúng ta đại ca chỉ lo mình hưởng phúc mặc kệ huynh để chết sống người hẳn là nhét vào lồng heo ngâm xuống nước trả lại làm gì phong cảnh bên ngoài tú lệ trong lao tối tăm không mặt trời, trở về nhìn chúng ta trò cười. Giang nhất, ta không có. Giang ngũ nói ngươi có ngươi liền có. Thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi có phải là bị bắt đi, có hay không thụ hình. Kết quả đây, Giang tam mắt liếc, nói chớ để ý hắn. Giang nhất mở ra thùng cơm cầm cái bánh bao, sau đó tay mắt lanh lẹ nhét Giang ngũ miệng bên trong, ăn ăn ăn. Ăn cũng ngăn không nổi miệng của ngươi, Giang ngũ còn muốn nói nhưng bánh bao quá thơm, hắn há mồm trong lời nói nước thịt sẽ chảy ra. Giang Tam nhíu nhíu mày, Giang Nhất lập tức xuyên qua lan can sắt nhét một con bánh bao, một người nhét một cái, có người bất mãn nói, như thế nào là đậu, bọn hắn chính là thịt. Giang Nhất hướng cố diệu nơi đó nhíp lại gần, đậu không thể ăn là thế nào, không ăn ngươi cho ta, cố diệu đạo, mọi người từ từ ăn, một người hai cái bánh bao, đều có, bọn hắn từ từ ăn cơm, cố diệu đạo, Trời hiện tại ấm áp một chút, nếu như muốn ra ngoài, vẫn là ban đầu điều kiện, thứ ở trên thân toàn giao lên, ta thay bảo tồn, Giang Tam muốn đi ra ngoài, ai nghĩ một mực bị giam tại trong lao, hắn đầu tiên là mắt nhìn Giang Nhất, sau đó nói, được, chẳng qua ta có một điều kiện, yên tâm, rất tốt thỏa mãn, Giang Nhất có loại linh cảm không lành, Cố Diệu, ngươi nói, Giang Tam nói ta ra ngoài, để ta đại ca ở lại bên trong, Giang Nhất, Tam Nhi Cố Diệu nghĩ, có huynh đệ người thật không giống, chưa chừng liền bị cắm hai đao. Giang Tam nói ta liền yêu cầu này, không đợi Cố Diệu nói chuyện, Giang Nhất lên đường, không sao, ta ở lại bên trong, ta nguyện ý lưu tại phòng giam bên trong, chỉ cần em ta huynh có thế ra ngoài, phu nhân, vẫn chảy cửa mở ra, để ta đi vào, để bọn hắn ra tới. Chu tước vệ nhóm thần sắc lộ vẻ xúc động, có lẽ đại ca ra ngoài là vì cho bọn hắn dò đường đâu. Cố Diệu hít sâu một hơi, tất cả đều đi ra ngoài cho ta phạm sai lầm tự nhiên là trở về ai cũng đừng có gấp chu tước vệ nha nhiều tám người làm việc càng nhanh mấy ngày ngoài thành đất hoang mở ra hai mẫu ruộng chờ một trận mưa xuân trời triệt để ấm áp liền có thể gieo hạt ngoài thành không có tin tức bọn hắn liền phát rau giá mài đậu hũ đốt than thừa dịp trời lạnh đào hầm băng tồn băng có nhiều thứ tiến hành cùng lúc tiết đậu phụ đông chỉ có mùa đông có đợi đến mùa xuân, đậu hũ ở bên ngoài thả một đêm, liền sẽ lên men bốc mùi. Đông lạnh tốt đậu hũ vội vàng đưa đi tử lâu, hiện tại mặc dù không thể đi về phía nam bán, nhưng là có thể hướng Liêu An Phụng Dương những địa phương này bán. Vân Thành hướng Tây Liêu An, hướng Bắc là Phụng Dương, một ngày công phu liền có thể đến, triệu trưởng quỷ nói phu nhân, có thể làm nhiều chút, bán động. Cố Diệu suy nghĩ nhiều làm cũng không có nhân thủ nhiều như vậy, chỉ cần có thể kiếm đủ đậu loại là được cố diệu, ta tận lực làm nhiều, trưởng quỷ giúp ta lưu ý lưu ý hạt giống, cái này dễ nói. Triệu trưởng quỷ lại hỏi, không biết phu nhân muốn cái gì hạt giống, cố diệu đạo, lúa mạch, đậu phộng, có thế mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu, tây bắc loại không được lúa nước, không phải cây lúa loại cố diệu cũng phải, đậu loại trong tay nàng có, muốn bao nhiêu loại đậu tử, cố diệu nghĩ ruộng tốt loại lúa mạch, mới mở ra tới đất hoang loại đậu nành, đem thổ địa nuôi một nuôi, chờ đến năm lại loại hoa sinh lúa mạch, cố diệu tích lũy đậu tử đã đủ nhiều, cũng không cần triệu trưởng quỷ mua, triệu trưởng quỷ nói được, ta tận lực nhiều mua, hiện tại tốt châu không cho vào không nhường ra, bách tính sợ lên chiến loạn, tồn lương nhiều, giá lương thực cũng trướng, liền đậu hũ những cái này, đều trướng một đồng tiền, cố diệu nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng triệu trưởng quỷ cáo từ, cổng cái cùi hồi tướng quân phủ, từ yến chu từ bên ngoài trở về hắn xa xa trông thấy cố diệu lập tức cười hắn xông cố diệu vẫy tay để cố diệu chờ hắn một hồi từ yến chu đi mau hai bước a diệu khai hoang nhiều người đều là từ yến chu tự mình nhìn chầm chầm sáng sớm ra ngoài giữa trưa ở nơi đó ăn cơm ban đêm mới trở về cơm có khi cố diệu đưa có khi từ ấu vi đưa buổi trưa hôm nay chính là từ ấu vi tặng từ yến chu đã một ngày không nhìn thấy cố diệu hiện tại xa xa trông thấy trong lòng đều ngăn không được cao hứng yêu thích, dù là không làm gì, cùng cố diệu cùng đi đường, từ yến chu liền vừa lòng thỏa ý, cố diệu nhìn từ yến chu cái trán có mồ hôi, liền dùng khăn cho hắn xoa xoa, mệt không, từ yến chu, không mệt, cố diệu thầm nghĩ, không mệt có thế xúc mồ hôi, chẳng qua xúc mồ hôi là chuyện tốt, trên thân sẽ ấm áp, cố diệu đạo, không mệt liền tốt, một hồi trở về bong bóng, phủ tướng quân địa phương lớn, phòng bên trong liền có thể buông xuống thùng tắm, thùng tắm là từ Yến Chu tìm thợ một làm, hắn cung. Nỏ làm tốt, thùng gỗ làm cũng tốt, không chỉ có trắng chắc, còn lớn hơn, từ Yến Chu cảm thấy, có thể hai người cùng một chỗ dùng, từ Yến Chu sờ mũi một cái, nhỏ giọng ừ một tiếng, trong thùng tắm để lên hai giọt linh tuyền, cũng có thể giải mệt, ăn xong cơm tối, cố dịu đem nước đốt tốt. Liên tiếp nước lạnh cùng một chỗ rót vào trong thùng gỗ nàng thử một chút nhiệt độ nước, nói tẩy đi, thùng thật lớn, bên trong nước trong trẻo, còn bốc hơi nóng. Từ Yến Chu muốn hỏi một chút cố diệu muốn hay không cùng nhau tắm, nhưng loại lời này hắn luôn luôn nói không nên lời. Từ Yến Chu, ngươi trước tẩy, ngươi tẩy xong ta tẩy, cũng không phải không thể nấu nước, lại nói, nàng có thể ngày mai tẩy nha, cố diệu đạo, ngươi nhanh lên, một hồi nước nên lạnh, có việc gọi ta. Cố Diệu tri kỹ đóng cửa lại, từ yến chu cởi ít áo ra, rảo bước tiến lên trong thùng tắm, vừa rồi cố diệu nói bốn chữ thật giống như khắc vào hắn trong đầu, quên đều không thể quên được, có việc gọi nàng, từ yến chu, a diệu, cố diệu còn chưa đi ra bao xa liền lại trở về, nàng đẩy cửa tiến đến, hỏi, làm sao rồi, từ yến chu nói tóc không dễ giặt, ngươi giúp ta một chút, như gấm tóc dài tròn tại trên vai, cố diệu giúp đỡ tẩy xong, vậy ta ra ngoài. Từ Yến Chu nghĩ, hắn khẳng định là một điểm đáng xem đều không có, cho nên cố diệu mới không nhìn hắn, hắn dứt khoát mình tẩy xong tốt, qua một lúc lâu, từ yến chu hô người, một hồi lâu, cố diệu mới tiến vào, nàng đi xa, bắt đầu không nghe thấy từ yến chu thanh âm, cố diệu hỏi, làm sao rồi, từ yến chu nói phía sau lưng đủ không đến, ngươi giúp ta một chút, chương 45, tứ hôn, cố diệu hướng trên lưng hắn vẫy mấy nâng nước, lại dùng khăn mặt lung tung sát hai lần, không có chuyện khác ta liền ra ngoài, từ yến chu khục một chút, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc, cái này. Liền tốt rồi, không phải đâu, còn muốn làm cái gì, không phải cho lau một chút là được sao, cố diệu đạo, ừm, tốt, ngươi có việc lại gọi ta, từ yến chu có chút gấp, hắn hô cố diệu danh tự, a diệu, từ yến chu đưa lưng về phía cố diệu, giờ này khắc này, cố diệu đứng tại phía sau hắn, từ yến chu có chút nghiêng đầu, a diệu. Ngươi có phải hay không xấu hổ rồi?" Cố Diệu vô ý thức sờ sờ gò má, là có chút nóng, đó cũng là nhiệt khí huân, nàng không có xấu hổ. Từ Yến Chu là nàng phu quân, cũng nhìn qua cũng sờ qua, có cái gì tốt xấu hổ, cũng bởi vì phòng bên trong ánh nến sáng tỏ, nhìn rõ ràng hơn, nàng liền xấu hổ. Cố Diệu đạo, "Không có, ngươi tẩy ngươi, không dùng đến ta liền ra ngoài." Từ Yến Chu nói dùng đến đến, hắn biết, chuyện gì không thể một mực nói nếu không cố diệu xấu hổ cũng thành giận. Nhưng từ Yến Chu nhất thời còn không nghĩ tới có gì cần cố diệu, hắn tùy tiện nghĩ một cái lý do, người giúp ta đem quần áo trong lấy tới, trong tủ treo quần áo một bộ quần áo, cố diệu đem quần áo trong lấy ra, thuận tiện lại đem quần mang lên, lúc này được rồi, từ Yến Chu ngồi tại trong thùng tắm, nói ngươi đừng đi ra, bên ngoài lạnh lẽo, hai người bọn họ cũng không cần như thế tị húy, kia cố diệu liền không đi ra, Nàng đem giường chiếu tốt, lại một lát sau, Từ Yến Chu tẩy xong, tiếng nước biến mất, Từ Yến Chu nói ta tẩy xong, nếu như Từ Yến Chu không mở miệng, Cố Diệu sẽ xoay người, không hướng bên kia nhìn, nhưng Từ Yến Chu gọi nàng, Cố Diệu liền vô ý thức ngẩng đầu, Từ Yến Chu đã mặc quần xong, quần áo trong liền lỏng lỏng lẻo lẻo khoác lên người, quanh người hắn có hơi say rượu hơi nước, giọt nước từ tóc nhọn trượt xuống, có rơi trên mặt đất, có trượt vào cổ áo, làm ướt quần áo cố dịu nháy hai lần mắt từ yến chu cái dạng này thật là tốt nhìn nàng nhịn không được chăm chú nhìn thêm sau đó ánh mắt phóng xa nói ngươi đem tóc lau lau còn tích thủy đâu từ yến chu được lau xong tóc từ yến chu nói ngươi nhìn quần áo có phải là có chút ẩm ướt ta thoát thả lò bên cạnh nướng một nướng đi từ yến chu không thể cảm lạnh lấy ẩm ướt cố dịu ừ một tiếng vậy ngươi cởi ra từ yến chu thoải mái cởi ra cố dịu gần như không thế nào nhìn hắn từ Yến Chu cảm thấy vẫn được, nếu là Cố Diệu cũng thoải mái, kia mới không được. Trời tối người yên, phòng thu thập xong, hai người nằm ở trên giường, Từ Yến Chu không có mặc quần áo trong, hắn nói ngủ đi. Cố Diệu nhắm mắt lại chính là Từ Yến Chu vừa tắm rửa xong dáng vẻ, nàng không suy nghĩ cái này, nhưng bôi đều xóa không mất. Cố Diệu kiên trì nghĩ khác, trồng trọc, chăn heo, ngày mai đi bắt heo con, nhìn xem nhà ai có mới ấp ra đến gà con thế nhưng là nghĩ đi nghĩ lại lại biến thành từ yến chu nàng rất muốn thân từ yến chu một chút liền hôn một chút không hôn mặt liền thân cố dịu trở mình sau đó giả vờ như không cẩn thận cọ đến hôn một cái nàng hài lòng ngủ mất ngược lại là từ yến chu bị trêu chọc không thể tự kiềm chế cố dịu vừa rồi giống như thân hắn thân bộ ngực hắn lại giống là không cẩn thận cọ đến nếu không phải đã muộn từ yến chu đều muốn hỏi một chút cố dịu ngày kế tiếp từ yến chu sau cố diệu sớm tỉnh hắn đem y phục mặt tốt vẫn còn có chút chú ý làm muộn sự tình hết lần này tới lần khác lại không tốt hỏi cái kia chỉ có thể chờ xuống về một lần nữa trời tờ mờ sáng cố diệu xoa xoa mắt hôm nay muốn nắm heo con có bé heo mỗi nhà cũng liền bốn năm con cố diệu suy nghĩ nhiều nuôi mấy cái còn phải nhiều chạy chút địa phương đi trước la sơn thôn trong thôn có chăn heo thịt heo cung cấp vân thành hàng thịt chờ đi chợ, cũng sẽ đi tập bên trên bán mới mẻ thịt heo, có heo con, cố diệu muốn mua 5 con, nàng trước đó nghe qua, một con heo con muốn một hai hai tiền bạc tử, mua 5 con liền không sai biệt lắm, tại phủ tướng quân chuồng ngựa bên cạnh dựng cái chuồng heo, chậm rãi nuôi, đợi đến mấy tháng vỗ béo liền có thể mổ heo ăn thịt, con gà nuôi 20, 30 con đi, 3-4 tháng khả năng đẻ trứng, còn phải mua mười mấy con có thế đẻ trứng gà mái. Gà con ba mươi văn một con, gà mái muốn chín mươi văn, mua mười mấy con liền không sai biệt lắm. Cố Diệu là như thế này dự định. Nàng từ giường trong tủ lấy ra hai mươi lượng bạc, cùng Từ Yến Chu cùng đi La Sơn thôn. Lưu Vĩ Trạm nói cái gì cũng phải đi theo, heo hắn nuôi, đương nhiên phải chọn thừa dịp tâm ý của hắn bé heo. Giang Nhất Giang Tam đi theo tham gia náo nhiệt, nói không chừng còn có thể giúp đỡ gấp cái gì, bọn hắn chính là không nghĩ ra, thật tốt phủ tướng quân viện lạc cổ xưa, vườn hoa u tỉnh, đình đài lầu cắt sang sát, trăm năm về sau nhà lớn như vậy tử tôn đều ở phải dưới, tại sao phải trồng rau chăn heo, cố diệu bọn hắn cũng không thiếu tiền, quan chu tước vệ đưa trước đi liền khoảng chừng hơn năm ngàn hai ngân phiếu, thật tốt hồ nước nước chảy dùng để tưới địa, ngựa tốt muốn ở heo sát vách, trọng yếu chính là lưu vĩ trạm vì sao hào hứng cao như thế, lưu vĩ trạm nói ngươi không hiểu thông qua mình vất vả cần cù hai tay thu hoạch được đồ ăn tư vị là không giống, mà lại có kiếm lớn đầu. Nếu như nuôi mấy trăm con heo, trong quân doanh tướng sĩ liền có thể ăn vào thịt, loại đậu tử bọn hắn có thể ăn vào đậu hũ, khai hoang trồng trọt, quân lương không lo, bọn hắn biết cái gì, nói để lưu vĩ trạm chọn, cố diệu nói lời giữ lời. Trong chuồng heo có mười mấy con bé heo, quơ cái đuôi ủi ăn, cố diệu hỏi, ngươi xem một chút con nào chợp mắt duyên lưu vĩ trạm sờ mũi một cái đều đặc biệt hợp mắt của ta duyên đều hợp tâm ý của hắn lưu vĩ trạm nhìn về phía cố diệu đều rất tốt ngươi nhìn cái này nhiều cường tráng ăn nhiều dài thịt liền nhiều còn có cái này cơ linh thịt khẳng định ăn ngon không đều mua về đáng tiếc cố diệu đạo ngươi chọn năm con người một nhà một năm ăn không được ba đầu heo mua năm con heo con đủ lưu vĩ trạm đánh lấy thương lượng hai mươi con đi Giang Nhất nói muốn nhiều như vậy làm gì, muốn ăn thịt đi mua chẳng phải được, hiện tại nuôi, kia không được hơn mấy tháng sau khả năng ăn, lưu vĩ trạm, heo không thể so ngươi hữu dụng. Thịt heo còn có thế ăn đâu, mấy người các ngươi có thể làm gì, làm việc không được, ăn tặc nhiều, còn không bằng chăn heo. Giang Nhất Giang Tam nơi nào bị như thế nhục nhã qua, muốn phản bác lại cảm thấy lưu vĩ trạm nói đến có mấy phần đạo lý bọn hắn hiện tại cũng luôn lạc tới người không như lợn tình trạng sao. Cố diệu đạo, ngươi nhanh lên chọn. Lưu vĩ trạm đứng bất động, cố diệu nhỏ giọng nói, một hồi còn muốn đi nơi khác nhìn đâu, đừng chậm trễ thời gian. Lưu vĩ trạm làm sao bỏ được hắn heo con, hai mươi con không được tối thiểu muốn mười con. Từ yến chu khe khẽ thở dài, địa phương khác là không có bán heo sao. Trứng gà không thể đặt ở cùng một cái trong giỏ sách, đồng dạng, heo con không thể từ cùng một nhà mua. Lưu Vĩ Trạm, vậy ta chọn 5 con. Lưu Vĩ Trạm lập tức chọn 5 con, chuyên chọn ăn uống có lực, sẽ đoạt, 5 con tổng cộng 6 lượng bạc, sau khi trả tiền liền đi nhìn gà con. Cố Diệu mua 10 con gà con 5 con có thế đẻ trứng gà mái, hoa 7 tiền bạc tử, theo bán con gà người nói, bên trong chín cái gà mái một con gà trống, nuôi 4 tháng liền có thể đẻ trứng, ra la sơn thôn, một đoàn người lại đi thôn phụ cận, mua năm con cường tráng heo con. 20 con gà con, 6 con gà mái, 10 con con vịt nhỏ, 5 con vịt mái, lúc này mới hồi tướng quân phủ. Chuồng heo tại chuồng ngựa bên cạnh, hiện tại trời còn lạnh, chuồng heo muốn đóng ấm áp chút, bên trong còn phải trải lên làm rơm rạ, bảo đảm heo ngủ ngon. Hiện tại không có heo cỏ, cố diệu cũng không muốn đánh heo cỏ cho heo ăn. Làm đậu hũ còn lại thật nhiều bã đậu, bã đậu không có ném, mà là tại dưới thái dương phơi khô, sau đó dùng bao tải chứa vào đem bả đậu mạch phu lá rau cùng một chỗ nấu bé heo thở hổn hển thở hổn hển ăn đầu đều không nhất mười mấy người vây quanh chuồng heo nhìn heo lưu vĩ trạm thời khắc chú ý cái này heo trong máng heo ăn không có liền mút một bầu không biết là ai nói câu thấy thế nào bọn chúng ăn còn rất thơm đâu có chút đói tiền đồ chẳng qua nhìn xem bé heo chậm rãi lớn lên biến thành thịt kho tàu chân giò heo hầm xương sườn đầu sư tử vẫn là rất tốt Cố Diệu nhìn trong chốc lát, liền trở về chuẩn bị cơm tối. Lưu Thị, Lý Thị đều đến giúp đỡ. Lý Thị còn lặng lẽ nói: Nương cũng có thể giúp đỡ dưỡng dưỡng heo, A à, Diệu có thể nhiều mua chút. Lưu Thị cũng nói: Chúng ta nấu cơm không thể ăn, làm heo ăn vẫn là làm được. Cố Diệu tự nhiên biết mua càng nhiều càng tốt, có thể mua càng nhiều cũng càng dễ dàng ra biến cố. Mẹ, nơi nào cần phải các ngươi, các ngươi ngay tại an tâm ở tại phủ tướng quân chờ heo nuôi lớn mổ heo ăn thịt. Lý Thị luôn nghĩ vì nữ nhi làm những gì, nàng tại hậu trạch đợi nửa đời người, hiện tại đến Vân Thành, muốn cho mình tìm một số chuyện làm. Lư Thị lôi kéo Lý Thị theo hoa, cho cố diệu từ Yến Chu làm quần áo. Nàng nghĩ đến về sau yên ổn, cũng nên lại bái một lần đường, trước tiên đem hỷ phục cho làm tốt, không phải đến ngày đó cái gì cũng không có chuẩn bị, bình thường cũng làm túi thơm khăn tay đi bán, người trong nhà mặc quần áo đều là các nàng ba cái tại làm, nhưng một mực thiêu thù mây vá hoạt nhãn khó chịu, nhàn không xuống liền nghĩ tìm một chút sự tình. Lý thị nói kia chỗ nào có thế an tâm, A Diệu, dùng đến đến nương địa phương liền nói, từ ấu vi cũng nói, đúng vậy nha, chị dâu, ta so anh ta đi, cố Diệu nghĩ nghĩ, không phải các ngươi đi nhặt trứng gà nhặt trứng vịt, 11 con gà năm con vịt, trứng vịt chậm rãi tích lũy, Tích lũy đến hai mươi cái liền ướp một vò trứng vịt muối, trứng gà liền lưu trong nhà ăn, hạ trứng liền nhặt ra tới, đừng vỡ vụn, ba người cùng nhau gật đầu, trên mặt đều mang điểm ý mừng, thỉnh thoảng liền hướng lòng gà đi một vòng, có đôi khi liền có thể tại ổ gà bên trong trông thấy một viên bạch sát trứng, lại tiến vào trong nhìn xem, còn có một cái hai cái ba cái, đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, nhặt trứng liền đặt ở phòng bếp trong giỏ sách, bạch sát trứng gà mười lăm cái, còn có sáu cái vô lại lớn trứng vịt, lúc này mới một ngày công phu, có hạ cũng không chỉ một quả trứng, cố dịu len lén hướng gà ăn bên trong đổi hai giọt nước linh tuyền, hy vọng bọn họ ngày mai nhiều hạ mấy quả. Nước linh tuyền là thật hữu dụng, ngày kế tiếp trong giỏ sách liền có thêm mấy cái trứng gà, chẳng qua không phải lư thị bọn hắn nhặt, hai ngày này ai cũng hướng lồng gà đi dạo, nhặt một quả trứng gà đều đắc ý đưa đến trong phòng bếp, dù sao là không cần lo lắng trứng bị ép phá hiện tại liền gian nhất bọn hắn đều ngóng trong nhiều nuôi mấy con gà, ngóng trong có làm được cái gì, ngươi phải có tiền. Lưu Vĩ Trạm nói có tiền, ngươi đem gà ôm trở về đến, cũng sẽ không lưng nói. Gian Nhất nói thế nhưng là tiền toàn đưa trước đi, chỗ nào còn có tiền, toàn giao, cái gì đều không thừa, cố diệu nếu là hiện tại đem bọn hắn ném ra thành, bọn hắn phải ăn xin về thịnh kinh, có lẽ chết đói ở nửa đường, lưu vĩ trạm ánh mắt kiên định, phải biết cách làm giàu thảo a chúng ta phải kiếm tiền còn không thể mang theo từ yến chu vợ chồng bọn họ hai một cái dạng từ yến chu càng quá phận từ yến chu kiếm tiền thích mua trâm vàng lưu vĩ trạm liền chưa từng thấy cố diệu mang qua cái này muốn mua heo cố diệu nàng được nhiều cao hứng lưu vĩ trạm kiếm tiền chúng ta đi trong làng mua heo chắc chắn sẽ không không cho vào giang thập tam hứa một tiếng vậy nếu là để heo tiếng không để ngươi tiến làm sao bây giờ lưu vĩ trạm gấp ngươi có biết nói chuyện hay không có thể hay không nói điểm may mắn gian thập tam ta sai lưu vĩ trạm mang mấy người ra ngoài nửa ngày cái gì đều chưa bắt được chớ nói chi là mua heo không có cách nào lưu vĩ trạm đành phải đi tìm từ yến chu từ yến chu ngươi đi nói quan ngoại lưu vĩ trạm dùng sức gật đầu thành bên trong yên ổn chẳng qua thám tử đến báo nói quan ngoại có đột quyết tung tích Đột quyết chăm ngựa nuôi bò nuôi dê, tất cả đều là thịt, từ yến chu, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, sau này hãy nói đi, quan ngoại, thảo nguyên sủi cảo tiếp lấy các vàng, đột quyết dựa vào địa hình, trốn trốn tránh tránh, cứ việc ô nói quan chiến dịch bọn hắn nguyên khí đại thương, thế nhưng là chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức, có lẽ là mười mấy năm, có lẽ là mấy năm sau, sẽ còn tái phạm, lần này cần ngàn vạn cẩn thận, không thể liều lĩnh, mà lại, Muốn trước cùng cố diệu thương lượng, cố diệu đồng ý mới có thể đi. Lưu Vĩ Trạm. Ngươi có còn hay không là nam nhân, như thế nghe nữ nhân lời nói. Từ Yến Chu nói các ngươi năm người ra ngoài nửa ngày, còn mang theo đao, ngươi bây giờ không bằng suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào giải thích. Lưu Vĩ Trạm giật cả mình, không có khả năng. Nàng căn bản không biết, cố diệu cho là bọn họ đi khai hoang. Từ Yến Chu ánh mắt thật sâu, từng, hiện tại không biết lập tức liền biết. Tiếng tháng 2, thịnh kinh lại hạ trận tuyết, một lớp mỏng manh, rơi trên mặt đất không đầy một lát liền hóa. Phiến đá bị tuyết nước yên ẩm ướt, sở hoài tuần sát hoàng cung, thuộc hạ đưa qua một cái ô giấy dầu, sở hoài lắc đầu, không cần, đại nhân, trời lạnh, ngài đi phòng bên trong nghỉ ngơi một chút, chúng ta tới liền tốt. Sở hoài không nói chuyện, tuần sát hoàng cung là hắn chỗ chức trách, thuộc hạ có chút không đành, sở hoài hai ngày trước bị hoàng thượng trách phạt, Phía sau lưng bị đánh máu me đầm đìa, bôi một chút thuốc liền phục chức, lớn trời lạnh, đến trưa, tuyết ngừng, Sở Hoài ăn cơm trưa, sau đó tiếp tục tuần tra hoàng cung. Hắn suy nghĩ dần dần bay xa, hắn hiện tại gần như không có nhàn rỗi thời điểm, nghĩ ra chuyện gì chỉ có thể chờ đợi ban đêm. Sở Hoài tìm không thấy dấu vết để lại, nhưng hắn nghĩ một cái biện pháp, làm chuyện này đều chết rồi, kia còn có người biết chuyện, Vương công đại thần, luôn có người biết chút ít cái gì có thể từ bọn hắn vào tay chu ninh sâm bệnh đa nghi nặng thường xuyên để hắn đi ngự thư phòng tra hỏi hỏi còn nhiều cùng từ ấu vi có quan hệ sở hoài rất chán ghét những thứ này chu ninh sâm khí không thuận liền sẽ phạt người đánh gậy sợi đằng một số thời khắc hắn nghĩ sở hoài tại vân thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì sao từ ấu vi sẽ cùng hắn nói như vậy chu ninh sâm lại triệu sở hoài đến ngự thư phòng hỏi mấy câu về sau hắn nghiêm túc đánh giá sở hoài sở hoài dáng người thẳng tắp, bởi vì bị phạt trên môi không có huyết sắc, chẳng qua vẫn là có trương tướng mạo thật được. Chu Ninh Sâm nói người bao lớn rồi, sở hoài, 20, Chu Ninh Sâm gật gật đầu, đến nên kết hôn niên kỷ, sở hoài trong lòng dẫn theo một hơi, thần. Còn chưa từng nghĩ tới kết hôn, Chu Ninh Sâm cười cười, lấy vợ sinh con, thiên đạo lẽ thường, trước kia không nghĩ tới, hiện tại có thể nghĩ, Chu Ninh Sâm thuận miệng hỏi một chút, nhưng có hâm mộ người sở hoài nói thần còn trẻ cưới vợ nói còn quá sớm chu ninh sâm vốn cũng không quan tâm hắn có hay không không còn sớm ngươi là mặc dù gia thế bên trên kém một tầng nhưng thân là ngự lâm quân thống lĩnh cũng có thế đền bù trẫm sẽ vì ngươi chỉ một môn vừa lòng đẹp ý hôn sự tất cả ngưỡng mộ trong lòng người ngươi nói trẫm đồng ý sở hoài vẫn là câu nói kia thần chưa từng nghĩ tới kết hôn huống hồ cưới vợ là thần việt tư ngự thư phòng lò sưởi phả ra khói xanh, phòng bên trong đột nhiên yên tĩnh lại, Chu Ninh sâm sắc mặt rất khó coi, hắn nói, trẫm như chỉ hôn, ngươi còn muốn chống chỉ không thành, sở hoài, không có trẫm, ngươi chẳng phải là cái gì, sở hoài quỳ trên mặt đất, không nói một lời, Chu Ninh sâm đều muốn giết sở hoài, nhưng hoàn thành còn cần hắn, chuyện này sau này hãy nói đi, trên người ngươi tổn thương vừa vặn rất tốt, đi thái y viện nhìn một chút. Để Thái Y mở hai bộ thuốc, sở hoài, thần lĩnh mệnh, ra ngự thư phòng, sở hoài đi thái y viện, trên lưng tổn thương nhìn xem làm người ta sợ hãi, thái y cho hắn thoa thuốc, sở hoài che miệng ho hai tiếng, thái y lại cho xem bệnh một lần mạch, thiên tử cận thần cũng không thể xảy ra chuyện, sở hoài mặt không có chút máu, người tập võ trên thân làm sao có thể không có điểm vết thương cũ, thái y vuốt vuốt râu ria, hạ bút nhanh chóng, xoát xoát viết phương thuốc. Phương thuốc bên trên còn có nhân sâm linh chi chữ. Thái y nói thật tốt nuôi, mỗi đêm dùng gừng bong bóng chân, phía sau lưng tổn thương thường thường dùng thuốc, hơn nửa tháng cũng liền tốt. Sở Hoài nhẹ gật đầu, đa tạ. Tra Hoàng cung lúc bóng đêm càng thâm, Sở Hoài tại cửa cung do dự trong chốc lát, về tòa nhà đổi thân y phục dạ hành. Nếu như tuyết rơi lớn, trên mặt đất đắp lên một tầng, Sở Hoài hành động chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Hắn buộc hai người, một cái là thượng thư Tô Quẩn Chi, còn có một cái là tỉnh xa hầu cố thừa lâm, sở hoài trong đêm ra khỏi thành, cử xe ngựa một đường bắt hành, trong xe ngựa hai người dùng trói heo kết cột, miệng bên trong còn nhét khăn vải, không thể động đậy, Chu ninh sâm có thể phạt hắn, có thể giết hắn, nhưng là không thể cho hắn chỉ hôn, hắn đáp ứng từ ấu vi, sẽ không nhìn những người khác liếc mắt, vân thành hạ trận tuyết nhỏ, mới một ngày liền hóa, thổ địa ướt ác, chẳng qua không thể trồng trọt, trong nhà đồ ăn muốn ăn không có, cố diệu nghĩ vẫn là trước đóng cái đồ ăn lều, đồ ăn lều triệu quảng minh bọn hắn liền sẽ đóng, không cần đến cố diệu, cố diệu nghĩ lên núi nhìn xem, cái này đều đi qua hơn một tháng, cũng không biết diêm điền thành cái dạng gì, đi bốn năm người liền đủ, còn lại đi ngoài thành khai hoang, giang nhất hỏi, cái gì diêm điền, lưu vĩ trạm nói đừng hỏi, biết quá nhiều đối ngươi không tốt, cũng không phải bởi vì khác, Lưu Vĩ Trạm chủ yếu là sợ Giang Nhất dẫm vào hắn vết xe đổ. Giang Nhất làm sao có thể không hỏi, đây là việc nhỏ sao, đến cùng cái gì Diêm Điền, cố diệu đạo, Ngọc Khê Sơn bên kia có hồ nước mặn, chúng ta mở Diêm Điền phơi muối, ngươi muốn nói cái gì? Giang Nhất ánh mắt vẫn phải có, không muốn nói cái gì, chúng ta liền không đi, ngươi mang người khác đi đi, bọn hắn liền xem như không biết chuyện này, cố diệu, không được, ngươi cùng Giang Tam cùng đi bọn hắn đi hồ nước mặn làm sao có thể đem chu tước vệ toàn bộ lưu lại gian nhất không muốn đi biết nhiều không có chỗ tốt tại hoàng thượng nơi đó không có cách nào bàn giao không nói không cẩn thận nói nhầm sẽ còn bị đánh tại sao phải đem cái này sự tình nói cho hắn liền không sợ hắn trở về mật báo à suy nghĩ lại một chút hắn một lát cũng không thể quay về từ yến chu hắn căn bản không sợ a à? năm người đi hồ nước mặn vượt qua ba tòa núi từ trên núi nhìn xuống, có thế trông thấy sóng biết nhộn nhạo hồ nước, bên hồ từng mảng lớn màu trắng, tại dưới thái dương chiếu lấp lánh, kia là muối, ai có thể muốn lấy được, phía sau núi mặt sẽ có hồ nước mặn, Diêm Điền vẫn là lưu vĩ trạm nghĩ ra được, hắn hỏi Giang Tam, ngươi có ý kiến gì hay không, Giang Tam mặt xú xú, ngươi muốn chết chớ liên lụy ta, Diêm Điền đã có thế phơi ra muối đến, phía trên tinh tế một tầng. Đem muối quét vào cùng một chỗ, cất vào trong bao vải, sau khi trở về lại nấu, phơi ra tới muối sau muối thạch sạch sẽ nhiều, thời gian quá ngắn, mười mấy khối diêm điền phơi ra tới muối cũng liền hơn 50 cân. Giang nhất ánh mắt phức tạp, nói thật, hắn không có nghĩ qua Vân Thành có hồ nước mặn, nơi này bách tính sinh sống nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện, từ Yến Chu cố dịu đến, liền phát hiện, vốn là muốn túc châu phong thành, vào không được cũng ra không được, Vân Thành cái gì cũng không có, bọn hắn có thể kiên trì bao lâu bọn hắn có muối a, à, bọn hắn cái gì cũng có, bọn hắn chăn heo trồng trọt, có ăn có uống, không, là ăn ngon uống say. Hoàng thượng nghĩ phong thành, buộc bọn họ ra ngoài, bọn hắn có thế trong thành đợi cả một đời, lưng muối trở về, trên đường còn đánh hai con con thỏ, cung. Nỏ bên trên mũi tên bay ra, bắn trúng chân thỏ, từ yến chu đem con thỏ nhặt lên, hơi gầy, không có chúng ta nuôi mập trong nhà con thỏ lập tức liền có thể sinh con thỏ nhỏ, chờ sinh con thỏ nhỏ liền sẽ có càng ngày càng nhiều con thỏ. Giang Nhất luôn cảm thấy từ Yến Chu có ý riêng, từ Yến Chu tiễn là thật chuẩn, nếu là mũi tên này bắn về phía hắn, thiết tưởng không chịu nổi. Giang Tam Mặt cũng có chút trắng, hai người nơm nớp lo sợ trở lại phủ tướng quân, Giang Thập Tam tới hỏi, đại ca Tam Ca, đến cùng là cái gì Diêm Điền, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Giang Thập Tam đầu óc linh hoạt, chúng ta sự tình không có làm tốt, trở về khẳng định bị phạt, có thể đem công bổ quá. Giang Tam vỗ nhẹ đầu óc, một bên lưu vĩ trạm nói tuổi còn trẻ, tâm nhãn thật nhiều, từ gia là ủng cho ngươi ăn vẫn là ủng cho ngươi xuyên, ngươi bây giờ liền đi. Giang Thập Tam nếu là hiện tại đi, muốn một đường ăn xin trở về, hắn nói ta biết sai, ta không che đậy miệng, ngươi phạt ta cho heo ăn, mau mau cút, cần phải ngươi. Lưu Vĩ Trạm đại thủ hô đi qua, lại nghĩ không nên nghĩ ngươi liền về phòng giam bên trong. Giang thập tam. Ta sai, lưu vĩ trạm không buông tha, nhận lầm vô dụng, ngươi đi quét chuồng heo, quét 10 ngày, chuồng heo vừa dơ vừa thúi, giang thập tam nói ta quét còn không được, coi hắn là một người, hắn có huynh đệ, giang thập tam quay đầu lại, phát hiện hắn huynh đệ toàn chạy, không còn một mống, lưu vĩ trạm cây chổi cho hắn, nhanh lên, lề lê mà lề mề, sống đều không làm xong chăn heo phải bỏ ra vất vả cần cù lao động, heo ăn muốn mềm mại, muốn hương, dạng này heo mới thích ăn, chuồng heo sạch sẽ hơn khô ráo, dạng này heo mới sẽ không sinh bệnh, quét dọn xong còn muốn trải lên lá ngải cứu nước, dạng này mới được, muối cổng về muốn nấu, cố dịu ngâm đậu xanh tiểu mễ, để bọn hắn cho mài thành đậu xanh mặt gạo kê mặt, tháng 22, trồng ngẩng đầu, muốn ăn bánh rán, bánh xuân. Bánh rán phải phối bên trên da giòn bánh quẩy mới tốt ăn hành thái, hạt vừng, mì tương ớt tương, không có ruột, bên trong có thể thả sắc tốt thịt sườn, bánh xuân liền tốt hơn làm, thật mỏng bánh da, trùm lên đồ ăn tia thịt băm, lại xoa nước tương, cuốn thành ngón tay dài, đến lúc đó một hơi nhét vào miệng bên trong, khẳng định ăn ngon. Từ ấu vi liếm môi một cái, nghe cố diệu nói nàng đã cảm thấy ăn ngon, lại thả thịt lại thả đồ ăn, sao có thể không thể ăn, cố diệu cười cười, ăn ngon người liền ăn nhiều một chút. Từ ấu vi dự định ăn một cái lớn bánh rán, bánh xuân ngón tay dài như vậy, ăn hai mươi cái tốt. Lần trước bánh bao thịt cũng ăn ngon không được. Từ ấu vi nghĩ nhanh lên đến ngày mai, trong lúc ngủ mơ đều là bánh rán cùng bánh xuân. nàng còn mộng thấy sở hoài, mơ tới sở hoài trở về, bọn hắn cùng một chỗ ăn bánh rán. sở hoài một hơi không ăn, cho hết nàng. Từ ấu vi mộng tỉnh, đã nghe đến mùi thơm, là từ phòng bếp bay ra bánh rán buổi sáng ăn, nồi đất bên trong chịu đựng cháo gạo, hầm mềm nát, bày bánh rán nồi là hồi trước để thợ rèn đánh, quan nồi liền hoa hai lượng bạc, bánh rán có đậu xanh mặt bột kê, một tấm bánh rán bên trên đánh một quả trứng gà, cho ăn linh tuyền gà, hạ trứng đều là sông hoàng đảng, thật dày bánh rán dùng giấy dầu bao bên trên, còn phỏng tay đâu, liền có người không kịp chờ đợi trắng một cái, đậu xanh mặt mềm, tiểu mễ cứng trắng, da giòn xốp giòn, bánh quẩy hương còn có thịt sườn ăn ngon không được chu tước vệ cắm đầu ăn bánh kinh thành cũng không có loại này ăn ngon cố dịu cho người trong nhà làm là thả hai trái trứng còn thả hai khối thịt tương liệu bôi cũng đủ ăn bánh tráng lại uống một bát cháo gạo thoải mái dễ chịu làm bánh tráng nhìn xem cũng không khó cố dịu làm hai cái từ ấu vi liền tiếp nhận nàng để cố dịu đi ăn nàng cũng là nghỉ học chờ sở hoài trở về làm cho hắn ăn nhưng mà từ Ấu Vi làm cái thứ nhất cũng không tốt, bánh da phá, còn không tròn, cũng may lắp ba lắp bắp làm tốt, từ Ấu Vi. Ta làm cái thứ nhất bánh rán cho ca ca, từ Yến Chu, chương 46, mưu phản, từ Ấu Vi ăn cố dịu làm, nàng làm cho huynh trưởng ăn, từ Yến Chu nghĩ, không hổ là muội muội của hắn, từ Yến Chu nói ngươi làm chính ngươi ăn, ngươi cho ta, dù sao còn không có cắn qua, từ Ấu Vi lúc này liền cắn một cái chị dâu làm thật là tốt ăn, ca, ngươi có phải hay không chê ta làm không dễ nhìn. Chị dâu, ngươi nhìn ta ca, từ yến chua mấp máy môi, cắn một cái bánh rán, không có, chẳng qua ngươi làm chính là thật không dễ nhìn, cố diệu đạo, rất đẹp, ấu vi lần thứ nhất làm, làm thành dạng này đã rất tốt, nàng bày bánh rán còn thử nhiều lần đâu, từ ấu vi đạt được cổ vũ, phía sau càng làm càng tốt. Cảm giác nàng đều có thể đi bên ngoài bày quầy bán hàng sáng sớm đi bán còn không chậm trễ ban ngày làm theo sống trứng gà ba văn tiền một cái đậu xanh mặc đồ ăn đều tính đến vẫn chưa tới hai văn tiền thịt có thể thả cũng có thể không thả bánh tráng bán lục văn mặc dù so trên đường một đồng tiền một cái bánh bao đắt nhưng là bánh tráng càng ăn ngon hơn nha dù là một ngày liền bán mười cái cũng có thế kiếm mười văn tiền tiền kiếm được cho chị dâu để chị dâu tồn từ ấu vi muốn làm chuyện gì đều là hỏi trước cố diệu chị dâu, ngươi thấy có được không? Cố diệu đạo, ngươi muốn làm liền làm, nghĩ kỹ đi chỗ nào bán sao, ta đi chung với ngươi hỏi. Từ ấu vi nghĩ bày quầy bán hàng kiếm tiền, đương nhiên có thể. Từ ấu vi nói chính ta đến hỏi, có người đi theo, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cố diệu ngay tại trong nhà chuẩn bị giữa trưa ăn bánh xuân. Bánh xuân bánh da có thể chưng cũng có thể in dấu, chưng bánh da mỏng gần như trong suốt, mà in dấu, hai mặt kim hoàng biết giữa trưa có bánh xuân ăn, làm việc đều phá lệ ra sức, sống cướp làm, hận không thể đem khí lực dùng hết, giữa trưa thật nhiều ăn mấy cái quyển bánh, hiện tại cùng tại trong lao không giống, tại trong lao chỉ cấp ăn bảy phần no bụng, hiện tại, có thể ăn chén thứ hai, chén thứ ba, cơm ăn đến mình trong bụng mới là thật, chuồng heo đã quét dọn ba lần, phòng bếp trong chung nước nước một mực là đầy, củi chém thành nhỏ cao nhồng. Từ trên núi trở về sáu giỏ thang, mệt thở hồng hộc mới ngồi xuống nghỉ một lát lưu vĩ trạm nhìn mới lạ cần thiết hay không các ngươi là chưa thấy qua ăn sao hoàng cung cơm không thể ăn gian nhất chậm trong chốc lát nói ngươi cũng không cảm thấy ngại nói chúng ta cho tới trưa không phải cũng là một hơi nước không uống nói thật giống như chúng ta ăn đến đến ngự thiện phòng đồ ăn đồng dạng ai cũng đừng chê cười ai dù sao không thể quay về vậy liền hảo hảo làm việc nhiều hơn ăn cơm tiền đều giao không nhiều lắm ăn chút a. À. gian thập tam liếm liếm bờ môi, ta có thể ăn 10 cái quyển bánh, nam nhân so cái này liền không có thua qua, ta có thể ăn 20 cái, ta có thể ăn 100 cái, 1000 cái chuyện nhỏ, thật sự cho rằng sẽ cho ăn nhiều như vậy. Bánh da bên trong quyển thịt băm hành tia, trát qua nước rau giá, còn có trứng gà da, xoa nước tương, miệng vừa hạ xuống, hương vô cùng, thổi lại nhiều, ăn 10 cái cũng liền no bụng, ngủ cái ngủ trưa buổi chiều đem khí lực sử dụng hết, chờ lấy ăn cơm chiều. Từ ấu vi muốn đi bán bánh rán không phải chỉ là nói suông, nàng sờ tốt ngõ nhỏ, giao ngũ văn tiền bày quầy bán hàng phí, ngày kế tiếp đẩy xe ba gác liền đi cửa ngõ bày quầy bán hàng. Đợi đến giờ tị hơn phân nửa trở về, hai chậu nhỏ mặc dùng còn hơn một nửa, da giòn bánh quẩy thừa không nhiều, trứng gà còn có mấy cái, ngược lại là mang ít nhất thịt sườn đều bán sạch. Lưu thị lý thị đi theo hỗ trợ, Mặt mày bên trong đều lộ ra ý mừng, các nàng cũng có thể cho trong nhà kiếm tiền, lúc trước có cửa hàng trang tử, cái gì đều không cần quản, cái gì đều không cần để ý tới, nhìn xem sổ sách đếm xem tiền là được, mà lý thị đồ vật đều là phía trên chủ tử thưởng, nơi nào có mình kiếm an tâm, bánh tráng bán hơn 50 cái, tổng cộng kiếm 60 văn tiền, liên tiếp tiền vốn, tổng cộng 331 văn từ ấu vi giao tất cả cho Cố Diệu, từ ấu vi mặt có chút đỏ nói không nên lời là buổi sáng đông vẫn là hưng phấn chị dâu ta ngày mai còn đi cố diệu đạo tiền chính ngươi cầm muốn mua gì mua cái gì từ yến chu chính ngươi kiếm về ngươi tiền vốn lưu lại từ ấu vi một phân tiền đều không cần ta lại không có chỗ cần dùng tiền ta về sau kiếm tiền còn cho chị dâu nếu là có chỗ cần dùng tiền ta sẽ nói từ ấu vi đắc ý nhìn từ yến chu liếc mắt mặc dù không có nói rõ nhưng trong mắt là một câu như vậy lời nói ca ca không kiếm được tiền cũng không cần gấp muội muội có thể ngươi không tính ăn bám từ yến chu có chút muốn muốn hắn mua về trăm vàng kim vòng tay kim bông tai không thể sau ba trăm cái tiền đồng đáng tiền từ ấu vi có cái gì tốt đắc ý chờ từ ấu vi rời đi từ yến chu đối cố diệu đạo a diệu ta muốn đi quan ngoại một chuyến đi làm trận chiến mở màn trận nhìn xem càng thêm quan ngoại đột quyết trong tay cừu non bò sữa Túng mã, cố diệu đạo, làm sao đột nhiên muốn đi qua ngoại, hiện tại không có chiến loạn, làm gì đi qua ngoại, từ yến chu chính là tại quan ngoại bị thương, cố diệu không quá muốn để hắn đi, từ yến chu ánh mắt ôn nhu, hắn nói liền đi đi dạo, có cái gì không đúng lực địa phương lập tức trở về, ngươi đừng lo lắng, cố diệu đạo, vậy ngươi sớm chút trở về, thịnh kinh thành, chu ninh xâm truyền sở hoài vào hỏi lời nói. Hắn đã nghĩ kỹ chỉ hôn ứng cử viên, tỉnh xa hầu đích nữ cố, tuổi mới 17, thiên chi kiêu nữ, xứng được với sở hoài, như không có thánh chỉ tứ hôn, sở hoài nơi nào với cao chết tỉnh xa hầu phủ, nhưng chờ nửa ngày, cũng không thấy người tiến đến, chu Ninh Sâm lại phái người đến hỏi, mới biết sở hoài hôm nay căn bản không có đi bên trên chức, chu Ninh Sâm trong lòng có loại dự cảm bất tường, tìm, trong nhà, thường đi địa phương, nhất thiết phải bắt hắn cho trẫm tìm ra. Sở hoài xưa nay hoặc là nhậm chức, hoặc là về nhà, tiệm cơm tửu lâu đều không đi, căn bản tìm không thấy người, hỏi chỗ cửa thành, thủ thành người nói sở hoài trong đêm ra khỏi thành, đi không sai biệt lắm bảy canh giờ, sở hoài là ngự lâm quân thống lĩnh, phụng hoàng mệnh làm việc, ai dám cản, hắn cưỡi xe ngựa, liền xe bên trong đều không có tra, liền đem người thả ra thành. Chu Ninh xâm khí toàn thân phát trung, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, phế vật, ngự thư phòng quỳ người không dám ngẩng đầu, là bọn hắn sơ sẩy, nhưng Sở Hoài là bên người Hoàng thượng hồng nhân, bọn hắn nào dám hỏi, liền không lên chức, cũng coi là sớm cùng Hoàng thượng nói. Dù sao bị thương, hắn tử cũng không kiên trì nổi, Chu Ninh sâm chấp tay sau lưng chuyển hai vòng, Sở Hoài ra khỏi thành, hắn đi chỗ nào, đi Vân Thành, Chu Ninh sâm cái trán chảy ra mấy giọt mồ hôi, còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, lại có người thông báo, tô thượng thư cùng tỉnh xa hầu không gặp, người không gặp tự nhiên khắp kinh thành tìm thường đi tửu lâu tiệm cơm thậm chí thanh lâu đều tìm qua vô kế khả thi bó tay hết cách mới đến bẩm báo hoàng thượng chu ninh sâm sắc mặt bỗng nhiên trắng hắn hỏi cửa thành thủ tướng sở hoài thế nhưng là một người ra khỏi thành sở thống lĩnh cưỡi xe ngựa ra khỏi thành còn lại vi thần cũng không biết chu ninh sâm thân thể lay động cũng may đỡ lấy ngự án mới đứng vững là sở hoài dẫn bọn hắn đi nhất định là sở hoài, tốt, hắn tốt thần tử, tâm phúc, cướp đại thần trong triều, cố thừa lâm cùng tô uẩn chi. Chu Ninh Sâm nói với mình ngàn vạn không thể hoãn, hắn ổn quyết tâm thần, truyền vô địch hầu tiến đến, vô địch hầu đều là lão tướng, năm nay 40 có 6, sớm mấy năm chinh chiến xa trường lập xuống chiến công, về sau từ Yến Chu Thành Tây Bắc chiến thần, hắn liền giải ngũ về quê, tuyết chỉ, trẫm mệnh ngươi vì uy vũ đại tướng quân, bình phục Tây Bắc, sở hoài cưỡng ép mệnh quan triều đình, giết không tha, từ yến chú ý đồ mưu phản, tội lỗi đáng chém, tỉnh xa hầu cùng tô thượng thư, trẫm cảm niệm bọn hắn vì thiên hạ bách tính làm sự tình, sẽ chiếu cố thật tốt người nhà của bọn hắn, loạn thần tặc tử, người người có thể tru diệt, làm chiêu cáo thiên hạ, thụ bách tính thoá mạ, chu ninh sâm nói xong, cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều, cái này không trách hắn, là từ yến chu ép. Từ Yến Chu Tại đi qua ngoại trên đường, lưu vĩ trạm một mực lải nhảy lẩm bẩm nói không ngừng nam nhân liền phải kiếm tiền nuôi gia đình nữ nhân kiếm tiền như cái gì lời nói ngươi mang một trăm đầu heo trở về xem ai dám xem thường ngươi từ yến chu ngươi ngậm miệng chu tước vệ nhưng nói ít vài ba câu đi lưu vĩ trạm liền không hắn đối đầu về từ yến chu sở hoài mua trăm vàng sự tình canh cánh trong lòng vàng không mang sớm quên đến chân trời tử đi nếu là mua một trăm đầu heo mỗi ngày đều có thế trông thấy trông thấy liền sẽ nghĩ đến a à là phu quân mua cho nàng cố diệu có thế không cao hứng sao hồi này biết mua cái gì đi lưu vĩ trạm cười nói có tiền liền đi la sơn thôn đi cái gì đồ trang sức cửa hàng từ yến chu thầm nghĩ liền không thể muốn hết à trong nhà có heo cố diệu cần chính là dạng này khả năng hợp ý quan ngoại bảo cắt lớn hướng bắc là từng mảng lớn hồ dương rừng còn có liên miên liên miên khóm bụi gai lại đi về phía đông, là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Bây giờ còn chưa đầu xuân, trên mặt đất một mảnh hoang vu, hắn tung người xuống ngựa, phát hiện cành trên có dấu răng, trên đất nhánh cây khô cũng đều bị người nhặt đi. Từ Yến Chu không dám đánh cỏ kinh rắn, để thám tử hướng phía trước dò xét hai dặm đường liền hướng đi trở về. Cái này sự tình không nhất thời vội vã, năm ngày sau đó, từ Yến Chu mang binh vây quét dấu ở chỗ sâu đột quyết, gian nhất có chút sợ hãi. Cái này năm ngày hắn là nhìn tận mắt từ Yến Chu phái binh điều tướng, âm thầm làm bố trí, trước ra ra bọn hắn chỗ, sau đó chậm rãi vây quét đi qua, đột quyết bị tập kích, quân lính tan rã, không hề có lực hoàn thủ. Có điều, những người này chỉ là người bình thường, ở đây chăm ngựa chăn trâu, cho đột quyết hoàng đình cung cấp thịt tươi cùng cao lớn ngựa, lưu vĩ trạm hai mắt tỏa ánh sáng, tổng cộng 63 người, 110 con ngựa, 60 dê đầu đàn. 73 con trâu, Từ Yến Chu nói được, Cố Diệu nhìn thấy những cái này hẳn là sẽ vui vẻ. Trong lều vải có nướng đến một nửa dê bò thịt, lung tung ngổn ngang hạt giống, còn có mấy thùng rượu sữa ngựa. Nơi hẻo lánh bên trong còn có một cái kim hộp, bên trong trân châu cùng bảo thạch. Từ Yến Chu tiềm thức cảm thấy Cố Diệu sẽ thích những cái này, trước kia Từ Ấu Vi cùng Lư thị liền có rất nhiều mang loại này sáng lóng lánh đồ trang sức. Từ Ấu Vi là hắn thân muội muội liền đem nhỏ nhất trân châu cho nàng tốt, từ yến chu, lại tìm kiếm, trong lều vải đáng tiền nhất chính là kim hộp, còn có mấy cái túi lông cừu, từ yến chu không biết có làm được cái gì, chẳng qua vẫn là toàn mang đi, lưu vĩ trạm hướng trong khe hở lục soát, tìm mấy khối bạc vụn, cộng lại có mười mấy lượng, có thế mua mười mấy đầu heo, từ yến chu mắt nhìn lưu vĩ trạm, lưu vĩ trạm đem bạc hướng sau lưng giấu giấu, ngươi sẽ không muốn cái này mười mấy lượng bạc đi, nói xong, đây là mua heo. Lưu Vĩ Trạm tức giận mở miệng, ngươi đều có kim hộp, cũng đừng nghĩ chút tiền lẻ này, mười mấy lượng bạc chỉ có thể mua kim bông tai, từ Yến Chu không nhìn. Lưu Vĩ Trạm tiếp tục nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mua trăm vàng cố diệu cũng không mang, cầm bảo thạch trở về đồng dạng, lớn không được về sau đem hộp tan, muốn cái gì tìm người làm, hắc hắc hắc, có thể nàng trông thấy heo, sao trông thấy kim hộp cao hứng. Từ Yến Chu nói không có khả năng, nàng thích ta tặng đồ vật mặt trời sắp lặn cố Diệu hướng cổng nhìn một cái từ yến chu còn chưa có trở lại mấy ngày nay hắn đi sớm về trễ dẫn một đám người đi qua ngoại giữa trưa đều không trở lại cố Diệu biết từ yến chu tính tình đợi mấy tháng đã sớm đợi ghét hắn mỗi ngày thần nhảy múa kiếm luyện thương lúc trước đi theo hắn kiếm cùng ngân thương một lần nữa đợi cho phủ tướng quân diễn võ trường phủ tướng quân bên ngoài nhớ tới tiếng vó ngựa phía sau thanh âm kêu loạn cố diệu đem cái nồi buông xuống, đi ra cửa nhìn, phủ tướng quân tại là một đầu rộng rãi đường cái, hiện tại đầy ấp người, người sau từng đoàn từng đoàn màu trắng be be trực khiếu, lại hướng nhìn từ xa, là màu vàng trâu cùng nhan sắc khác nhau ngựa, màu đen, màu trắng, đỏ thẩm sắc, cố diệu trong đám người một chút tìm đến từ Yến Chu, nàng hé miệng. Làm sao nhiều như vậy? Có người có dê có ngựa, từ Yến Chu chính là mang về cho cố diệu nhìn một chút, phủ tướng quân không bỏ xuống được. Hắn nói đem bọn hắn đưa đến ngoài thành, đi theo một khối xới đất, dê bò đều thu xếp tốt, ngựa đưa đến quân doanh. Từ Yến Chu đối cố diệu đạo, ta trở về cùng ngươi giải thích, cố diệu cũng muốn trở về lại tính sổ sách, nàng vào xem lấy từ Yến Chu, căn bản không có chú ý tới lưu vĩ trạm mấy người vụn trộn ôm lấy bé heo vào phủ, còn bỏ vào chuồng heo ý đồ lừa dối qua ải. Từ Yến Chu một năm một mười nói, lại đem kim hộp lấy ra, Đưa cho ngươi, cho hết ngươi, trong nhà đồ vật luôn luôn giao cho Cố Diệu, Từ Yến Chu hỏi, có phải là so từ ấu vi đưa cho ngươi hơn 300 cái tiền đồng đẹp mắt, kim hộp vừa mở ra, bên trong chiếu lấp lánh, từng viên lớn trân châu, còn có sáng tỏ sáng long lanh bảo thạch, đỏ lục lam, Cố Diệu mắt đều trừng lớn. Từ Yến Chu, thật nhiều nha, Từ Yến Chu nói ngươi thích liền tốt, Cố Diệu mặc dù không có nói, nhưng khẳng định là ưa thích cực thật muốn để từ ấu vi nhìn xem, từ yến chu, ngươi đem nhỏ nhất cái kia trân châu cho từ ấu vi đi, cố diệu, như vậy sao được, nếu là làm đồ trang sức khẳng định đều có, mang về nhiều đồ như vậy. Cố diệu lời nói xoay chuyển, ngươi hẳn là sớm nói với ta rõ ràng, bạch để nàng lo lắng lâu như vậy, từ yến chu nói lỗi của ta, lần sau nhất định cái gì đều cùng ngươi nói, cái gì tất cả nghe theo ngươi từ yến chu chỉ là không xác định có thể hay không bắt đến người sợ cố diệu thất vọng lời nói thật là dễ nghe bảo thạch thật là dễ nhìn ai còn ngại nhiều tiền cố diệu đem một hộp bảo thạch thất kỹ chờ có thời gian cho người trong nhà đánh đồ trang sức đi cố diệu đem kim hộp bỏ vào giường trong tủ giường tủ mặc dù không dễ nhìn nhưng bên trong đồ vật đều là đáng tiền có dê có trâu còn có mấy túi lông cừu lông cừu rửa sạch sẽ có thể tơ lụa thành tuyến dệt thảm lông cừu, đều là đồ tốt, còn có thể uống sữa tươi. Cố Diệu nhìn xem từ Yến Chu, trong mắt đều mang ánh sáng, nàng hỏi, ngươi ban đêm muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Từ Yến Chu nói ta ăn cái gì đều được, chỉ cần đừng để hắn ăn từ ấu vi làm là được, ăn xong cơm tối, trời đã đen, người một nhà rửa mặt nghỉ ngơi, ngày kế tiếp, cố dịu dậy thật sớm, tinh thần sảng khoái, nàng đi chuẩn bị điểm tâm, từ ấu vi cùng lưu thị thì là đi cửa ngõ ra quầy bán bánh rán, nhiều người chính là tốt, có người làm đậu hũ, có người phát rau giá, còn có người cho heo ăn cho gà ăn nhặt trứng, cố diệu liền phụ trách nấu cơm, nhàn rỗi thời điểm liền bốn phía nhìn xem, cố diệu chuyển tới lồng gà, bên trong sạch sẽ, cổ gà bên trong trứng cũng bị nhặt sạch sẽ, cố diệu lại đi chuồng heo, lưu vĩ trạm chịu khó, còn có gian nhất bọn hắn hỗ trợ, chuồng heo đều không có gì hương vị bé heo nuôi mập một điểm, ở bên trong vô cùng cao hứng ủi ăn. Cố diệu có chút vui mừng, lưu vĩ trạm vẫn là đáng tin cậy, đem heo nuôi nhiều tốt. Thế nhưng là, nhìn một chút nàng liền cảm giác ra không đối tới, heo con số lượng không đúng. Nàng tổng cộng mua 10 con heo, trong chuồng heo rõ ràng không chỉ 10 con, cố diệu đếm, 20 con. Ở đâu ra, lưu vĩ trạm không tại, cố diệu liền hỏi giang thập tam, giang thập tam gãi đầu một cái, Khô Cần nói có lẽ là bọn chúng sinh. A, à, Cố Diệu, ai mua về? Giang thập Tam tại Cố Diệu nơi này, đỉnh không được một cái chớp mắt, Lưu Tướng Quân. Lưu Vĩ trạm trốn ở sau cây, hắn nhô ra cái đầu, phẫn nộ quát, Giang thập Tam, Giang thập Tam chính là hắn mua, cố gắng ghét cho ta, để ta vụng trộm ôm trở về đến, biết đến là mua, không biết còn tưởng rằng ta lén lén lúc lúc trộm heo đâu. Cố Diệu hỏi, tiền chỗ nào đến? Lưu Vĩ Trạm cúi đầu, tại quan ngoại lục soát, tổng cộng liền mười mấy lượng, toàn mua heo, một đồng tiền đều không thừa. Cố Diệu chậm rãi thở ra một hơi, Lưu Vĩ Trạm chính là cái gì không nhiều nuôi mấy cái heo, heo con một hai hai tiền bạc tử, một con heo mập có thể bán bốn lượng bạc hơn, nuôi một con lợn liền có thể kiếm hai lượng nhiều, nhưng là heo muốn uy, ai cũng muốn kiếm tiền. Thế nhưng là người bình thường nơi nào có nhiều lương thực đi đút heo, làm đậu hũ có bả đậu, miễn cưỡng đủ 10 con heo ăn vào mùa xuân, kết quả lại tới 10 con. Cố diệu đạo, ngươi lấy cái gì cho heo ăn, bây giờ còn có thể làm đậu phụ đông, chờ trời nóng, liền không làm nhiều như vậy đậu hũ, heo càng lớn, ăn thì càng nhiều. Lưu vĩ trạm, ta ăn ít một chút, cho thêm heo ăn chút. Lưu vĩ trạm bản ý là nhiều nuôi mấy cái, cho trong quân doanh huynh đệ ăn, hắn ăn ít cơm là được. Cố diệu đạo, vậy ngươi vẫn là giống như trước kia mỗi bữa một bát cơm nhiều không có lưu vĩ trạm coi là vì heo con nhóm hắn có thể ăn ít uống ít thậm chí ăn heo ăn ăn bả đậu đều được là hắn đánh giá cao chính mình hầm xương sườn hắn chỉ có thể ăn một bát cơm người khác có thể ăn hai bát ba bát mì sợi người khác là chén lớn hắn là chén nhỏ lưu vĩ trạm đi tìm cố diệu, heo không muốn bán đi đi gian nhất tiền đồ lưu vĩ trạm thật không muốn một hồi ta liền cho đưa trở về, bán đi heo chỗ nào còn có trả hàng đạo lý, cố diệu đạo, nuôi đi, thực sự không được mua chút mạch phu khang cho bọn hắn ăn, về phần dùng khác cho heo ăn, cố diệu vẫn không nở, chờ mùa xuân ngay tại trên núi đánh heo cỏ, hòa với bả đậu, cũng có thế cho ăn mập mạp, cố diệu đạo, nhưng là không thể lại mua, khẳng định không mua, đánh chết ta cũng không mua. Lưu Vĩ Trạm thử thăm dò nói vậy ta có thế ăn yên tâm ăn cơm sao, lại không kém kia một bát cơm, cố dịu, có thế, thơm ngào ngạt mì sợi, mặt trên còn có thịt kho thêm thức ăn, nước canh đều là ngon miệng, chỉ ăn một chén nhỏ quá thua thiệt, từ ấu vi uống một ngụm canh, sau đó gục đầu xuống, sở hoài cũng không có tin tức, cũng không biết hắn hiện tại người ở nơi nào, sở hoài tới qua Vân Thành hai lần, đã là xe nhẹ đường quen, hắn đã đến Túc Châu, Thúc Châu Phong Thành, muốn ra ngoài, trước tiên cần phải đem cửa thành mở ra, chậm trễ không được. Cố Thừa Lâm cùng Tô Uẩn Chi sóc nảy một đường, cũng không biết thân ở nơi nào, toàn thân đau nhức không nói, tay chân còn bị cột, động một cái đều tốn sức. Lúc đầu bọn hắn còn có thể giải dụa mấy lần, ngóng trông có người tới cứu bọn hắn, khả thi ở giữa càng dài, hy vọng liền càng xa vời. Hiện tại đem khăn vải lôi ra ngoài, bọn hắn đều không còn khí lực mắng ăn cơm xong, sở hoài lại đem hai người miệng trắng, cố thừa lâm trừng mắt, sở hoài nói tỉnh chút khí lực, về sau có cơ hội nói chuyện, muốn ra khỏi thành, còn phải nghĩ cách, sở hoài đem hai người giấu kỹ, túc châu hộ vệ sâm nghiêm, chu ninh sâm đoán chừng sớm biết hắn chạy, nếu ngươi không đi liền thật không kịp, túc châu thành thủ phủ, phúc lộc cho hoàn thành viết phong thư, dạng này tin một ngày muốn viết mười mấy phong, tin viết xong, phúc lộc đem chữ mực hông khô, sau đó cất vào trong phong thư, hắn từ trên ghế đứng lên, đột nhiên, cổ mắt lạnh, phúc lộc cúi đầu xuống, trên cổ nằm ngang trắng sáng mũi nhọn, lại sau này nhìn, là sở hoài, sở thống lĩnh, sở hoài, mở cửa thành, phúc lộc cứng đờ cười cười, sở thống lĩnh, cửa thành không mở ra được, sở hoài không nói chuyện, kiếm trong tay hướng phía trước tiến một tấc, trong chốc lát, liền có máu chảy ra, phúc lộc dọa đến hồn phi phách tán, sở hoài thật sẽ giết hắn. Nhưng đem Sở Hoài thả đi, hoàng thượng cũng sẽ giết hắn. Phúc Lộc ổn định tâm thần, "Sở thống lĩnh, ngươi trước tiên đem kiếm buông xuống, có chuyện thật tốt nói." Sở Hoài vẫn là câu nói kia, mở cửa thành. Phúc Lộc không dám vọng động, vết thương trên cổ nhói nhói, lại sâu một điểm hắn liền sẽ mất mạng. "Sở thống lĩnh, ta mặc dù không biết ngươi vì cái gì ở chỗ này, nhưng lúc này ngươi hẳn là tại thịnh kinh đi, ngươi tự mình ra kinh, đã phạm đại tội, quay đầu là bờ." sở hoài không kiên nhẫn nói nói thêm nửa một câu giết ngươi cửa thành mở rộng phúc lộc ngồi ở trên xe ngựa sau thắt lưng là sở hoài kiếm hắn nói cửa thành đã mở ngươi có thể thả người đi sở hoài thanh kiếm thu hồi một cái chính tay đâm đem phúc lộc đánh cho bất tỉnh ném vào trong xe ngựa tuấn mã lao vùng vụt qua hơn nửa canh giờ cuối cùng đã tới vân thành thành dưới chân sở hoài xuống xe ngựa thủ thành có chu tước vệ gian tam trợn mắt khóc mồm sở hoài sở hoài gật gật đầu là ta giang tam đương nhiên biết là hắn hắn lại không mù nhưng sở hoài vì cái gì ở đây hắn không nên tại thịnh kinh sao vô luận như thế nào sở hoài cũng không nên tại xuất hiện tại vân thành giang tam chú ý tới hắn sở hoài sau lưng xe ngựa hắn hơi lui về sau một bước hỏi trên xe ngựa là ai sở hoài không thể trả lời hắn đi phủ tướng quân chờ từ yến chu bọn họ chạy tới về sau đưa xe ngựa bên trong người ném trên mặt đất cố thừa lâm cùng tô uẩn chi tóc cũng loạn, quần áo cũng bẩn, mà phúc lộc trên thân còn có vết máu, cố gia làm mới ra hoán thân tiết mục, chắc hẳn đã sớm biết cái gì, từ Yến Chu nói đa tạ, sở hoài là tiện tay mà làm, cố thừa lâm cùng tô uẩn chi không biết, phúc lộc cũng nên biết, sở hoài nói không cần, biết sở hoài trở về, từ ấu vi lập tức từ trong nhà ra ngoài, xa xa nhìn sang, sở hoài gầy. Sở hoài có rất nhiều lời muốn cùng từ ấu vi nói, hắn trở về không có nhìn khác cô nương liếc mắt đều không có lời nói đều trong đầu đến bên miệng chỉ còn lại một câu ta trở về sở hoài ở trong lòng oán trách mình ăn nói vụng về nói không nên lời hống người cao hứng lời nói thật tình không biết từ ấu vi nhìn thấy hắn đã thật cao hứng từ ấu vi nói cho ngươi thu thập phòng ta mang ngươi tới một đường phong trần nên rửa mặt một phen phòng tại người từ gia ở trong viện cũng không lớn nhưng quét dọn rất sạch sẽ. Từ ấu vi nói ta đi nấu nước nóng, sở hoài gật đầu một cái, sau đó nói, đầu tiên chờ chút đã, ta. Hoàng thượng phải vì ta tứ hôn, ta không muốn, liền chạy trở về. Sở hoài đang khi nói chuyện, cũng không dám nhìn từ ấu vi mắt, từ ấu vi nói như vậy sao được, ngươi rõ ràng có lưỡng tình tương duyệt người, hắn làm sao có thể cho ngươi tứ hôn, chương 47, không xứng, từ ấu vi nói xong, âm thầm xấu hổ, nói cái gì lưỡng tình tương duyệt, nàng thích sở hoài, nhưng sở hoài chưa hề cho thấy đa nghi ý, nàng đến cũng không phải không được, lưỡng tình tương duyệt, sở hoài định tại nguyên chỗ, trong lòng mặt niệm bốn chữ này, bọn hắn là lưỡng tình tương duyệt, trên đường đi cũng không dễ đi, mang theo hai người, không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện, trời lạnh. Hắn phía sau lưng tổn thương một mực không có tốt, một mực đang đau, nhưng nghe từ ấu vi nói như vậy, sở hoài cảm thấy dọc theo con đường này trải qua khổ sở đều đáng giá sở hoài hốc mắt có chút nóng hắn mấy lần mở miệng cũng không nói ra lời tới sở hoài thanh âm làm câm đúng ta có tâm duyệt người hoàng thượng muốn cho ta chỉ hôn ta liền suốt đêm ra kinh sở hoài trước khi đi ngươi đã nói không thể nhìn khác cô nương ta liếc mắt đều không nhìn liền cố thừa lâm cùng tô uẩn chi ta cũng không nhìn từ ấu vi nói thật sao sở hoài gật gật đầu thật hắn có tâm duyệt người tự nhiên sẽ không nhìn người khác chính là không nhìn hắn cũng biết không ai so ra mà vượt từ ấu vi từ ấu vi cong môi cười yếu ớt kia còn tạm được tốt ngươi nhanh rửa mặt một chút có việc gọi ta ta ở ngoài cửa trông coi lại không tẩy nước đều nhanh lạnh sở hoài không cần trông coi ta không có gì chuyện khẩn yếu từ ấu vi nói vậy ta ở ngoài cửa ngươi sẽ an tâm chút sao? Sẽ vui vẻ điểm sao? Khi là tự nhiên, nghĩ đến từ ấu vi sở hoài liền rất vui vẻ, sở hoài yên lặng không nói lời nào, từ ấu vi nói kia chẳng phải được, ta đi ra ngoài trước, cửa mở ra lại bị khẽ che bên trên, ánh sáng nhạt từ giấy dán cửa sổ xuyên thấu vào, từ ấu vi cái bóng nho nhỏ, ngay tại ngoài cửa cách đó không xa, sở hoài mím môi cười cười, nhìn qua phòng liền bắt đầu cởi ít áo, áo ngoài, quần áo trong, sở hoài trong đầu tất cả đều là từ ấu vi, cởi ít áo thời điểm không có để ý, kéo một cái, phía sau lưng cùng đau nhức, sở hoài cái trán thấm một tầng mồ hôi ra tới, quần áo trong bên trên dính lấy vết máu, có đỏ tươi, có đã khô cạn, sở hoài đem quần áo cho đốt, sau đó mới tắm rửa, chờ tẩy xong, sở hoài về sau lưng bôi thuốc, lại đem quần áo đốt cho rót vào trong thùng tắm. Ngoài cửa từ ấu vi có chút sốt ruột, sở hoài, ngươi tốt sao? Sở hoài luống cuốn tay chân thu thập, tốt, hắn đem cửa mở ra, đều tốt, từ ấu vi nói vậy ngươi nghỉ một lát, ta đi cấp ngươi cầm cơm, còn có canh đáy mì sợi, nàng cho sở hoài nấu một tô mì, một khắc đồng hồ về sau, từ ấu vi bưng mặt tiến đến, chị dâu làm thêm thức ăn, ta nấu, ăn thật ngon, sở hoài ngồi tại bên cạnh bàn, ừm, khẳng định ăn ngon, từ ấu vi đi tại sở hoài đằng sau, sở hoài lúc đến mặc màu mực quần áo, tắm rửa xong đổi một thân, là màu xanh nhạt, từ ấu vi trông thấy sở hoài phía sau lưng yên ra hai bôi màu đỏ, trải qua nhiều như vậy, từ ấu vi còn cần đau đâm qua người, nàng nơi nào không nhận ra đây là máu, sở hoài không biết từ ấu vi làm sao vậy, làm sao đột nhiên sửng sốt, sở hoài nói ấu vi, từ ấu vi đem mặt buông xuống, nàng hỏi. Ngươi thụ thương rồi. Hoàng thượng phạt ngươi rồi sở hoài vô ý thức hướng sau lưng nhìn hắn nói một chút vết thương nhỏ người tập võ chỗ nào có thế không nhận bị thương ngươi đừng lo lắng chịu roi mà thôi roi chấm nước muối không dễ dàng tốt nhưng tổn thương thật không nặng so với từ yến chu nhận qua tổn thương không tính là gì từ ấu vi nói chính ngươi không yên lòng bên trên ngươi chờ ta để trong lòng sở hoài ngươi liền nói một tiếng để ta hỗ trợ bôi chút thuốc làm sao sở hoài nháy mắt mấy cái cái này không tốt làm sao có thể như vậy sao được nhưng là sở hoài nghĩ sở hoài nói kia ấu vi ngươi giúp ta bôi chút thuốc sở hoài phía sau lưng vết thương giao thoa bôi kim sang dược máu cuối cùng ngừng lại thế nhưng là mặt cũng lạnh cũng đóng từ ấu vi nghĩ lại đi nấu một bát sở hoài nói ta liền ăn chén này lại nấu đều không phải chén này từ ấu vi ngồi tại sở hoài bên cạnh vậy ngươi từ từ ăn không đủ ta lại đi nấu, to bằng cái bát, mặt cũng nhiều, thả thời gian dài, đến đằng sau càng ăn càng nhiều, sở hoài đem mì ăn xong, cũng no bụng, hắn nói ăn thật ngon, từ ấu vi nói chị dâu ta sống mặt nấu thêm thức ăn, đương nhiên ăn ngon, chờ sáng mai ngươi liền biết, còn có càng ăn ngon hơn, hai người cách gần đó, gan tất ở giữa, sở hoài ngay tại trước mắt nàng, mi mắt rất dài, từ ấu vi quay đầu ra, nàng đứng lên, muốn đem bác mang sang đi, thế nhưng là ngồi thời gian dài, chân đều tê dại, vừa đứng lên liền phải té xuống, về sau quảng kia muốn ngã xuống đất, từ ấu vi thẳng tắp hướng sở hoài trong ngực nhào, trong chớp mắt, từ ấu vi thân đến sở hoài mặt, nếu như sở hoài quay đầu, hai người môi liền có thể đối đầu, nhưng là sở hoài một cử động nhỏ cũng không dám, từ ấu vi viện sở hoài cánh tay đứng vững, sau đó cúi người thân sở hoài bờ môi một chút, vừa chạm liền tách ra từ ấu vi nói ngươi nghỉ ngơi đi từ ấu vi bưng bát chạy chậm ra ngoài nàng tâm trực nhảy trên mặt cũng nóng đến thật nhiều nàng lá gan thật sự là quá lớn hô từ ấu vi trống đi một cái tay phẩy phẩy gió chờ mặt chẳng phải nóng mới đi phòng bếp phòng bếp không ai cố dịu đi địa lao từ lúc chu tước vệ sau khi rời khỏi đây địa lao liền yên tĩnh rất nhiều lúc trước bắt năm người mỗi ngày an phận phát rau giá mỗi ngày đều có thế ăn vào thịt nhưng cố thừa lâm tô uẩn chi phúc lộc ba người, ném vào địa lao về sau một người dội một bầu nước lạnh, mới đầu tháng hai nước, lạnh buốt thấu xương, ba người một chút liền bừng tỉnh, cố thừa lâm tô uẩn chi lúc đầu đã ngất đi, kết quả một bầu nước lạnh, người đông run rẩy, run rẩy mấy lần, ba người bắt đầu nhìn mình người ở chỗ nào, bọn hắn nhận biết sở hoài, càng nhận biết từ yến chu, cố thừa lâm hai mắt trừng lớn, từ yến chu. Cố Diệu, Lưu Vĩ Trạm. Các ngươi, nơi này là Vân Thành, Tô Uẩn Chi bờ môi rung lên, sắc mặt trắng bệt, ngược lại là Phúc Lộc, so hai người này trấn định được nhiều. Phúc Lộc đem trên mặt nước xoa xoa, quát lên, loạn thần tặc tử, cố diệu không nói gì, trực tiếp đem trong thùng nước toàn dội đi qua, Phúc Lộc sặc ho hai tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý, loạn thần tặc tử. Chính là giết ta cũng thế. Phúc Lộc thở hai cái nói các ngươi cưỡng ép mệnh quan triều đình, ý đồ mưu phản, danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu muốn mạng sống, lập tức thả chúng ta, hướng hoàng thượng thỉnh tội, hoàng thượng nhân tâm, có thể sẽ làm các ngươi một con đường sống. Phúc Lộc một bên nói, thân thể một bên rung, rung lợi hại, một mặt là lạnh, một mặt khác là sợ, hắn sợ từ yến chu giết hắn. Cố thừa lâm tô uẩn chi lớn tuổi, năm nay đều nhanh 60 tuổi, sóc nảy một đường trừ ăn cơm ra thời điểm tay là buông ra, còn lại thời điểm đều là cột, mà lại càng dãy dụa, buộc liền càng chặt, có đôi khi trên tay đều siết ra một đầu thanh ngấn. Cố thừa lâm cùng tô uẩn chi tiết mệnh, cố thừa lâm nói từ Yến Chu, ta biết ngươi bị lưu vong không có cam lòng, nhưng cái này không liên quan gì đến chúng ta, ngươi thả chúng ta. Từ Yến Chu nhìn cố thừa lâm ánh mắt nhất là băng lãnh, hắn nói thật không quan hệ à từ gia xảy ra chuyện coi là thật cùng các ngươi không hề có một chút quan hệ à từ yến chu không hiểu nhìn xem cố thừa lâm nếu như thật không quan hệ vậy tại sao đại hôn ngày đó gã tiếng từ gia chính là cố diệu mà hôn thư bên trên người là cố cố thừa lâm bị hỏi khó hắn cũng không nói chuyện nhưng đáp khi đó hôn kỳ sắp tới liền kém hơn nửa tháng nữ nhi của hắn trong nhà theo áo cưới toàn phủ thượng hạ đều tại chuẩn bị cố hôn sự đồ cưới Người săn sóc nàng dâu, chảy đầu ma ma, Cố Thừa Lâm hài lòng từ yến chu cái này con rể, lại ưu thích cố cái này đích nữ, cho nên đồ cưới so khác nữ nhi nhiều năm thành. Cố Thừa Lâm là ngóng trong hai người cưới xong cùng hòa thuận, cầm sắc Hòa Minh. Đây chính là Từ Yến Chu a, tuổi quá trẻ đại tướng quân, che chở Tây Bắc, về sau tiền đồ vô lượng, chưa chừng ngày sau phong hầu phong vương. Thế nhưng là, hoàng thượng bí mật triệu hắn tiến cung, nói Từ Yến Chu có dị tâm hoàng thượng xem ở hắn mấy năm này cẩn trọng phân thượng, để hắn hủy việc hôn sự này, để tránh nữ nhi của hắn ngã vào bể khổ, cố thừa lâm làm như thế nào ứng, vụ hôn nhân này đã sớm định ra, rất nhiều bách tính đều biết, hắn đột nhiên hối hôn, bách tính thấy thế nào tỉnh xa hầu phủ, cho nên cố thừa lâm liền nghĩ cái thay cưới biện pháp, hắn không chỉ cố cái này một đứa con gái, chỉ cần gả nữ nhi đi qua, còn lại sự tình liền không về hắn quản dù là từ gia phát hiện không đúng cũng vô kế khả thi bó tay hết cách lúc kia bọn hắn đoán chừng đã bị lưu vong khi nửa tháng cố thừa lâm biết rất nhiều thứ bao quát từ yến chu làm sao sinh ra dị tâm làm sao đến trễ quân tình làm sao bị đột quyết vây công ngực bả vai cắt bên trong một tiễn sinh tử một đường hoàng thượng coi là từ yến chu sẽ chết đáng tiếc từ yến chu mạng lớn người bị mang về kinh thành ngoài cửa một đám lão thần quỳ hai canh giờ trong môn, Chu Ninh Sâm liên tục xác nhận từ Yến Chu chỉ còn một hơi, căn bản sống không được bao lâu, lúc này mới hạ lệnh lưu vong, nhưng Cố Thừa Lâm không nghĩ tới, từ Yến Chu còn sống, không chỉ có còn sống, còn sống thật tốt, Cố Thừa Lâm. Từ Yến Chu, Nhi thân nhiễm bệnh nặng, cho nên mới để Diệu Nhi gả cho ngươi, cái này mọi chuyện ra có nguyên nhân, tính không được cái gì, ta cũng may mắn, Nhi không có gả cho ngươi, không phải phải thụ bao nhiêu khổ nguyên thân không biết hồn về nơi nào, cố diệu không phải nữ nhi ruột thịt của hắn, coi như không phải, cũng bị cố thừa lâm lời nói này làm không chỗ thích ứng, cố là nữ nhi của hắn, nguyên thân cũng không phải là sao. Hắn sợ cố chịu khổ, khi nguyên thân đâu, khóa thành cung, trung nguyên thân bị người khi nhục chết thảm, cố thừa lâm cái này cha ruột căn bản cũng không biết, tỉnh xa hầu phủ cuối cùng là cái gì kết cục, trong sách cũng không có đề cập qua, có lẽ là thăng quan tiến tước có thụ ân sủng, từ yến chu cao mày, ngươi nói vẫn là tiếng người sao, cố thừa lâm trong lòng cảm thấy kinh ngạc, hắn nói làm sao cũng không phải là tiếng người, một cái thứ nữ, hắn thân cận không dậy, còn muốn việc khắc sự tình cho nàng suy xét dự định sao, cố thừa lâm nói các ngươi hiện tại không phải cũng qua thật tốt sao, nói đến bản quan vẫn là nhạc phụ của ngươi, ngươi chính là như thế, một tiếng lệ gào thét, từ yến chu trong tay đao rời khỏi tay, thẳng tắp cắm ở cố thừa lâm đầu vai, cố thừa lâm gần như đau hôn mê bất tỉnh, từ yến chu khí nói không ra lời, cố diệu nắm chặt hắn tay, nói nhạc phụ. Ngươi xem một chút ngươi xứng sao, ngươi nơi nào có mặt làm người nhạc phụ. Cố diệu đạo, ngày đại hôn bị lưu vong, là mẹ ta đút cho ta 50 lượng bạc, ngươi đây, ngươi làm cái gì, cố thừa lâm nhịn đau nói nếu như, không phải ta ngươi sẽ đến từ gia ngươi một cái thứ nữ cũng có thế đến từ gia, nhiều lời vô ích, có chút sự tình cũng không phải muốn để bọn hắn chính miệng nói ra, cố diệu đạo, ba người tách ra quan, trực tiếp dùng hình, phúc lộc xương cốt cấp cứng rắn, dù là dùng hình, một chữ đều không nói, cố thừa lâm bả vai có tổn thương, không có chịu mấy lần liền ngất đi, tô ẩn chi là quan văn, tay không thể nâng vai không thể gánh, nhìn xem nóng đỏ bừng bàn ủi nghẹn ngào kêu to, ta nói ta nói. Tô Uẩn Chi biết đến không nhiều, thật không nhiều, hắn chỉ biết từ Yến Chu Binh bại có hoàng thượng thiết kế. Cô Uẩn Chi nói cái khác liền thật không biết, ta thề với trời, thật không biết, nếu như có dấu giếm, trời đánh ngủ lôi, vậy còn muốn hỏi Cố Thừa Lâm cùng Phúc Lộc. Hai người không nói, hiện tại cũng không có gì biện pháp, trong địa lao có mùi máu tươi, từ Yến Chu nói về trước đi. Lưu Vĩ Trạm cùng Chu Tước Vệ cũng bị Phúc Lộc mắng, cái này hoạn quan mắng chửi người ngược lại là rất ác độc, thụ hình một câu không lên tiếng, xương cốt cứng như vậy, sở hoài bắt cốc hắn thời điểm làm sao không thể sống chết không từ, làm sao liền mở cửa thành, phúc lộc chính là chắc chắn bọn hắn sẽ không giết hắn, chỉ cần bất tử, thụ chút gia nhục chi khổ tính là cái gì, lưu vĩ trạm chật chật miệng, quay đầu đối gian nhất bọn họ nói, các ngươi nhìn xem, đối các ngươi tốt bao nhiêu, hắn còn bị bắn qua hai mũi tên đâu bả vai một tiễn cánh tay một tiễn không biết ngậm bao nhiêu đắng đi bao nhiêu đường nghiêng mới chịu mệt nhọc mài mài nhìn vườn rau chu tước vệ mệnh tốt bao nhiêu a à, đều không có chảy qua máu so với trúng tên chịu hai lần dự định cái gì gian nhất nói tại sao phải so tài cái này đúng đấy sao cái này làm gì không so với ai khác ăn được nhiều vẫn còn so sánh ai bị đánh nhiều gian tam mặt đen lại nói ăn được nhiều liền có thể so các ngươi có chút tiền đồ được không? Mất mặt xấu hổ, Giang Nhất thở dài, chuyện cho tới bây giờ, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Cô Uẩn Chi nói là thật, Hoàng thượng thật thiết kế mưu hại thần tử, có cái này sự tình làm đầu, để bọn hắn bí mật tìm kiếm từ ấu vi, liền lộ ra. Giang Nhất không biết nói thế nào, bọn hắn là chu tước vệ, bảo hộ Hoàng thượng an toàn, lẽ ra hướng về Hoàng thượng, thế nhưng là, có câu nói nói thế nào, ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, bọn hắn đều đã ăn bao nhiêu bữa cơm, lại đếm kỹ đã ăn bao nhiêu cái trứng gà, đã ăn bao nhiêu cân thịt heo. Giang nhất chỉ cảm thấy đau đầu, bụng còn có chút đói, Giang thất nói cái này có mất mặt gì, chuyện cũ kể thật tốt, có thế ăn là phúc, ta phúc khí lớn, làm việc còn nhiều, là có thể nhất làm trang giá bả thức, coi như về sau xảy ra chuyện gì, cũng là lấy trước hắn huynh đệ khai đao. Chu tước vệ nhóm hoàn toàn chính xác nghĩ mà sợ, nếu như bọn hắn làm thương thiên hại lý sự tình dù là một điểm có phải là liền rất cố thừa lâm bọn hắn đồng dạng có ít người thật sự là liền sống cũng không xứng làm chỉ xứng ăn bánh bao đen bánh bao đen chỉ cấp ăn nửa cái cộng thêm một bát nước lạnh khác liền không có trên đường đi sở hoài cho bọn hắn ăn bánh nướng lương khô nhưng tối thiểu có thế ăn xuống dưới bánh bao đen chỉ có nửa cái thả làm một chút ba ba cô vẫn chi nói có nửa cái bánh bao một bát đồ ăn khác liền không có cố thừa lâm vết thương cũng đau ăn bánh bao cũng họng nghẹn còn đau hắn gọi tới ngục tốt ta không ăn cái này ngục tốt thăm dò qua tay đem bánh bao đoạt lại ngươi thích ăn không ăn lúc này liền cái bánh bao đều không có cố thừa lâm chưa từng nhận qua loại khuất nhục này liền cái ngục tốt cũng dám cho hắn nhăn mặt hắn cả giận nói hô từ yến chu tiến đến không hô lý thị tiến đến lý thị là hắn thiếp thất cũng không biết là dạy thế nào nuôi con gái liền hắn người phụ thân này đều không nhận ngục tốt phi cố thừa lâm ngươi ngục tốt a à, tướng quân nói ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt lúc nào gặp lại hắn cố thừa lâm vết thương đau lợi hại từ yến chu chỉ cấp hắn một quyển băng gạt liền thuốc đều không cho hiện tại máu miễn cưỡng ngừng lại phúc lộc bị thương càng nặng roi tổn thương còn có bàn ủi nóng vết thương chồng chất hắn đem bánh bao đen cho hết ăn lại uống non nửa chén nước. Phúc Lộc không biết cố thừa lâm tô uẩn chi nhốt tại chỗ nào, cũng không biết bọn hắn đều nói cái gì, không thể nói, cái gì cũng không thể nói, không nói, ngược lại còn có một chút hy vọng sống. Phúc Lộc bị đánh da tróc thịt bông đều không mở miệng, không có biện pháp khác, sở hoài trốn đi, Chu Ninh Sâm sớm phải biết, một đường không có người đuổi kịp sở hoài đã là vạn hạnh, cố diệu không dám chờ đợi khác chu ninh xâm đoán chừng hiện tại hận không thể chơi chết bọn hắn một nhà người hắn sẽ hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ nói từ gia ý đồ mưu phản tội lỗi đáng chém cố diệu đạo cũng không phải nhất định phải đem cái gì đều hỏi ra chỉ cần có một người nói là được những người khác ấn lên thủ ấn liền có thể làm chứng từ yến chu nói ừng nếu vẫn không nói vậy liền theo phương pháp của ngươi tới từ yến chu hé miệng chậm rãi thở ra một hơi hắn hận cố thừa lâm hận không thể lăn trì hắn, thế nhưng là nếu không có cố thừa lâm, hắn căn bản sẽ không gặp phải cố diệu, cố thừa lâm vậy mà nói bọn hắn qua không phải cũng thật tốt sao, hắn nói thế nào ra loại lời này, dọc theo con đường này có bao nhiêu khổ, cố diệu kém chút bị lý thành lượng khi nhục, cố diệu cổng hắn đi trên trấn cầu y, khi đó từ yến chu là thật muốn để cố diệu đi, càng xa càng tốt, đừng để ý tới hắn, thế nhưng là cố diệu đâu. Đến Ngọc Khê Sơn, Cố Diệu đi trên núi ăn cướp hái quả, hồ nước mặn xa như vậy, nàng chạy bao nhiêu cái vừa đi vừa về, nàng đi trên trấn, cho hắn mua thuốc mua nhân sâm, về sau bọn hắn cùng đi, trên đường trở về trên trời hạ mưa to, Cố Diệu cho hắn phòng mưa. Hiện tại thời gian tốt qua, trước kia chịu khổ không coi là sao? Từ Yến Chu hắn sẽ ghi ở trong lòng cả một đời, là Cố Diệu cứu hắn, cứu từ gia. Từ Yến Chu cảm thấy cho Cố Diệu bao nhiêu đều không đủ. Từ Yến Chu nói Cố Thừa Lâm nói ngươi chớ để ở trong lòng, hắn không xứng là người cha, Cố Diệu không có để ở trong lòng, nàng nhiều nhất là vì nguyên thân bên vực kẻ yếu, chân chính bị lạnh chế độ chờ ủy khuất là nguyên thân, Cố Thừa Lâm không xứng là người cha sao, cũng không phải, hắn đối cố rất tốt, mọi chuyện vì cố suy xét, Cố Thừa Lâm chỉ là không có đem nàng để ở trong lòng thôi, Cố Diệu sợ hãi lý thị có cái gì, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã liền không thể để Lý Thị biết chuyện này. Cố diệu đạo, ta không có để trong lòng, hắn cũng không phải phụ thân ta. Từ Yến Chu gật gật đầu, từng. Từ Yến Chu đưa tay đem cố diệu ôm vào trong ngực, A à, diệu, ta sẽ đối ngươi tốt, sẽ đối ngươi một mực tốt, cho nên, không cần người khác, cho ba người ăn cơm, lại tiến hành một vòng thẩm vấn. Cố thừa lâm đã chịu không nổi, hắn ngất đi, liền có nước lạnh cho hắn dội tỉnh, trong nước thả muối, vết thương đâm đau cố thừa lâm hít vào nhiều thở ra ít, hắn thở phì phò. Ta nói, hình gông lui lại, cố thừa lâm co quắp trên mặt đất, hắn đem hắn biết đến một năm một mười toàn nói, có chút thực sự nghĩ không ra, cố thừa lâm biết có hạn, nói lung tung ngổn ngang, từ yến chu một bên nghe một bên nhớ, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, thám tử bên trong có chu ninh sâm người, thám tử đem thư truyền cho thân tín của hắn, sau đó mai phục người, là chu ninh sâm sớm bố trí có đột quyết, có đại sở người, những người kia chết hết, liên tiếp một vạn tướng sĩ, tất cả đều chết tại các vàng, vô tung nhân cứu, từ Yến Chu nắm lấy cố thừa lâm tay, dính lấy máu tươi theo một cái thủ ấn, hắn đi xem phúc lộc, ngắn ngủi một ngày, phúc lộc chật vật rất nhiều, tóc loạn, quần áo bẩn, khóe miệng còn có vết máu, từ Yến Chu nói ta trấn giữ biên cương, chưa hề nghĩ tới mưu phản. Làm gì nghĩ như thế bị ổi chiêu số? Phúc Lộc ngẩng đầu nhìn từ Yến Chu liếc mắt, lại đem cúi đầu, khục. Lôi đình mưa móc, đều là quân ân, từ Yến Chu, túc châu ngoài thành, dán bố cáo, nói từ Yến Chu ý đồ mưu phản, tội lỗi đáng chém, từ Yến Chu ngồi sổng xuống, nói đây chẳng phải là Chu Ninh Sâm cho tới nay chuyện lo lắng nhất sao, chương 48, khởi binh, Phúc Lộc mắt chất phát dạo qua một vòng, thanh âm gấp rút. Ngươi muốn tạo phản. Từ Yến Chu nói ta không chết ở lưu vong trên đường, hắn sớm nên nghĩ đến ngày này, một vạn tướng sĩ chết tại ô nói quan, mà Chu Ninh xâm lại ổn thỏa hoàng vị, gối cao không lo. Bọn hắn chưa hề làm sai qua cái gì, đáng thương vô định hà bên cạnh xương, còn là xuân khuê trong mộng người, bọn hắn không chết ở quân địch đau thương dưới, mà là chết tại lưu sa dưới, phúc lộc cắn môi, đem sông tới bọc máu nuốt xuống, từ yến chu bọn hắn chết đều là bởi vì ngươi không có ngươi bọn hắn sẽ không chết là ngươi hại bọn hắn phúc lộc nghĩ hắn khả năng sống không được bao lâu hắn phải vì hoàng thượng làm chút chuyện hắn muốn dẫn lấy bí mật tới lòng đất dưới từ yến chu mở ra cửa nhà lao bắt lấy phúc lộc tay tại lời chứng bên trên theo một cái thủ ấn phúc lộc hoảng sợ nhìn xem từ yến chu không được ta không nói gì ngươi không thể dạng này từ yến chu nói vậy nhưng từng để ta nói qua cái gì đến trễ quân tình không phải cũng là hắn lời nói của một bên viết lời chứng giấy tổng cộng dài ba thước lời chứng tràn ngập phía dưới cùng nhất là ba cái thủ ấn phúc lộc muốn đem lời chứng đoạt tới hủy đi lại ngay cả đứng lên khí lực đều không có từ yến chu nói ngươi thật tốt còn sống mở mắt nhìn xem ngươi trung tâm giữ gìn hoàng thượng đến cùng có quản hay không ngươi có lẽ còn có biết càng nhiều người nhưng trần hải đã chết rồi tại Ngọc Khê Sơn hành thích năm người cũng chết rồi, đang bị nhốt người dùng qua hình, chỉ nói để bọn hắn làm việc người là người nam tử, cái khác cái gì đều hỏi không ra tới. Từ Yến Chu đối ngục tốt nói nhìn cho thật kỹ, đừng để bọn hắn chết rồi, ra địa lao, đầu mùa xuân gió thổi qua, giữa trưa, ấm áp, thiên không sáng sủa, bồn hoa bên trong không biết lúc nào ủ ra xanh tươi cỏ non, vui vẻ phồn vinh, bố cáo dáng tại cửa thành. Từ Yến Chu đem lời chứng áp vào cách Túc Châu cách đó không xa một gốc cây bên trên. Túc Châu thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, thành bên trong dán bố cáo, trên đó viết Từ Yến Chu ý đồ mưu phản, tội lỗi đáng chém. Không chỉ có như thế, còn viết Từ Yến Chu đủ loại tội ác, hắn đến trễ quân tình, là hoàng thượng mở một mặt lưới, nhưng hắn lại không nghĩ tới ăn năn, bắt cóc mệnh quan triều đình, sớm có mưu phản chi tâm. Bách tính cảm thấy phía trên này chữ nhận biết, hợp lại cùng nhau liền không nhận ra, từ tướng quân làm sao lại tạo phản, nhất định là tính sai, từ tướng quân tại biên quan, không có khả năng bắt cóc mệnh quan triều đình, có ít người thậm chí còn không biết từ gia bị lưu vong ngàn dặm, còn tưởng rằng bọn hắn đại tướng quân tại biên quan trông coi đâu, quan sai quá, nói hô nói vượng nữa đều đem các ngươi giam lại, tránh xa một chút, xem hết liền đi, quan sai ngôn ngữ nghiêm khắc, từ yến chu đã phản, hắn hại chết nhiều như vậy tướng sĩ, bên trong khả năng liền có thân nhân của các ngươi, hoàng thượng nhân tâm, phán hắn lưu vong Tây Bắc. Là hắn không biết hối cải. quan sai tiếp tục nói, mọi người yên tâm, hoàng thượng đã mệnh trấn viễn hầu vì đại tướng quân, tiêu diệt phản loạn, không nhìn liền không nhìn, loại này nói hô nói vượng, một câu nói thật đều không có đồ vật, bọn hắn không có thèm nhìn, bách tính tin tưởng vững chắc từ tướng quân sẽ không tạo phản. Từ tướng quân trong coi đại sở Giang Sơn, làm sao lại phản, chính là tạo phản, cũng là bị buộc, Túc Châu bị phong, hướng Bắc là Vân Thành, đi về phía Nam là Tương Dương, làm sao phong không phải Tương Dương, không biết từ tướng quân lúc nào đánh tới, bọn hắn đem đồ vật thu thập xong, chuẩn tốt gà vịt thịt cá, muốn đánh lên, bọn hắn phải giấu kỹ, không cho từ tướng quân thêm phiền, tuần tra người đem ngoài thành lời chứng bốc đến, nhìn mấy lần về sau cũng không dám lại nhìn, ngựa không dừng vó mang đến thịnh kinh dài ba thước lời chứng, tràn ngập đồ vật, Chu Ninh Sâm đọc nhanh như gió, vài lần liền xem hết, lời chứng phía dưới viết ba cái danh tự, Cố Thừa Lâm, Tô Quẩn Chi, còn có Phúc Lộc, mỗi cái danh tự bên trên đều in thủ ấn, không phải màu đỏ, mà là màu nâu, là máu tươi khô cạn về sau lưu lại nhan sắc, Chu Ninh Sâm cao mày, cảm thấy có chút buồn nôn, buồn nôn qua đi, chính là trong lòng run sợ. Chu Ninh Sâm cấp tốc đem lời chứng hợp lại, hắn hỏi, cái này đều có ai nhìn qua, tính sứ nói đại nhân nói là từ ngoài thành cầm về, không ai nhìn qua, Chu Ninh Sâm biểu lộ không hòa hoãn bao nhiêu, hiện tại không ai nhìn qua không có nghĩa là về sau không có, tờ giấy này không phải chỉ có một tấm, viết bao nhiêu chương đều có thể, từ Yến Chu cũng không phải là cho bách tính nhìn, là cho hắn nhìn. Chu Ninh Sâm cố nén mới không có đem giấy cho xé, từ Yến Chu là đang uy hiếp hắn, cũng dám uy hiếp hắn từ yến chu thật cho là hắn vẫn là tây bắc chiến thần coi như lưu vĩ trạm đi theo từ yến chu vậy hắn chỉ có ba vạn binh mã hai mươi vạn đại quân còn chưa đủ sang bằng vân thành à ba người này quả thực là phế vật chu ninh sâm nói truyền chỉ tỉnh xa hầu gọt nó tước vị biếm thành bình dân tô gia cả đám người biếm thành bình dân nghĩ đến phúc lộc chu ninh sâm lòng dạ ác độc hung ác cố thừa lâm cùng tô uẩn chi tham sống sợ chết liền thôi Phúc Lộc là người đứng bên cạnh hắn, vậy mà phản bội hắn. Hậu tán Phúc Lộc người nhà, Chu Ninh Sâm bên người đã đổi người, Phúc Lộc đi, mới tới tiểu thái giám gọi Nguyên Bảo, người yên tĩnh nghe lời. Nguyên Bảo mắt nhìn xuống đất nói Hoàng thượng, Thái hậu nương nương mời ngài đi từ Ninh cung dùng cơm. Chu Ninh Sâm nói truyền trẫm ý chỉ, thuộc phi tức phong hào, đầy vào lãnh cung. Chu Ninh Sâm đều nhanh quên Tô Ninh tuyết người này, đêm đó về sau, chu ninh sâm liền rốt cuộc chưa thấy qua tô ninh tuyết hắn thấy tô ninh tuyết là hắn phản bội từ ấu vi chứng cứ hắn đời này đều không nghĩ gặp lại nàng chu ninh sâm dừng một chút chỉ cần nàng an phận liền bảo đảm nàng áo cơm không lo vô luận như thế nào thuộc phi đều là nữ nhân của hắn không cần làm như vậy tuyệt chu ninh sâm nói xong liền đi từ ninh cung vàng sông lộng lẫy trong cung điện không có người khác chỉ có thái hậu nương nương cùng mấy cái cung nữ thái hậu nói hoàng thượng đến truyền cơm, chờ đồ ăn dân đủ, Thái hậu để cung nữ Thái giám đều ra ngoài, phòng bên trong chỉ còn mẹ con bọn hắn hai người, Thái hậu hỏi, Hoàng thượng phái người đi dục tú cung, Chu Ninh Sâm gật gật đầu, Tô Gia bị biến thành bình dân, nữ nhi của hắn tự nhiên không xứng là phi, nàng ngay tại lãnh cung qua đi nửa đời người đi, Thái hậu thở dài, không nghĩ tới thục phi cũng là không cố gắng, có điều, kể một ngàn nói một vạn, ra bực này bực mình sự tình, Tất cả đều là bởi vì hoàng thượng làm việc không đủ quả quyết, thôi được. Thái hậu không có gì khẩu vị, ăn hai ngụm sẽ không ăn, hoàng thượng, từ gia sự tình ngươi định làm gì? Chu Ninh Sâm không nói gì, hắn nghĩ xuất binh Tây Bắc, cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, muốn vào Vân Thành, trước phải qua Ngọc Khê Sơn, Ngọc Khê Sơn đầu kia quan lộ chật hẹp, hai bên đường tất cả đều là cây cối bụi gai, đi qua cũng là một cái vấn đề. Chu Ninh Sâm đã nhớ không rõ lúc trước từ Yến Chu là thế nào đánh xuống Vân Thành. Chu Ninh Sâm, lịch triều lịch đại, ý đồ mưu phản người, hạ tràng không một không thảm, ngũ mã phanh thay người có chi, lăng trì xử tử người có chi, chém ngang lưng người có chi, hơn nữa, liên lụy cửu tộc. Thái hậu ấn xuống một cái cái tráng, hoàng thượng, việc này không nên quá kích, theo ai gia ý tứ, cho từ gia sửa lại án xử sai, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Tại thái hậu xem ra, đây là không thể ổn thỏa hơn biện pháp trước tiên đem từ yến chu ổn định sau đó về sau tìm cớ xử tử hắn sau cái gì phái binh ổn dựa vào hơn nhiều từ yến chu chỉ cần không phản hắn chính là thần tử quân muốn thần chết thần không thể không chết thái hậu nói hoàng thượng liền theo a gia ý tứ đi chu ninh sâm trong hai mắt bò đầy tơ máu mẫu hậu coi là từ yến chu hiện tại muốn vẫn là sửa lại án xử sai sao cố thừa lâm tô uẩn chi phúc lộc đoán chừng giữ nhiều lành ít. Đại sở các nơi đều dán bố cáo, từ Yến Chu còn có đường rút lui có thể đi sao, Chu Ninh Sâm thở hỗn hển, cho hắn sửa lại án xử sai, là muốn trẫm hướng về thiên hạ bách tính thừa nhận trẫm sai lầm rồi sao, Thái Hậu, cái này sự tình vốn là hoàng thượng sai, ngươi muốn giết cứ giết, kết quả làm không sạch sẽ, hiện tại nhóm lửa thân trên, từ Yến Chu lúc ấy liền thừa một hơi, Chu Ninh Sâm coi là từ Yến Chu hẳn phải chết còn có từ ấu vi đâu, hắn nên làm cái gì, trẫm tâm ý đã quyết, mẫu hậu không cần khuyên, chu ninh sâm không tiến hậu cung, tường đỏ ngói xanh bên trong yên lặng, chợt nhìn như cái lồng giam, tô ninh tuyết từ dục tú cung đem đến đích tôn, đi theo nàng là một cái lạ mắt cung nữ, từ tô gia mang về thiếp thân thị nữ, bị đuổi đến phòng giặt quần áo. Khi cung nữ từ nhỏ đi theo tô ninh tuyết cùng nhau lớn lên, mặc dù là thị nữ, lại tình như tỉ muội. thị nữ thế nào, sống hay chết tô ninh tuyết cũng không biết nàng hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc chỗ nào còn quản được người khác chu ninh sâm người này tâm thật sự là hung ác tô ninh tuyết giữ vững tinh thần chỉ cần nàng vẫn còn tô gia liền không xong lời chứng dán ra đi túc châu thành như cũ không có động tĩnh ngẫm lại cũng thế chu ninh sâm ở xa ngàn dặm có dặn dò gì đều phải để tính sứ truyền cố diệu thừa dịp cái này khoảng trống để người hướng liêu an phụng dương các vùng đều dán lời chứng, 15 thành thành thủ cũng đều khống chế lại. Chuyện về sau, muốn nhìn một bước đi một bước, mây đen ép thành, mắt thấy liền phải trời mưa, một đám người nên thu quần áo thu quần áo, nên nhặt trứng gà trứng gà, cố diệu đạo, lưu tướng quân. Đem gian nhất bọn hắn gọi vào phòng trước, ta có lời muốn nói. Lưu vĩ trạm sợ chuồng heo bị nước mưa phá tan, liền từ cao đến thấp cho trong chuồng heo bày thổ, còn dán phiến đá heo còn nhỏ, cũng không thể sinh bệnh, lưu vĩ trạm hận không thể để bọn chúng ở mình phòng. Loại khí trời này, còn gọi chu tước vệ, lưu vĩ trạm ẩn ẩn cảm giác muốn phát sinh cái gì, hắn sửng sốt một chút, hỏi, có phải là muốn đem bọn hắn đuổi đi, vậy ta đem heo ôm qua đi, lưu vĩ trạm phải chờ đợi một ngày này đâu, cố diệu đạo, có chút sự tình hỏi bọn hắn, người đâu. Lưu Vĩ Trạm cảm thấy có chút chột dạ, gian nhất bọn hắn đi ngoài thành khai hoang xới đất, trời càng ngày càng ấm áp, suy nghĩ nhiều mở chĩa xuống đất ra tới, chờ mùa xuân nhiều loại điểm. Lưu Vĩ trạm một ngoại nhân, đều cảm thấy gian nhất nhìn thấy mấy ngày nay làm việc rất ra sức, giống như không ra sức liền sẽ bị đuổi đi đồng dạng. Lưu Vĩ trạm, ta đi gọi bọn hắn, cái này bị đuổi đi không bị đuổi đi, phải xem mệnh A, à, quan ra sức không đủ. Lưu Vĩ trạm cưỡi ngựa, vui tươi hớn hở nói cho bọn hắn cố diệu có chuyện tìm bọn hắn. Giang Nhất đem cái quốc buông xuống, cố diệu tìm bọn hắn, lưu vĩ trạm làm gì cao hứng như vậy, chuyện gì, chuyện tốt, phòng trước trên mặt bàn, đặt vào một đống đồ vật, kiếm, chu tước lệnh, còn có một chồng ngân phiếu, tất cả đều là chu tước vệ đồ vật, cố diệu đối từ yến chu nói bọn hắn muốn đi liền thả bọn họ đi đi, ta lưu lại 200 lượng ngân phiếu, làm những ngày này tiền cơm, từ yến chu nói nghe ngươi, chu tước vệ là chu ninh sâm tâm phúc, không chỉ đám bọn hắn chính người, nhìn gian nhất gian tam, có thế nhìn ra quan hệ bọn hắn không sai. Ngày sau cùng Chu Ninh Sâm đối đầu, thế tất sẽ còn gặp phải Chu Tước Vệ, từ Yến Chu không muốn làm khó người. Chờ nửa khắc đồng hồ, Lưu Vĩ Trạm mang theo chính người tiến đến. Cố Diệu nói ngay vào điểm chính, là ai đồ vật ai cầm, thừa dịp mưa còn không có dưới, tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Có người đưa cổ nhìn một chút, lại đem cổ rụt trở về, gian nhất. Phu nhân, đây là ý gì? Cố Diệu vừa định mở miệng, Giang Nhất liền khàn cả giọng nói ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Cố diệu đạo, hiện tại là tình huống như thế nào các ngươi cũng biết, chỉ là để các ngươi về các ngươi nên trở về địa phương. Giang Nhất ngực đau quá, cho nên cố diệu đây là muốn đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên. Giang Tam nhìn cũng không nhìn đồ trên bàn, thực không dám giấu giếm, ta là Vân Thành người, về sau bị bán đến Thịnh Kinh, khi đó mới 3 tuổi, nhưng ta nhớ được ta là Vân Thành người đều nói lá rụng về cội áo gấm về quê. Giang thập tam lập tức nói, ta là Liêu An Nhân, ta là Phụng Dương người. Giang nhất phản ứng còn rất nhanh, ta, ta là Ngọc Khê Sơn người, ta là bị trên núi con thỏ nuôi lớn. Lưu Vĩ Trạm nói ta điều tra bọn hắn hộ tịch, thịnh kinh bên kia. Giang nhất cũng nghĩ không ra, làm sao có dạng này người, Lưu Vĩ Trạm cứ như vậy ngóng trong bọn hắn đi. Cũng cùng một chỗ làm nhiều ngày như vậy sống, làm sao cũng có chút tình cảm, vì cái gì? Lưu Vĩ Trạm đương nhiên ngóng trong bọn hắn đi, từng cái ăn tặc nhiều, mà lại lập tức liền hạ mưa, bọn hắn đi liền có thể đem heo ôm bọn hắn phòng bên trong đi. Giang Tam nói cái kia là giả, ta chính là Vân Thành người. Giang Thập Tam kéo một chút lỗ tai, nói phu nhân, ta nhị ca là lĩnh xuyên nhân, tứ ca là chữ y người, chúng ta mặc dù không có sinh trưởng ở Tây Bắc, nhưng sinh ở Tây Bắc là điển hình Tây Bắc người, chúng ta không đi nếu là lo lắng chúng ta sẽ mật báo đối trước kêu huynh đệ nương tay rất không cần phải chúng ta sẽ đem bọn hắn bắt nhốt vào địa lao để bọn hắn phát rau giá ăn bánh bao đen hắt không chỉ là vì bọn hắn cũng là vì chết đi tướng sĩ anh linh chôn ở dưới mặt đất không phải chết tại quân địch trong tay mà là chết tại âm mưu tính toán bên trong gian nhất đừng có dùng những vật này nhục nhã ta thật sự là chút chuyện như vậy cũng phải đem người gọi trở về đúng đấy, không trở lại nhất định có thể nhiều lật hai khối địa, cố diệu, đa tạ, gian nhất lẩm lẩm liệt liệt phất phất tay, tạ ơn đừng chỉ ngoài miệng nói một chút, kia cái gì, ta muốn uống rượu trắng, muốn ăn đầu heo thịt, cái kia có cái gì tốt ăn, muốn ăn liền ăn giò, muốn ăn cá, lưu vĩ trạm không vui vẻ, lúc nào đến phiên bọn hắn nói muốn ăn cái gì, thích ăn không ăn. Từ Yến Chu nói hoặc là cầm đồ vật ra ngoài, hoặc là trực tiếp ra ngoài phòng bên trong lập tức liền không ai, phía ngoài mây đen không có tán, cố diệu nhìn về phía từ Yến Chu, từ Yến Chu cũng đang nhìn nàng, từ Yến Chu nhịn không được, hắn đem cố diệu ôm đến trong ngực, hắn cảm thấy mệnh của hắn tốt, đại nạn không chết, cưới cố diệu, sau khi tỉnh lại mỗi sự kiện, ông trời đều là hướng về hắn, từ Yến Chu môi lướt qua cố diệu sợi tóc, hắn cúi đầu xuống hôn tóc xanh. Tại, khóa thành cung, trong quyển sách này, trải rác mấy ngữ liền định từ yến chu sinh tử hắn chết khuất nhục hiện tại từ yến chu có máu có thịt cố diệu vòng lấy từ yến chu eo nhẹ giọng hỏi làm sao rồi từ yến chu nói chính là muốn ôm lấy a diệu cố diệu để hắn ôm một lát sau từ yến chu còn không có buông tay lại chờ trong chốc lát từ yến chu còn ôm thật chặt nàng cố diệu nên được rồi từ yến chu nắm tay buông ra một điểm hắn chính là ôm không đủ hắn có thế có biện pháp nào, cố dịu liền lại để cho hắn ôm trong một giây lát, sau đó liền nên đi làm cơm, hiện tại cái gì đều phải tính toán tỉ mỉ, bánh dùng là mặt trắng cùng một ngô cùng một chỗ sống, đồ ăn là hầm đồ ăn, bên trong có thịt có xương sườn, nhưng vẫn là khoai tây cải trắng nhiều một ít, đồ vật ít, nhưng hương vị là tốt, đến mức mọi người không chút phát hiện đến mặt trắng khô dầu biến thành hai hợp mặt, thịt hầm bên trong thịt ít. Lưu Vĩ trạm ngược lại là phát hiện, hắn vui vẻ còn đến không kịp đây làm sao lại nói biết sinh hoạt tốt tích lũy tiền nuôi quân cố diệu có thể tính biết nuôi quân hoàng thượng không có khả năng cho vân thành phát quân lương ba vạn người mình nuôi cố diệu chắc chắn sẽ không để bọn hắn chết đói hắn nuôi mấy trăm con heo ở trong tầm tay a cố diệu đích thật là đang ý nghĩ tự tiết kiệm tiền tỉnh lương thực phải biết quân lương mấy triệu mà nàng chỉ có hai vạn lượng bạc ba vạn binh đều nuôi không nổi từ Yến Chu sẽ đi qua ngoại giết đột quyết, đem vàng bạc ngựa dê bò mang về. Hiện tại đậu hũ cũng không thế nào làm, tận lực lưu đậu loại, mua hạt giống. Nếu không phải heo không ai muốn, cố diệu đều muốn cho bán đi. Tây Bắc khác biệt Giang Nam, tất cả đều là vùng núi đất hoang, đem linh tuyền dung nhập Giang Lưu tưới tiêu cũng không biết bảo đảm không an toàn, không có lương thực, bế thành mấy tháng bọn hắn liền sẽ chết đói, không muốn bị chết đói, phải đánh đi ra, chạng vạn tối hạ một trận mưa, trung tuần tháng 2, trời ấm, trên mặt đất bốc lên cỏ xanh, ngoài thành mấy chục mẫu đất đã cày qua một lần, liền đợi đến 3 tháng nhiều loại đậu nành. Lưu Vĩ Trạm suy nghĩ nhiều nuôi mấy đầu heo, đợi thêm mấy ngày heo thảo trường cao, heo liền không lo cho ăn. Giang nhất, ta khuyên ngươi nghĩ lại, Lưu Vĩ Trạm, nghĩ lại cái gì, heo con đã tăng tới một lượng năm tiền. Chẳng lẽ chờ lấy tăng tới hai lượng bạc lại mua, đây không phải là thua thiệt một con lợn. Giang Nhất nói ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, mấy trăm vạn lượng làm bằng bạc quân lương, trong quân doanh còn phải ăn cải trắng bánh bao, chúng ta tổng cộng mới có bao nhiêu tiền, mấy ngàn lượng bạc, đủ làm cái gì? Bọn hắn hiện tại ăn cũng chưa từng từ trước tốt, còn chăn heo, rõ ràng là nuôi lớn da. Lưu Vĩ Trạm nói đó là bởi vì có người tham ô, Giang Nhất bị nghẹn một chút, tham ô có thế tham liền còn mấy vạn lượng bạc. Nhưng thêm chút tâm đi. Lưu Vĩ Trạm nói kia cái gì ngươi tại thịnh kinh huynh đệ có tiền sao, có tiền liền tốt, gian nhất. Ngươi nói hô nói vượng cái gì, ta là người như vậy, Lưu Vĩ Trạm, chính là muốn để ngươi thật tốt khuyên bọn hắn một chút, không có ý tứ gì khác, gian nhất đỡ lấy cái trán, ta nói cho ngươi, muốn có tiền, tiếp lưu không bằng tới nguyên A, thiên hạ nơi nào có tiền nhất, quốc khố, gian nhất nói. Ngươi làm sao tốt như vậy cao vụ viễn Túc Châu không thể sao vân thành có tiền sao? Thừa dịp Hoàng thượng còn không có kịp phản ứng, cho đánh xuống a. Sát bên Túc Châu hai tòa thành, đây chính là hai tòa Kim Sơn, đánh xuống a. Lưu Vĩ Trạm ngẫm lại, cảm thấy có đạo lý, kia làm gì còn đi qua ngoại a? Giang Nhất cảm thấy Từ Yến Chu đi qua ngoại, là sợ đột quyết xâm phạm, cướp bên ngoài khả năng an bên trong. Lưu Vĩ Trạm phải khuyên hắn một chút, khuyên như thế nào? Lưu Vĩ Trạm đi tìm Cố Diệu. Việc lớn việc nhỏ đều là cố diệu làm chủ, dù sao tìm từ yến chu vô dụng, Lưu Vĩ Trạm, chúng ta khởi binh đi, thẳng đến thịnh kinh, đem quốc khố mở ra, đời ta còn không có nhìn qua quốc khố như thế nào đâu, để ta mở mắt một chút, phản đều phản, sợ hãi rụt rè làm gì, đánh a." Từ Yến Chu từ bên ngoài tiến đến, "Lưu Vĩ Trạm, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Lưu Vĩ Trạm rụt cổ một cái, "Ta nói lên binh, trước tiên đem Túc Châu đánh." túc châu ruộng nhiều đất nhiều heo nhiều, để cho ta tới loại để cho ta tới nuôi. Từ Yến Chu nói thám tử đến báo, túc châu thủ thành chính là Trấn Viễn Hầu. Trấn Viễn Hầu, mấy năm trước liền giải ngũ về quê, Chu Ninh xâm vậy mà phái một cái lão tướng đến thủ thành. Từ Yến Chu nói muốn công chỉ có thể cường công, mạnh mở cửa thành, khả năng đánh vào đi. Lưu Vĩ Trạm cả kinh nói, ngươi, gian nhất có thế nghĩ tới, cố diệu cùng từ Yến Chu làm sao có thể nghĩ không ra đại sở 52 tòa thành, trừ Tây Bắc 15 tòa thành, còn có 37 tòa, muốn đánh trước Túc Châu. Lưu Vĩ Trạm gãi gãi đầu, ta còn tưởng rằng các ngươi chờ Hoàng thượng tin tức đâu, vạn nhất Hoàng thượng hạ lệnh cho từ gia sửa lại án xử sai, cố diệu đạo, hắn là cửu ngũ chí tôn, miệng vàng lời ngọc. Coi như thật hạ lệnh sửa lại án xử sai, trước kia đủ loại liền có thể làm chưa từng xảy ra, Lưu Vĩ Trạm lúng ta lúng túng gật gật đầu, nói đúng lắm, nói đúng lắm. Tốt, vậy ta cứ yên tâm, có từ yến chu tại, hắn yên tâm, hắn cái gì đều không cần quản, đi theo từ yến chu là được. Thiên Khánh năm 13 tháng 2, một trận mưa xuân về sau, từ yến chu lãnh binh tiến đánh Tốt Châu, khỏe mạnh hắc thiết một công phá cửa thành, trấn viễn hầu không ngờ tới từ yến chu sẽ chủ động xuất binh, tự loạn trận cướp, hắn cúng quyết bên trong điều binh khiển tướng, cuối cùng là không địch lại, thành phá. Trấn Viễn Hầu cùng bộ hạ chạy trốn tới lĩnh Nam, thu Túc Châu, từ Yến Chu thừa thắng sông lên, đánh xuống Túc Châu bên cạnh hai tòa thành, khắp nơi là chiến hỏa khói lửa, từ Yến Chu hạ lệnh chỉnh đốn, không có binh kích tương giao âm thanh, bách tính mới dám mở cửa sổ ra cửa phòng, bọn hắn những ngày này một mực trốn ở trong nhà, liền sợ bị tai họa, đường đi có mặt ngân giáp binh sĩ tại tuần sát, chỗ cửa thành bố cáo cột bên trong bố cáo đã kéo xuống đi, đổi thành cố thừa lâm ba người căn cứ chính xác từ chu ninh sâm hành động đều ở phía trên từ yến chu thanh kiếm bên trên máu lau sạch sẽ sau đó cắm về vỏ kiếm lưu vĩ trạm trên mặt cũng có vết máu tướng quân túc châu ba tòa kho lúa đều là đầy kho binh khí lương thảo toàn đăng ký trong danh sách ngoài thành có không ít đất hoang khai khẩn ra tới có thế trồng lương thực túc châu thổ nhưng so sánh vân thành tốt cỏ đều có ngón tay dài từ yến chu gật gật đầu tù binh có bao nhiêu, Lưu Vĩ Trạm vội vàng nói, hơn 8.000 người, nhắc tới cũng kỳ quái, tiếng đánh không tốn sức chút nào, không chỉ có bởi vì bọn hắn đánh bất ngờ, có ít người thật là cố ý đụng vào trên vết đao, cánh tay vạch lỗ hổng liền nằm trên mặt đất không dậy nổi, những người này, đã từng là từ Yến Chu Binh, lớn tuổi một điểm, đều cùng từ Yến Chu 6-7 năm, hơn 8.000 người, lại phải ăn không ít. Từ Yến Chu nói thụ thương để quân y nhìn xem, tổn thương băng bó kỹ, trực tiếp nhập doanh, từ Yến Chu, chiến hậu hết thảy công việc từ ngươi phụ trách, Lưu Vĩ Trạng. Ngươi đây, từ Yến Chu muốn đi tìm cố diệu, chương 49, chỉnh đốn, có chiến tranh liền miễn không được có thương vong, cố diệu các nàng đi theo quân đội đằng sau, tại trong quân doanh sắc thuốc, cho quân y trợ thủ, chiếu cố thủ thương tướng sĩ, thủ thương phần lớn là tù binh, cánh tay xoẹt một đao, trên đùi thượng trung một kiếm, cũng may vết thương đều không sâu, băng bó kỹ cầm máu liền không sao. Những người này muốn trọng sắp xếp doanh, thụ thương tự nhiên là có ảnh hưởng. Có ít người là bị đã thương, có ít người thì cố ý đụng vào trên lưỡi đao, cái trước tâm tình phức tạp, đại tướng quân vì sao lại mưu phản, không phải đã nói rồi sao, hoàng thượng vô đạo, mưu hại đại tướng quân, đại tướng quân phúc lớn mạng lớn, có thần tiên phù hộ, lúc này mới có thể hướng hoàng thượng lấy lại công đạo, thế nhưng là đại tướng quân phản bọn hắn từ tiếng quân doanh ngày đầu tiên lên liền biết bảo vệ quốc gia bọn hắn giết ngoại địch giết mưu phản người hiện tại muốn để hắn tin tưởng trong lòng tín ngưỡng thành phản tặc thực sự khó mà tiếp nhận đó là ai trước vu hãm đại tướng quân đến trễ quân tình là hoàng thượng là ai gián thiếp bố cáo nói đại tướng quân ý đồ mưu phản tội lỗi đáng chém là hoàng thượng thì nên trách không được đại tướng quân con thỏ gấp còn cắn người đâu người kia vẫn là không nghĩ ra, tiểu binh nói ngươi còn như vậy, ta liền đem ngươi đưa trước đi, tiểu binh ngữ trọng tâm trường nói, có phải là ngốc, có phải là, ngươi xem một chút hiện tại ăn cái gì, lúc trước ăn cái gì, có chút đầu óc đều biết nên làm gì, làm rất tốt, có thể có thế phong tước đâu, nhớ tới mỹ vị bánh bao hầm đồ ăn, thật sự là cái gì lời oán giận đều không có, bánh bao là sặc mặt, tuyên mềm không nói còn từng tầng từng tầng, đồ ăn là cải trắng đậu hũ còn có thể tìm tới lấm ta lấm tấm bọt thịt vừa vặn rất tốt ăn cũng không biết ngày mai ăn cái gì bọn hắn ăn cùng tướng quân binh ăn một không giống một người lý môi ước mơ nói ngươi nói tướng quân binh có phải là ăn gạo cơm thịt hầm không thể nào hầm đồ ăn liền đã thật tốt ăn so nấu cải trắng ăn ngon nhiều làm sao không có khả năng chúng ta ăn kém nhất tướng quân người ăn ngon làm binh trưởng trinh sát ăn càng tốt hơn bộ kia đem đoán chừng ăn thịt cá, người kia nuốt một ngụm nước bọt, ngươi vừa mới nói đại tướng quân làm sao rồi. Mưu phản, ta nói ta nghĩ kiếm quân công, làm phó tướng, cùng hai người này nghĩ không sai biệt lắm, bọn họ đích xác ăn không giống, binh sĩ có thế ăn hai cái màn thầu, một bát hầm đồ ăn, bên trong có một mảnh thật dày thịt ba chỉ, từ yến chu lưu vĩ trạm bọn hắn cũng ăn những thứ này, mấy vạn người cơm. Không có khả năng cố dịu một người làm. Vân Thành phụ nhân tới nấu cơm, một ngày cho 20 cái tiền đồng, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là cái tâm ý. Đồ ăn đều theo cố diệu làm đồ ăn trình tự đến, đậu hũ trước cho sắc hai mặt kim hoàng, sau đó cùng cải trắng thịt ba chỉ cùng một chỗ hầm, đậu hũ sắc hương cực, hút đầy canh thịt về sau càng ăn ngon hơn. Chân tuyên mềm mập trắng bánh bao một người có thể cầm hai cái, nóng hầm hợp đồ ăn ăn vào bụng, liền no bụng, đầu bếp nữ nhóm đi theo cùng một chỗ ăn, cơm nước xong xuôi, cố diệu lấy tiền túi ra tới tính một ngày tiền công, 50 người muốn một lượng bạc, số tiền tốt, nhưng đầu bếp nữ nhóm vô luận như thế nào đều không cần, quản một bữa cơm là được đấy, nấu cơm lại không phí sức, chúng ta còn có thế ăn vào đâu. Có thịt có đồ ăn, cái này đi, chính là chính là, đi, chúng ta lúc đầu trong nhà liền không sao làm, ra tới làm chút sống còn có ý nghĩ đâu, cho tướng sĩ nấu cơm còn muốn tiền công, chúng ta thành người nào trong thành còn có thật nhiều không có chuyện làm tỉ muội đâu cũng có thể làm sống làm gì đều được chỗ nào cần phải đòi tiền nuôi cơm là được trước mặt đám người này mặc váy vải diện mục hiền lành ánh mắt mềm mại tại nước lạnh bên trong tẩy một ngày đồ ăn tay đông đỏ bừng cố dịu xoa bóp một cái chóp mũi nàng nói nếu như còn có người có thể tới làm đậu hủ nơi đó còn cần người mọi người trước học làm đậu hủ chờ không đánh trận nhà mình cũng có thể làm lấy ăn. Bây giờ còn chưa đến gieo hạt thời điểm, mọi người có thể đi ngoài thành hỗ trợ đóng ấm lều, đốt than, thật sự là vất vả mọi người. Cố Diệu quay đầu chỗ khác, đem khóe mắt nước mắt lau đi, nàng cao giọng nói, thời điểm không còn sớm, mọi người đi về nghỉ, chờ sáng mai lại tới. Đầu bếp nữ đã ăn cơm xong, cố Diệu các nàng bận biệu đã hơn nửa ngày liền nước đều không uống. Lưu Thị dơ túi nước hướng miệng bên trong rót mấy ngụm nước, từ ấu vi vuốt vuốt toan trướng cánh tay, Lý Thị thở dài, trong mắt lại phóng xuất ý cười, cơm nước xong xuôi, bốn người đem nồi và bếp cho thu thập sạch sẽ. Chờ đều thu thập xong, Tây Thiên đã nhiễm một tầng hồng hà, cố diệu cầm trên tay nước lau sạch sẽ, nhìn từ xa lấy mặt phía nam đi ra một người, người suy ngân giáp, eo bội lợi kiếm, là từ Yến Chu. Từ trên chiến trường xuống tới từ Yến Chu quanh thân đều mang một tầng huyết sát, hắn đi tới, hướng về phía cố diệu cười cười mệt không đánh trận chính là như vậy không chỉ có ở phía trước sông pha chiến đấu người mệt mỏi ở phía sau quản lý hết thảy cũng mệt mỏi cố diệu đạo còn tốt có người hỗ trợ lưu vĩ trạm bọn hắn còn thường xuyên tới rất tốt trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cố diệu hỏi ngươi ăn sao từ yến chu ăn cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn ngươi đây ăn sao cố diệu đạo cũng ăn cùng nương các nàng cùng một chỗ ăn. đây là tự chảy thả đến nay, số lượng không nhiều không cùng một chỗ lúc ăn cơm, luôn cảm thấy có chút không quen. cố diệu đạo, ngươi nếu là chưa ăn no, ta cho ngươi chôn cái khoai lang. hiện tại muốn tiết kiệm lấy ăn, cho từ yến chu thêm đồ ăn, cũng chỉ có thể thêm cái khoai lang. từ yến chu nói ăn no, a à diệu, ta tới đón ngươi về nhà. bọn hắn muốn theo quân ở, quân đội đến túc châu, bọn hắn cũng phải ở tại túc châu. Từ gia dàn xếp tại một chỗ cách quân doanh cách đó không xa trong tiểu viện, tổng cộng sáu gian phòng. Lưu thị cùng Từ ấu Vi trụ cùng nhau, Lý thị một gian, Từ Yến Nam mình ở một gian. Dời đi qua đều là chút quần áo, giống ngăn tủ dạng này đồ nội thất chỉ có thể lưu tại phủ tướng quân. Đem nhà mới dọn dẹp một chút, cố diệu chuẩn bị nấu nước rửa mặt sớm nghỉ ngơi một chút, nước còn không có đốt lên. đã có người tới báo Đại tướng quân thành bên trong bách tính đều canh giữ ở thành thủ phủ cổng, trong tay còn cầm đồ vật, ngài mau qua tới nhìn xem, cố diệu trong lòng căng thẳng, hai quân giao chiến, khổ chính là bách tính, bách tính có lẽ đang tức giận, vì cái gì đã từng trấn giữ biên quan đại tướng phản, dù là dáng cố thừa lâm bọn hắn căn cứ chính xác từ, cũng sẽ có người không nhìn thấy, bách tính là đến chất vấn à, cố diệu đạo, trong tay bọn họ cầm cái gì, đao bổ củi vẫn là cái quốc tuyệt đối đừng tổn thương người báo tin người gãi đầu một cái có người dẫn theo một rổ đỏ trứng gà có người cầm một đầu thịt khô còn có người dẫn theo điểm tâm cái khác tiểu nhân không có nhìn kỹ cố dịu giật mình nàng mắt nhìn từ yến chu nói phu quân chúng ta đi qua nhìn một chút bách tính không biết đi đâu tìm từ yến chu chỉ có thể ngăn ở thành thủ cổng túc châu thành thủ bị bắt đại tướng quân có thể vào ở thành thủ phủ canh giữ ở chỗ này chuẩn không sai dân chúng mang theo đồ vật chờ lấy đưa cho từ yến chu túc châu bách tính là không giống lúc trước chiến hỏa liên miên túc châu người không chịu nổi nó khổ là từ yến chu lãnh binh đem đột quyết đuổi đi đánh hạ vân thành để túc châu bách tính vượt qua cuộc sống an ổn hiện tại túc châu bị công phá bọn hắn chính là tù binh thân là tù binh không được đưa trước đi ít đồ nha nhà mình tích lũy đồ tốt tất cả đều lấy ra trứng gà nhuộm thành màu đỏ, nhìn xem liền vui mừng. Đường đỏ dùng giấy dầu bao bên trên, đầu năm nay trong nhà còn lại đồ ăn làm thịt khô tất cả đều mang theo. Không có gì tốt đồ vật, lương thực luôn có đi, không có gạo mặt trắng, có thể cầm nửa cái túi cao lương mặt, từng cái vác lấy rổ cổng cái túi, trong mong nhìn quanh, đều ngóng trong từ yến chu ra tới. Không biết ai nói câu đại tướng quân đến rồi, những người này liền chủ động hướng hai bên dựa vào, cho ở giữa để con đường. Cố Diệu hiện tại từ yến chu bên cạnh, nhìn xem những người này trong tay cầm đồ vật, quả nhiên là cái gì cũng có. Từ yến chu nói mọi người về trước đi, đồ vật cũng đều lấy về. Khi đại tướng quân bảo trọng thân thể, cùng tướng quân phu nhân Bạch Đầu giai lão cử án tề mi, người trở về đi, đồ vật không được, vốn chính là mang đồ tới. Nghe xong lời này, toàn đem đồ vật đem thả hạ, mất một lúc, người đều chạy mất tâm. Trên mặt đất có trứng gà, có thịt còn có lương thực, tất cả đều là bọn hắn để giành được đến, nhưng nhất định phải đánh thắng trận, nhất định phải thắng, đến lúc đó nhất định phải làm cho bách tính ăn gạo mặt trắng, ăn trứng gà ăn thịt, từ yến chu tâm tình nặng nề, những cái này đăng ký trong danh sách, trước sung làm quân lương, bọn hắn thiếu lương, tăng thêm túc châu kho lúa, cũng không đủ quân lương, đem những này toàn ghi ở trong lòng, về sau hồi báo bọn hắn, lương thực cộng lại có hơn 800 cân. Trứng gà cũng có hơn hai trăm cái, thịt cùng đồ ăn có thế thả, liền tỉnh lấy ăn. Còn có hơn một tháng liền gieo trồng vào mùa xuân, cái này hơn một tháng, muốn đóng ấm lều trồng rau. Hiện tại đậu hũ dùng nhiều, thừa bã đậu cũng nhiều, có thể nhiều nuôi mấy cái heo. Lưu Vĩ trạm đạt được cho phép, lập tức đi lân cận trong làng ôm heo con đi. Một con heo con một lượng năm tiền bạc tử, hắn mua ba mươi con. Trong đêm tại túc châu ngoài thành đóng cái chuồng heo để 30 con heo ở nơi đó an gia, tính toán đã có nhiều 50 cái heo, lúc đầu 20 con cường tráng vô cùng, hạ một trận mưa cũng không có sinh bệnh, béo lên cũng nhanh, chờ dài đến hơn 100 cân liền có thể xuất chuồng, lúc này đang có con gà con, không có thịt, trứng gà cũng coi như cái món ăn mặn, lưu vĩ trạm trực tiếp bắt 60 cái con gà, còn có hơn 20 cái để trứng gà mái, chờ sau này nhiều tiền, lương thực nhiều, heo cũng sẽ càng ngày càng nhiều lưu vĩ trạm có thể tính cảm nhận được có tiền vui vẻ túc châu đều có tiền như vậy kia trong quốc khố phải có bao nhiêu bạc nha túc châu thành phá chiến bại tin tức truyền đến thịnh kinh trấn viễn hầu lui binh đến tương dương đóng chặt cửa thành nghiêm phòng tử thủ trong vòng một đêm đại sở ném ba tòa thành chu ninh sâm ngồi tại trên long ỷ nhìn xem truyền về chiến thư toàn thân phát lạnh ba tòa thành một chút không có ba tòa thành sau đó là cái kia tòa thành Tương Dương, Lĩnh Nam, đại sở hiện tại còn lại 35 tòa thành, Từ Yến Chu có phải là sớm tối đánh tới thịnh kinh tới. Chu Ninh Sâm ngồi tại trên long ỷ, phía dưới quỳ một đám người, có hai triều lão thần, còn có Chu Ninh Sâm kế vị sau cất nhắc lên tâm phúc, hắn cảm giác có đồ vật không giống, Từ Yến Chu trông coi biên quan thời điểm, hắn có thể gối cao không lo, Từ Yến Chu phản, hắn cái gì đều làm không được. Chu Ninh Sâm gần từng chữ một từ yến chu tổng cộng mới ba vạn người trẫm cho trấn viễn hầu mười vạn binh mã trong vòng một đêm hao tổn hơn tám nghìn đến cùng là cái gì đánh mười vạn người liền cái thành đều thủ không được phó tướng trung như khang si hoàng thượng từ yến chu thần lên công thành thế như chẻ tre còn chưa kịp phản ứng thành liền phá đại tướng quân không cách nào mới lui binh tương dương hoàng thượng tương dương nhất định có thế giữ vững chu ninh sâm muốn là giữ vững sao hắn muốn là đem Túc Châu đánh trở về. Hiện tại liền thủ thành đều khó khăn, nói thế nào đánh trở về, Chu Ninh Sâm hỏi, Tương Dương còn có bao nhiêu người, bao nhiêu lương thảo, Phó tướng nói còn có trăm người, lương thảo còn có thể kiên trì hơn nửa tháng, nguyên bản đủ thủ hơn một tháng, nhưng kho lúa còn tại Túc Châu, hiện tại chỉ có thể kiên trì hơn nửa tháng. Chu Ninh Sâm nói truyền trẫm ý chỉ, cho Tương Dương phát 10 vạn quân lương, Tương Dương thành nhất thiết phải giữ vững. Chu Ninh sâm đầu có chút đau, hắn cố nén nói chư vị ái khanh, có cái gì muốn nói sao, thừa tướng? Lão thừa tướng đứng ra nói, hoàng thượng, từ tướng quân trấn giữ Tây Bắc 6 năm có thừa, muốn phản hắn đã sớm phản, theo thần nhìn, không bằng đem sự tình tra rõ ràng, trong này có thể có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm. Thừa tướng nói là, Từ Yến Chu Liên phá ba thành là hiểu lầm, có phải là chờ Tương Dương bị đánh thừa tướng còn nói là hiểu lầm chờ thịnh kinh bị công phá ngươi còn nói là hiểu lầm chu ninh sâm nói xong cảm giác đầu óc choáng đung đưa đều đánh lên vậy mà nói với hắn cho từ gia sửa lại án xử sai coi là thật buồn cười chu ninh sâm yên lặng nhìn xem thừa tướng nhìn một lúc lâu hắn nói thừa tướng từ yến chu đã phản hắn có mưu phản chi tội vô luận bên trong có hiểu lầm hay không hắn đều là phản tặc chu ninh sâm nói có điều trẫm có thể cho hắn một cơ hội, thừa tướng, trẫm mệnh ngươi đi tương dương, khuyên từ yến chu quy hàng, chu ninh Sâm sợ, từ yến chu tạo phản là hắn sợ nhất sự tình, sợ hoài đi, chu tước vệ về không được, cái gì đều hướng về từ yến chu, có lẽ túc châu thành bách tính sớm chờ lấy ngày này, bọn hắn căn bản không quan tâm hắn vị hoàng đế này, chu ninh Sâm không dám phái người khác đi, sợ hoài, chu tước vệ, từng cái toàn đi, chu ninh Sâm nói thừa tướng, trẫm chờ ngươi tin tức tốt đã từng thừa tướng quỳ gối trước điện bạch ngọc trên bậc vì từ yến chu cầu tình đối mặt thừa tướng từ yến chu còn dám không chút kiên kỵ công thành sao túc châu ngoài thành chính khí thế ngất trời khai hoang xây lều túc châu người cũng đi theo làm việc làm lại nhanh lại tốt lưu vĩ trạm chép miệng một cái nói biết đến bọn hắn là đến giúp đỡ không biết còn tưởng rằng là bắt tới tù binh đâu một ngày ba bữa cơm ăn xong nghỉ một lát liền làm việc nhiều người làm việc chính là trơn tru ấm lều buổi sáng mới cao như vậy một điểm chờ chạng vạn tối đã đắp kính hiện tại nuôi quân chỉnh đốn trú quân trong coi túc châu nam thành cửa đề phòng quân địch tập kích phải binh sĩ tổn thương dưỡng tốt con ngựa ăn no ăn đủ mới có thể tiếp tục đánh từ yến chu tại trong quân doanh xem địa hình đồ lưu vĩ trạm cũng ở bên ngoài nhìn chẳng qua hắn đồ là tương dương bản đồ địa hình quyển gia cừu bên trên đều là tương dương phía trên bị hắn họa mấy cái vòng, Giang Nhất tò mò nhìn qua, hỏi, ngươi họa cái này làm gì? Lưu Vĩ trạm chân thành nói, nơi này đóng trại nuôi heo, nơi này dựng lồng gà, nơi này đóng ấm lều. Giang Nhất đi qua tương dương mấy lần, hắn chỉ vào trong đó một vòng tròn nói. Ta nhớ được nơi này tự như là Tống Quân Đình, đây chính là một chỗ điều kiện gây nên, dựa vào núi, ở cạnh sông, trong hồ còn có hoa sen cá chết, lưu vĩ trạm vậy mà phát rồ muốn đóng trại nuôi heo lưu vĩ trạm ta biết a à. biết ngươi còn muốn đóng trại nuôi heo ngươi điên a à. gian nhất cũng nhịn không được nghĩ thời điểm đó tràn cảnh khuê các tiểu thư du sơn ngoạn thủy kết quả nhìn thấy một đám trắng trắng mập mập heo lưu vĩ trạm ngạc nhiên cái gì sức lực hô to nói lớn ta cùng tướng quân phu nhân nói chờ đánh xuống tương dương tống quân đình cái khác ao hoa sen liền loại củ sen loại củ ấu nuôi cá trắm cỏ cá mè cá mè hoa. Lưu Vĩ Trạm kinh bỉ nói, còn chu tước vệ đâu? Giang Nhất cảm thấy Lưu Vĩ Trạm giống như đang mắng hắn, chẳng qua nói lên chu tước vệ, hắn có một cái. Túc Châu đi Vân Thành chỉ có một con đường, hai bên đường núi hiểm trở, nhưng là, Túc Châu đi Tương Dương cũng không chỉ một con đường, lại nói, còn có hai tòa thành đâu, đi như thế nào đều có thể đến Thịnh Kinh. Giang Nhất cũng ghi nhớ lấy các huynh đệ của hắn. Giang Nhất nói ta muốn mang lấy Giang Tam Giang Thập Tam đi lội thịnh kinh, bị Từ Yến Chu nắm qua, hắn dài trí nhớ, sẽ không dễ dàng bị bắt, Giang Nhất muốn đem Giang Nghị bọn hắn mang về, Lưu Vĩ Trạm, ngươi cùng tướng quân phu nhân nói qua sao, Giang Nhất, còn không có, ta sợ nàng không đồng ý, sợ cố diệu hoài nghi hắn chạy trốn, chủ yếu là sợ cái này. Hao tổn tâm cơ thiên tân vạn khổ mới lưu lại, lại bị đuổi đi ra, nhiều không đáng. Lưu Vĩ Trạm hướng về phía Giang Nhất cười cười, ha ha, lần này biết, cố diệu là đến tìm từ Yến Chu, nàng nói, ngươi nghĩ về liền hồi. Giang Nhất giải thích nửa ngày, cố diệu vẫn là câu nói kia, nghĩ về liền hồi. Giang Nhất, ta cam đoan ta sẽ trở về, ngươi phải tin tưởng ta. Vạn nhất hắn trở về cố diệu không nhận làm sao bây giờ, hắn dẫn theo Giang Nhị đầu tạ tội à. Cố diệu, ngươi lại nói chỗ nào đều không cần đi. Giang nhất ba người đi suốt đêm hướng thịnh kinh, trên đường liền dùng ba ngày, thịnh kinh thành đề phòng xâm nghiêm, cũng may bọn hắn ám vệ xuất thân, ứng phó quan binh không đáng kể, trở lại trước kia địa phương, có thể tính nhìn thấy hảo huynh đệ của bọn hắn, trước hết nhất trở về là Giang nhị, ba người liếc nhau, một cái cổ tay chặt, Giang nhị liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, Giang thập tam, nhanh nhanh nhanh, trói lên, trói rắn chắc điểm, ba người bắt chước làm theo. Mang theo huynh để bọn họ trùng êm ra kinh, còn chưa tới trên nửa đường, gian nhị bọn hắn liền tỉnh. Giang nhị đầu tiên là nhìn một chút mình ở nơi nào, lại nhìn chung quanh đều là quen thuộc người liền thả lỏng trong lòng, tay hắn bị trói, nhưng chân không có, hắn một chân đạp tới, hỗn đảng đồ chơi. Làm gì, nghĩ làm gì, bị đạp chính là gian thập tam, nhị ca đánh hắn, hắn không dám phản kháng, chỉ có thể ôm đầu tránh, xe ngựa lớn như vậy chỉ xuống đất phương đi vẫn là vắng vẻ đường nhỏ, vui vẻ sàng sàng khó chịu muốn chết, Giang Thập Tam nói nhị ca, đừng đạp. Ta cũng là vì tốt cho ngươi, thật, chờ ngươi đến ngươi liền biết, tuyệt đối sẽ không hối hận. Nhị ca, Giang nhị lại là một chân, phi. Hỗn đảng đồ chơi, chỉ lo mình ăn ngon uống say, ta vẫn là không phải, có còn hay không là huynh đệ ngươi, ngươi nhìn ba người các ngươi, mặt tròn một vòng, ngươi nhìn nhìn lại ta. Giang nhị trên mặt mang mắt quần thâm, so với lúc trước gầy gò không ít, tưởng tượng hắn càng khí, lại đạp giang thập tam mấy chân, không có lương tâm A, à, chỉ lo mình A, à. không có lương tâm hỗn đảng đồ chơi cho Gia Lăng. Chương 50, Mò Cá, Giang nhị bay nhảy mệt mỏi, đổ vào còn hôn mê các huynh đệ trên thân thở, hắn ánh mắt trống rỗng, miệng bên trong còn nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ, Giang nhất cúi đầu xuống, đem lỗ tai tiến tới, chỉ nghe hắn miệng bên trong mắng lấy, Hỗn đảng bạch nhãn lan, làm sao còn mập đâu, các ngươi vậy mà toàn mập, ta gầy hơn 10 cân, tình cảm thịt toàn dài các ngươi trên thân, các ngươi trả lại làm gì, đừng như vậy. Giang Nhất sờ sờ gian nhị gầy gò đầu vai, thở dài nói, đừng như vậy, ngươi nói trong lòng ta khó chịu a. À. Giang thập tam nói nhị ca, chúng ta trong lòng nhớ tới ngươi đây, cái này không liền đến sao? Giang Nhị tâm tình đã bình tĩnh nhiều, hắn mặt không chút thay đổi nói, là, là không sai, nhớ tới ta, ngươi nhìn cho ta trói, ta kiếm đều kiếm không ra, trói heo nuốt buộc, heo đều kiếm không ra, chớ nói chi là người, chẳng qua Giang Thập Tam không nói, không phải nhị ca khẳng định còn phải đánh hắn, Giang Thập Tam nói nhị ca, đối ngươi như vậy ta đều tốt, đợi đến Túc Châu, liền đem dây thường giải khai, Giang nhị cảm thấy siết phải hoảng, hắn nói đừng, ngươi dẫn theo ta đầu đi qua, có thể liền có thể lên làm phó tướng, thế thì sẽ không chu tước vệ đầu lại không đáng tiền. Giang nhất cao mày nói, ngươi tỉnh táo một chút, cái này tiếp ngươi qua ngày tốt lành đi, vui vẻ lên chút, nhanh cho giải khai. Giang nhị nói ngươi cột lão tứ bọn hắn, có bọn hắn, ta không chạy, chu tước vệ đối huynh đệ vẫn là tốt, Giang nhất nghĩ nghĩ, đem dây thừng giải khai, Giang nhị xoa xoa cánh tay ấn ấn bả vai, hắn vô ý thức sờ sờ ngực, bên trong trống rỗng, Giang nhị hỏi, lệnh bài của ta con giấu đâu? Giang thập tam. Sợ cấn đến ngươi, liền giúp ngươi thu lại. Vật kia muốn hay không cũng không quan trọng, Giang nhị ngồi xuống, thở dài, những người khác đâu, tam ca ở phía sau trong kiệu, nhìn xem thập ca bọn hắn đâu. Giang thập tam nói nhị ca, ngươi làm sao gầy nhiều như vậy, thấy ta đau lòng, cái này nói rất dài dòng, những ngày gần đây, Giang nhị liền không ngủ qua một cái tốt cảm giác, từ khi cố thừa lâm cùng tô Uẩn chi xảy ra chuyện về sau, hoàng thượng sợ còn có đại thần mất tích, liền mệnh bọn hắn ngày đêm trông coi, tên là bảo hộ kỳ thực giám thị, hoàng thượng đối bọn hắn tín nhiệm không còn dĩ vãng, chu tước vệ tiến đến rất nhiều người mới, bọn hắn 11 cái, liền làm những sự tình này, ăn không ngon, ngủ không ngon, còn lo lắng gian nhất bọn hắn tại từ yến chu trong tay qua có được hay không, kết quả, đều rất tốt, liền lưu tại thịnh kinh huynh đệ không tốt. Cũng không biết từ chỗ nào học cường đạo hành vi, đồ vật đều cho lục soát. Giang nhất đây cũng là không có cách, đồ vật lấy đi, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Trên đường hết thảy giảng lược, đến Túc Châu liền tốt. Giang nhị, muốn đi Túc Châu. Giang nhất gật gật đầu, không sai, từ Tấn Châu quấn đường nhỏ, đi suốt đêm xe, hai ngày liền không sai biệt lắm. Không thể đi, Hoàng thượng phái thừa tướng đại nhân đi tương dương chiêu hàng, muốn đi đem thừa tướng gia người cũng mang đi. Dù sao thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, Giang nhị vốn là nghĩ âm thầm bảo hộ thừa tướng người một nhà an toàn, muốn đi cùng đi, Giang nhất nói người nói hô nói vượng cái gì, thừa tướng một nhà mấy chục nhân khẩu, làm sao mang, người muốn chết ở chỗ này, đây không phải việc nhỏ, một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ, Giang nhất, mau trở lại Túc Châu, bẩm báo đại tướng quân, có đại tướng quân tại, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, thịnh kinh, một cổ rộng rải xe ngựa dừng ở dưới cửa thành thừa tướng đã thu thập xong đồ vật một cái gói nhỏ bên trong chứa quần áo còn có mấy viên thuốc hoàng hộ tống thừa tướng đi tương dương nhân đạo thừa tướng đại nhân nên lên đường trung quân sự tình ăn lộc của vua hắn nên đi tương dương nếu như có thể đem hiểu lầm trong đó nói rõ kia không thể tốt hơn chỉ có điều nước đổ khó hốt a à. xe ngựa lung la lung lay đi một đoạn đường lão thừa tướng liền ai u ai u kêu đau hỏi chỗ nào đau nhất lão thừa tướng nói lưng đau, lớn tuổi liền một thân bệnh, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi đường quan trọng, ta đau bất tử, thị vệ, không có đi theo đại phu, thị vệ chỉ có thể dẫn hắn đi lân cận y quán nhìn, xem bệnh mạch mở dược cao, vừa đi nửa ngày, thừa tướng lại hô đau, ngực đau a, à, lớn tuổi một thân bệnh, đừng quản ta, đi đường quan trọng, hơn 60 tuổi lão nhân gia, lúc đầu an tâm ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, kết quả trên đường chịu khổ bị liên lụy thị vệ ngài đừng hô ta cái này mang theo ngài đi y quán đi một chuyến y quán mở trị tức ngực khó thở thuốc lại đi nửa ngày lão thừa tướng che lấy chân kêu đau không có việc gì ta liền hừ hai tiếng không cần phải để ý đến ta đi đường quan trọng thị vệ là không nghĩ quản nhưng không đành lòng thế là lại dẫn hắn đi một chuyến y quán đến y quán thị vệ nói cho hắn toàn thân cao thấp tất cả xem một chút nơi nào có mau bệnh liền mở chút thuốc lúc này tổng không đến mức còn hô đau đi nửa ngày đường thừa tướng còn nói đau thắt lưng cái kia đại phu y thuật không tin được rồi không cần phải để ý đến ta cái lão nhân này đi đường thị vệ ta cái này mang ngài đi y quán gian nhất ra roi thuốc ngựa hướng trở về hai ngày liền đến túc châu chu tước vệ rắn rắn chắc chắc bị trói một đường đến quân doanh mới mở trói, sốc nảy hai ngày, thật sự là một chút khí lực cũng không có, Giang Nhị còn tốt chút, chẳng qua là hắn đối từ Yến Chu tâm tình phức tạp, không biết nên làm sao đối mặt, cho nên sớm tránh đi, Giang Nhị bọn hắn không thể phóng tới quân doanh, liền theo Lưu Vĩ Trạm làm chút đủ khả năng sự tình, Giang Nhị cảm thấy trống rỗng, không có việc gì, cũng không biết làm gì, rất nhanh, Lưu Vĩ Trạm liền cho hắn tìm sống. Quét dọn chuồng heo lồng gà, đi theo dân bản xứ học của phân, Giang Nhị. Vì cái gì làm cái này, Lưu Vĩ Trạm nhìn hắn thiệt là phiền, làm cái này làm sao vậy, ấm lều muốn mập, gieo trồng vào mùa xuân muốn mập, chỗ nào đều muốn mập, không muốn làm quốc về, Giang Nhị miếng miếm môi. Liền hỏi một chút vì cái gì, cũng không nói không làm, ta nói, các ngươi chỗ này đều như thế khỏe mạnh sao, Giang Nhị nhìn xem Lưu Vĩ Trạm cũng so trước đó khỏe mạnh mặt so trước đó tròn một vòng, lưu vĩ trạm khục một tiếng, vẫn tốt chứ, ăn ngon, làm được nhiều, liền tráng, ngươi làm thật tốt, cũng có thế dạng này, hắn còn có việc, không rảnh cùng bọn hắn dông dài, lưu vĩ trạm muốn đi quân trướng, chủ trong trướng, người đều tại, Giang nhất nói thừa tướng muốn tới túc châu sự tình, thừa tướng là tới khuyên hàng, chiêu hàng, chủ động đầu hàng, trong tay binh tướng thành tù binh, mà từ yến chu người này, tạo phản đại ca móc túi tử, có thế có kết quả gì tốt từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc lưu vĩ trạm nói chiêu hàng dựa vào cái gì hàng vậy ta cũng đi thịnh kinh ta cũng đi chiêu hàng từ yến chu nói có biết thừa tướng hiện tại người ở nơi nào trên đường gian nhất thật đúng là không biết thừa tướng người ở đâu thịnh kinh đến túc châu xe ngựa làm sao cũng phải đi 10 ngày lúc này đoán chừng mới đến dự châu từ yến chu nói cái này sự tình phải bàn bạc kỹ hơn các ngươi về trước đi, tới khuyên hàng, không quan tâm có thể xuất binh, chỉ cần không thương tổn người là được, có điều cố kỵ, bảo trụ thừa tướng, sau đó xuất binh, lão thừa tướng tuổi tác già rồi, làm sao chịu được sốc nảy nỗi khổ, vạn nhất dùng lão thừa tướng mệnh buộc hắn lui binh, từ yến chu làm không được hướng đã từng lão sư dơ kiếm, từ yến chu tiến thoái lưỡng nan, hoàng thượng biện pháp này hữu dụng, thừa tướng tại, thật sự là hắn lâm nguy, cố diệu nghĩ nghĩ, nói di hoa tiếp một từ ấu vi tiếp một câu treo đầu dê bán thịt chó từ ấu vi lối vẽ tỉ mỉ tuyệt diệu gần như có thể để người đổi một gương mặt đem người vẽ thành thừa tướng không chỉ có ổn thỏa còn có thế tiền phục tại tương dương sở hoài nói ta đến đóng vai thừa tướng sở hoài mặc cho ngự lâm quân thống lĩnh đối thừa tướng hơi có hiểu rõ hai người thân cao tương tự họa mặt muốn thường xuyên nhìn xem từ ấu vi đi theo sở hoài thích hợp nhất từ ấu vi nói ca, để ta cùng sở hoài đi thôi. Có người trên chiến trường sông pha chiến đấu, có người ở phía sau chiếu cố hết thảy, từ ấu vi cảm thấy nàng có thể đi, nàng không phải lúc đầu từ ấu vi, nàng có thể làm tốt, đi đổi thừa tướng, nguy hiểm rất lớn, ai cũng không thể cam đoan không bị phát hiện, nhưng trước mắt đến xem, đây là biện pháp tốt nhất, từ Yến Chu nói vạn sự cẩn thận, trong mắt ta, mệnh của ngươi trọng yếu nhất, trung tuần tháng 2 trời càng phát ra ấm sở hoài từ ấu vi mang theo người hướng thịnh kinh đi rốt cục tại dự châu tìm được thừa tướng lão thừa tướng mới từ y quán ra tới tinh thần phấn chấn ngược lại là đi theo hắn mấy cái thị vệ thần sắc quể oải vẫn là dự châu đại phu tốt ta chân này a eo a thật không thương thị vệ miễn cưỡng cười vui nói tốt thế là được cái kia có thể đi tương dương từ ấu vi bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó từ ấu vi thầm nghĩ hoàn toàn chính xác có thể đi tương dương. Thừa tướng bên người đi theo một năm nhẹ người hầu, tám tên hộ vệ, ẩn từ một nơi bí mật gần đó người không biết còn có bao nhiêu. Muốn đổi thần không biết quỷ không hay, muốn tìm cái thời cơ tốt. Trong đêm, từ ấu vi cho sở hoài vẽ xong mặt, phong nhã hào hoa thành 60 lão nhân. Cứ việc không phải sở hoài mặt, nhưng từ ấu vi giống như có thế trông thấy sở hoài lão dáng vẽ. Đợi đến về sau, nàng cùng sở hoài sẽ còn cùng một chỗ từ ấu vi đóng vai thành người hầu người hầu nhỏ mặt mày thanh tú đối sở hoài kêu lên đại nhân sở hoài không được tự nhiên nói ngươi đừng gọi ta như vậy hắn cũng không dám nhìn từ ấu vi mắt từ ấu vi nói nhưng cái kia hầu đồng cứ như vậy gọi thừa tướng kêu chính là đại nhân sở hoài kia trách ta là ta là hắn suy nghĩ lung tung luôn nghĩ lệch ra từ ấu vi nhịn không được cười 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 xong nàng chỉnh ngay ngắn thần sắc sở hoài, đổi trôi qua về sau chúng ta nhất định phải cẩn thận, chúng ta phải thật tốt còn sống. Từ ấu vi chân thành nói, nếu như xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải thương lượng với ta, không thể một người làm quyết định, ta, ta cũng không muốn còn không có thành thân liền thủ tiết. Sở hoài tay chân cũng không biết đặt ở nơi nào, ấu vi. Đây là sở hoài lần thứ nhất hô từ ấu vi danh tự, ở trước mặt người ngoài sách từ ấu vi, đều là từ cô nương từ tiểu thư, thật đối mặt từ ấu vi, sở hoài cũng không dám nhìn thẳng vào cũng là hô từ cô nương sở hoài nói chờ chúng ta trở về ta sẽ đi nhà ngươi cầu hôn từ ấu vi nhếch miệng ta thế nhưng là trong nhà cục cưng quý giá anh ta hận không thể lưu ta cả một đời không phải ngươi muốn cưới liền có thể cưới sở hoài biết nếu như lưu thị từ yến chu không đáp ứng hắn liền đi cầu cố diệu chỉ cần cố diệu đáp ứng liền đều đáp ứng hắn nhất định phải cưới từ ấu vi sở hoài vậy ta vẫn cầu hôn thẳng đến đáp ứng mới thôi bình minh bọn hắn đi theo hộ tống thừa tướng xe ngựa ra dự châu đến lĩnh nam thị trấn bên trên thừa tướng lại kêu lên đau đớn tiếng y quán về sau lão thừa tướng lại la hét đi nhà xí nháy mắt liền đổi đi qua lặng yên không một tiếng động sở hoài cùng từ ấu vi lưu tại y quán mà lão thừa tướng cùng hầu đồng đã ngồi lên về túc châu xe ngựa không có lão thừa tướng cái này lo lắng từ yến chu xuất binh đều không cần kiên kỵ có vết xe đổ trấn viễn hầu tử thủ tương dương phần lớn binh mã đều tại trong thành tương dương rất khó công đi lên từ yến chu nghiêm túc nhìn thành phòng đồ tương dương phía đông là uyển thành phía tây là tấn châu túc châu đến uyển thành muốn đi một đoạn đường núi đi tấn châu muốn sang sông nếu như đem tấn châu cùng uyển thành công phá ba mặt giáp công phía dưới tương dương tất phá từ yến chu đã làm quyết định chỉnh đốn một ngày chia binh hai đường hướng tấn châu uyển thành tiến quân đại sở năm vạn binh mã tại trong thành tương dương hơn một vạn người canh giữ ở tống quân đình uyển thành tấn châu binh mã cộng lại không đủ hai vạn tương dương là giữ vững nhưng trong vòng một đêm lại không có hai tòa thành hai vạn binh mã chỉ còn một vạn trấn viễn hầu phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lại bị gió xuân thổi lạnh thấu tim lúc này là thật không có cách nào bàn giao phó tướng thần sắc cũng khó nhìn hắn nói tướng quân cũng may binh vẫn còn chỉ cần người tại liền có thể thủ thành trấn viễn hầu mặt trắng như tờ giấy ba mặt giáp công liền phải chia ra ba đường mỗi tòa cửa thành tướng sĩ không đủ ba vạn từ yến chu hiện tại có bao nhiêu người gần năm vạn người làm sao cùng từ yến chu đánh mười vạn người đều đánh không lại ba vạn người còn lại những cái này tướng sĩ được bao nhiêu lòng người là hướng về triều đình trấn viễn hầu lau lau mồ hôi tráng châu cho hoàng thượng viết thư thỉnh cầu viện binh. Thịnh kinh kinh ngoại ô quân doanh còn có binh, trước tiên đem tương dương thành giữ vững, phó tướng nói nhưng cũng nên lưu binh trấn giữ kinh thành. Hoàng thượng không thông báo sẽ không cho viện binh, trấn viễn hầu cười khổ, nếu như thủ không được tương dương, ta thật muốn sách đầu đi gặp hoàng thượng, công phá biển thành Tấn Châu, từ yến chu hạ lệnh chỉnh đốn, phái binh trấn giữ cửa thành, để phòng quân địch tập kích, hai thành bách tính còn ngốc ngốc không có kịp phản ứng đâu, chờ phản ứng lại thời điểm, lời chứng đã che lại lúc đầu bố cáo, giấy trắng mực đen, tay số đỏ ấn, phía trên từng cọc từng cọc từng kiện, viết rõ ràng. Bách tính sau khi xem xong lòng đầy căm phẫn, đại tướng quân thụ khổ, bọn hắn phải hướng về đại tướng quân, trong nhà tích lũy lấy đồ tốt, đều lấy ra, cho đại tướng quân đưa qua, từ yến chu dẫn người kiểm kê kho lương, xem kỹ nhân khẩu hộ tịch, đoạt lại quân kho, trấn an bách tính. 24 tháng 2, trời đã ấm trên mặt đất mọc ra cỏ non cành liễu cũng rút ra nhánh mới túc châu vân thành ấm trong rạp đồ ăn miêu đã nảy mầm xanh nhạt xanh nhạt dáng dấp tràn đầy con gà heo con đều là mắt trần có thể thấy dài heo con đã mập mạp hồ hồ gà con trên người màu vàng lông mềm đã trút bỏ đi nguyên bản chỉ có bàn tay lớn hiện tại đã dài một lần nhìn xem bọn chúng chậm rãi lớn lên cũng rất tốt chỉ có điều một mực không hạ trứng chỉ có thể nhìn không thể ăn còn cả ngày đi lính ăn. Lưu Vĩ Trạm liền ngóng trong bọn hắn dài mập dài tráng, hiếu sát gà làm thịt heo, công phá thành, lại có thể mua heo mua gà, một con lợn con một hai tám tiền, con gà con vẫn là ba mươi văn một con, trực tiếp mua thật nhiều, cứ việc mua nhiều, Lưu Vĩ Trạm vẫn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, nhất là nhìn thấy hắn họa vòng vòng tương dương địa đồ lúc, hắn đều nghĩ kỹ, ở nơi nào chăn heo ở nơi nào nuôi gà, kết quả không phải tương dương. Từ Yến Chu hành quân đã từng cẩn thận công phá hai thành về sau, hắn nghĩ nuôi quân về sau lại tiến đánh tương dương, binh mã đều canh giữ ở tương dương thành. Cố Diệu Sông Từ Yến Chu mượn một chút người đi ngoài thành tương dương cách đó không xa tống quân đình, một đội binh mã hướng tương dương thành đi. Trấn Viễn Hầu Tâm đều nhanh đến cổ họng, thám tử cách nửa canh giờ liền trở lại báo một lần, cách tương dương còn có hai mươi dặm đường, còn có mười lăm dặm. Tướng quân, bọn hắn đến tống quân đình tống quân đình đến tương dương thành chẳng qua tám dặm đường trấn viễn hầu điểm binh lại qua nửa canh giờ thám tử đến báo tướng quân bọn hắn dừng ở tống quân đình dừng ở tống quân đình là nghĩ bức thành sao trấn viễn hầu nói lại dò xét sau nửa canh giờ thám tử trở về tướng quân quân địch tuyệt không xây dựng cơ sở tạm thời bọn hắn bọn hắn cầm lưới đánh cá tại gấm trong hồ mò cá đâu thám tử không dám đi quá gần chỉ dám nhìn xa xa một đám tướng sĩ canh giữ ở tống quân đình, sau đó có người ngồi thuyền đánh cá, kéo lưới đánh cá đánh cá. Lúc ấy giữa trưa, ánh nắng chính thịnh, từng mảng lớn ánh nắng rơi tại trong hồ, đem nước hồ nhuộm thành màu vàng, từ gấm trong hồ vớt ra tới cá bầy biển đuôi cá, cái bụng ngân quang lóng lánh, có bàn tay rộng, có cánh tay dài, cá vớt tiếng trong thùng, từng thùng cá đưa về Túc Châu. Tháng 2 cuối kỳ mặt hồ đã sớm hóa, nước hồ dù lạnh, thế nhưng là lòng người là nóng. Đại tướng quân nói, ban đêm ăn cá, nhiều cá như vậy, mỗi người đều có thể ăn vào thịt, khi được nhiều ăn ngon. Thám tử nhìn xem nhảy nhót tưng bừng cá, mặc dù là sinh, nhưng vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn buổi tối hôm nay có phải là ăn cá, làm sao ăn, hầm sắc vẫn là nấu. Thám tử đói bụng trở về, đem thám thính đến tin tức bẩm báo cho Trấn Viễn Hầu. Trấn Viễn Hầu ma xui quỷ khiến hỏi một câu, cá nhiều không? Còn thật nhiều, hắn nhìn thời điểm đã vớt mười mấy thùng, không biết còn có thế vớt bao nhiêu. Trấn Viễn Hầu nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhìn chầm chầm, có tướng sĩ trông coi, cố dịu an tâm đem cá vớt xong. Trải qua một mùa đông, cá cũng không mập, cá lớn hầm lấy ăn, tiểu ngư rửa ráy sạch sẽ, khỏa bột mì xuống vạt dầu nổ, nổ lại xốp giòn lại giòn. Vớt cá có cá trắm cỏ cá chép hoa liên, còn có cá trích, cá trích sắc, Đi theo đậu hũ cùng một chỗ hầm, còn lại, nổ về sau lại hầm, khẳng định lại hương lại ngon miệng, nhiều người, thanh tẩy cá cũng nhanh, cá lớn cắt đoạn, xuống vạt dầu nổ kim hoàng, canh sườn làm đáy, sau đó bỏ vào kim hoàng miếng cá, đại hỏa hầm cá, rất nhanh mùi thơm liền bay ra, cá trích trước sắc một chút, sau đó cùng đậu hũ cùng một chỗ hầm, nước canh trắng sữa, lại tươi lại hương, món ngon nhất chính là nổ tiểu ngư, cá đã nổ thấu, cắn một cái sốt giòn bỏ đi, phía trên lại rải lên điểm hoa tiêu mặt xào muối, cách rất xa, đều có thể nghe được mùi thơm, chậu lớn chậu lớn tiểu ngư làm, còn có hầm miếng cá cùng cá trích canh, một người một tấm bánh nướng, mùi thơm theo cơn gió đi về phía nam phiêu, các tướng sĩ hắc hắc cười không ngừng, ăn không được, để bọn hắn nghe cũng tốt, liền mùi thơm ăn bánh bao, đều so phổ thông bánh bao ăn ngon, ha ha, chờ tương dương đánh xuống, liền hướng gấm trong hồ vung cá bột, còn có thế ăn như thế đã nghiền mọi người cùng ăn mảnh ăn lưu vĩ trạm phun ra một cái gai đối giang nhị nói ngươi chậm một chút đừng thẻ gai giang nhị đừng rủa ta thẻ không được nói chuyện chậm trễ ăn cơm chớ cùng hắn nói chuyện